Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 181. Ầm. ngay tại 20 đài cự hình đầu thạch khí trước đi vào khoảng cách quan ải biên giới còn có hơn 600m khoảng cách lúc, từ quan ải biên giới bên trên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là một tiếng xe gió truyền đến, một đạo chớp lóe từ quan ải biên giới bắn ra, hướng về trong đó một đài đầu thạch khí cực tốc bay tới. Không tốt, hắn mục tiêu là đầu thạch khí. Một tên tiểu đội trưởng thấy rõ chớp lóe quỹ tích sau lớn tiếng la lên, vội vàng muốn xông lên phía trước ngăn lại cái này chớp lóe. Nhưng tiểu đội trưởng còn chưa kịp chạy hai bước, một bóng người lại trước một bước hướng về chớp lóe phương hướng phóng đi. Để cho ta tới. Nói xong liền nhảy lên thật cao, chắn chớp lóe cùng đầu thạch khí ở giữa, tản ra thiên võ cảnh trung kỳ khí tức. Vận khởi bản thân toàn bộ linh lực ở trước mặt mình tạo thành một cái thật dày linh khí hộ thuẫn. Oanh! Chớp lóe cùng linh khí hộ thuẫn tiếp xúc lập tức nổ vang. Linh khí hộ thuẫn bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, Thiên Võ cảnh trung kỳ võ giả cũng té bay ra ngoài. Mắt thấy là phải đánh tới hướng hậu phương đầu thạch khí lúc, một cái tóc ngắn nam xông ra, tiếp nhận tên kia thiên võ cảnh trung kỳ võ giả. Trên người người này đồng dạng tản ra thiên võ cảnh trung kỳ khí tức. Hậu tướng quân, ngươi không sao chứ? Tóc ngắn nam quan tâm hỏi. Mà cái kia được xưng là hậu tướng quân gia hỏa, phun một ngụm máu đàm sau đắng cười nói, chủ quan rồi, không nghĩ đến cái này thiết cầu uy lực sẽ lớn như vậy, dẫn đến ta nhận lấy không nhỏ nội thương nếu như lại đến mấy cái lời nói, ta có thể sẽ không tiếp nổi. Thiết cầu Tóc ngắn nam rất là kỳ quái, vừa rồi đây không phải là một đạo chớp lóe sao, tại sao lại biến thành thiết cầu. Hậu tướng quân nhìn ra tóc ngắn nam nghi hoặc, liền mở miệng giải thích. Nơi xa nhìn là một đạo chớp lóe, nhưng là vừa rồi ta khoảng cách gần phía dưới nhìn thấy cái kia đến bên trong là một cái thiết cầu. Những ánh sáng kia hẳn là từ thiết cầu bên trong phát ra năng lượng, cái kia bạo tạc cũng là bởi vì thiết cầu cùng ta linh khí hộ thuẫn va chạm vỡ tan sau sinh ra. Thì ra là thế, tóc ngắn Nam Minh ngộ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói cho những người khác, lại có chớp lóe đạn pháo tới gần, chúng ta sẽ liên thủ cự ly xa đưa nó đến trước đó đánh nổ. Tóc ngắn Nam nói xong, liền la lớn, toàn quân tiếp tục đi tới, vừa rồi đạo kia chớp lóe nhưng thật ra là năng lượng đạn pháo, uy lực cực lớn, một hồi muốn là lại có đạn pháo đánh tới, các vị tướng quân cùng một chỗ liên thủ đem nó trên không trung đánh nổ. Đạn pháo tốc độ phi hành quá nhanh, áp quá gần sẽ bị dư âm nổ cho làm bị thương quá xa lời nói lại không tốt trong số mệnh. Nhưng muốn là nhiều tên thiên võ cảnh đồng loạt ra tay sẽ không sợ đánh không chúng. Bọn họ cái này 20 đài đầu thạch khí bên trong, mỗi đài đều an bài hai tên thiên võ cảnh võ giả phụ trách bảo hộ. Cho nên bọn họ bảo hộ cái này đầu thạch khí thiên võ cảnh võ giả tổng cộng có 40 người. Đồng thời bọn họ đội ngũ trừ bỏ thiên võ cảnh võ giả bên ngoài còn có hơn trăm tên linh võ cảnh võ giả xuất hiện. Mặc dù linh võ cảnh võ giả phát ra công kích từ xa không có thiên võ cảnh viễn hòa chuẩn, nhưng không chịu nổi nhiều. Cự ly xa thiên võ cảnh chặn đường thất bại, còn có thể để cho linh võ cảnh võ giả đồng thời phát ra dày đặc công kích từ xa, còn sợ không cản được bọn họ còn con này một cái đạn pháo sao. Nghe vậy, phụ trách bảo hộ tóc ngắn nam bên cạnh bộ kia đầu thạch khí thiên võ cảnh võ giả sang sảng nói ra, không có vấn đề, giao cho chúng ta đi, hậu tướng quân ngươi yên tâm, đợi lát nữa chúng ta giết đến tận tường thành sau chắc chắn cái kia nã pháo ra hỏa bắt được trước mặt ngươi, nhiều ngươi tự tay báo thủ đồng thời trong lòng cũng thầm kinh hãi cái này minh quốc là chiếm được cái gì gây gớm vũ khí thế mà có thể bắn xa như vậy đồng thời còn có thể đem một tên thiên võ cảnh trung kỳ võ giả cho nổ bị thương tường sắt quan thành trên tường nơi này mang ra hơn trăm đài cự hình đại pháo mỗi cái thân pháo đều có vô số phù văn nhược như ngầm hiện mỗi cái đại pháo phía dưới cũng đứng lấy ba cái pháo binh dưới chân bọn hắn chất đầy vừa rồi bắn ra cái viên kia chớp lóe đạn pháo trong đó một cái đại pháo họng pháo còn bốc lên khói trắng một tên phụ trách thao tác binh sĩ kiểm tra một trận về sau quay người hướng phía sau đứng đấy hai người báo cáo đến báo cáo vân tướng quân băng tướng quân năng lượng pháo bắn thử hoàn tất không bất cứ dị thường nào hai người này một nam một nữ chính là vân dương cùng băng lam hai người hai người bọn họ thu được tiêu minh cho thiên tài địa bảo tiềm hành bế quan về sau bây giờ đều đã được đến thiên võ cảnh đỉnh phong thực lực chỉ cần lại vững chắc một lần tu vi không được bao lâu liền có thể mượn nhờ phá vương đan đột phá vương cảnh tăng thêm tiêu minh cho hai người bọn hắn đem sử thi cấp vũ khí quân tử kiếm cùng thục nữ kiếm phối hợp lại cho dù là lý trạch dạng này vương cảnh trung kỳ cường giả cũng chỉ có thể cùng bọn họ đánh cái chia năm năm gặp bắn thử phi thường thành công băng lam hướng phía sau trên đài cao phụ trách tổng chỉ huy quách úy đánh một cái ok thủ thế biểu thị đại pháo tất cả bình thường quách úy gặp không có vấn đề liền cho một bên người tiên phong một ánh mắt người tiên phong ngầm hiểu lợi dụng trong tay hai mặt lá cờ nhỏ hạ nã pháo chỉ thị phía dưới hơn trăm tên pháo thủ gặp mệnh lệnh được đưa ra lập tức quay người hô to nã pháo ầm 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 hơn trăm miếng đại pháo đồng thời phát xạ trăm đạo chớp lóe nhanh như chớp lập tức liền bay về phía nơi xa trái lại lục thông quân đội bên kia bọn họ 20 đài đầu thạch khí mới mới vừa tiến vào tầm bắn chuẩn bị bắt đầu bắn ra liền nghe quan ải biên giới lập tức phát ra trăm tiếng vang lên sau đó liền xuất hiện trên trăm đạo trước đó như thế chớp lóe đạn pháo hướng về bọn họ phóng tới trang diện hùng vĩ không thôi. Cái này bọn họ sao có thể lập tức bắn ra nhiều như vậy đạn pháo. Trước đó hô hào muốn đem nã pháo người chụp tới tên kia thiên võ cảnh võ giả, nhìn lên trên bầu trời đạn pháo có chút tê cả ra đầu. Đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chặn đường, nếu không chúng ta cái này 20 đài đầu thạch khí liền mất giáo. Một bên tóc ngắn nam sốt ruột hồ. a à, tốt. Thiên võ cảnh võ giả lấy lại tinh thần, vận khởi linh lực hướng về nơi xa điên cuồng phát xạ công kích từ xa ngay cả hậu phương chủ soái lục hải thấy tình thế không ổn cũng lập tức mang theo còn lại 10 tên thiên võ cảnh võ giả tiến lên hỗ trợ đồng thời trong lòng của hắn cũng có hối hận muốn lưu lại một chút thiên võ cảnh võ giả tại doanh địa sớm biết cái này minh quốc có nhiều như vậy vũ khí tầm xa hắn nên đem toàn bộ thiên võ cảnh võ giả đều mang đến dạng này chặn đường những cái này đạn pháo cũng không cần bị động như vậy oanh 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 Thế là tại 50 tên thiên võ cảnh võ giả cùng hơn trăm tên linh võ cảnh võ giả cự ly xa chặn đường dưới, thành công chặn đường dưới 90 miếng chớp lóe đạn pháo. Còn thừa 10 mai, cũng ở đây 6 tên linh võ cảnh võ giả cùng 4 tên thiên võ cảnh võ giả khoảng cách gần ngăn lại. Linh võ cảnh võ giả thực lực hơi thấp trực tiếp bị tạc chết, hơi cao điểm đều nặng tổn thương hôn mê. Mà thiên võ cảnh võ giả tại khoảng cách gần bị oanh nổ phía dưới cũng tương tự nhận lấy không nhỏ nội thương. Nhưng cuối cùng bọn họ 20 đài đầu thạch khí xem như bảo vệ, đồng thời hậu phương binh sĩ cũng không có bị cái này chớp lóe đạn pháo lan đến gần thành công đem tổn thất hạ xuống thấp nhất hóa nhưng bọn họ còn chưa kịp buông lỏng một hơi nơi xa quan ải biên giới lần nữa truyền đến dày đặc tiếng vang ầm 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 lục hải giật mình hướng nơi xa nhìn lại thế mà xuất hiện lần nữa trên trăm đạo chớp lóe hướng về bọn họ phòng tới lục hải chấn kinh bọn họ lại còn có còn không đợi lục hải chấn kinh xong ầm 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 tiếng vang lần nữa truyền ra lại trăm đạo chớp lóe theo sát phía sau ta thiên ầm 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 mà mẹ nó bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng tập 182 quan ải biên giới trên chỉ một lát sau công phu liền tới 10 vòng liên xạ dạ. trên bầu trời hơn ngàn miếng chớp lóe đạn pháo dày đặc ở cùng nhau cái kia lấp lánh trình độ để cho bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên trời một mảnh trắng xóa liên nhìn thẳng cũng khó khăn chớ đừng nhắc tới muốn nhắm chuẩn công kích lục hải biết rõ cái này hai mươi đài đầu thạch khí là giữ không được bọn họ muốn tiếp tục ở nơi này dừng lại đợi đến chớp lóe đạn pháo rơi xuống cho dù là thiên võ cảnh thực lực võ tướng cũng sẽ xuất hiện thương vong thế là quyết định thật nhanh tất cả mọi người lập tức rút lui nói xong xoay người chạy đầu cũng không mang về những người khác võ tướng thấy thế cũng nhao nhao cùng lên cho dù là đội ngũ sĩ quan cũng bỏ xuống bản thân dẫn đầu tiểu đội lựa chọn một mình chạy trốn. Không phải bọn họ không muốn quản những binh lính bình thường này, mà là chính bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cái đó còn có cơ hội quản bọn họ. Oanh, 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 phao sáng rơi xuống, lấy cái kia 20 quá đầu thạch khí làm trung tâm khu vực thảm thức oanh tạc. Lục Hải cùng cái khác thiên võ cảnh hậu kỳ trở lên võ tướng chạy tương đối nhanh, đang nháy quang pháo bắn rơi dưới trước đó liền đã chạy ra oanh tạc phạm vi. Thiên võ cảnh hậu kỳ phía dưới võ tướng là còn chưa kịp chạy ra phạm vi, đạn pháo liền đã rơi xuống, tu vi càng thấp, vị trí oanh tạc vị trí lại càng sâu. Có vận khởi tương đối tốt, đạn pháo rơi xuống vị trí đều cách hắn khá xa, bị liên lụy không lớn, rất nhanh liền thành công chạy ra ngoài. Vận khí kém thì bị đạn pháo vào đầu nổ chúng, hoặc là liên tục nổ đến mấy lần, bị tạc đến hải cốt không còn. Có chút chớp lóe đạn pháo còn bay quá xa, liền dừng lại ở ngoài ngàn mét đại bộ đội đều bị lan đến gần. Dẫn đến lục hải không thể không hạ lệnh để cho bộ đội triệt thoái phía sau 2.000 mét, cùng quan ải biên giới duy trì 3.000 mét khoảng cách an toàn. Đợi đến oanh tạc gây nên bụi mù tán đi, nguyên lai vùng vức bình nguyên tan hoang sơ xác, không một phiến hoàn chỉnh địa phương. Nguyên bản to lớn vô cùng đầu thạch khí, lúc này có thể liên tục khối linh kiện cũng không tìm tới, đồng thời ở nơi này một đợt oanh tạc bên trong. Bọn họ thiên võ cảnh võ tướng chạy nhanh, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở mấy phát chớp lóe đạn pháo. Cho nên trừ bỏ ba cái thằng xui xẻo bị liên tục trong số mệnh nổ chết bên ngoài, cái khác thiên võ cảnh tối đa cũng chỉ là thụ chút tổn thương liên thành công chạy ra mà cái kia lục tục phái đi hỗ trợ tổng cộng 200 tên linh võ cảnh võ giả là tại chỗ bỏ mình hơn phân nửa còn lại trăm tên cũng đều hứng chịu tới nghiêm trọng nổ bị thương sau đó khó khôi phục tới đến mức cùng đội tiến lên một vạn tên lính toàn bộ bị dư âm nổ đánh chết một cái có thể còn sống đều không có lục hải tâm cũng đã lạnh thấu cái này liền người khác tường thành đều không tới gần bên mình liền trả xảy ra lớn như vậy tổn thất Bọn họ lần này tiến về Trung Quốc mang 50 đài đầu thạch khí, cũng chỉ còn lại 30 đài. Đầu thạch khí đối với cao dai võ giả không có cái gì đại uy hiếp, nhưng lại có thể đối với tường thành tạo thành phá hư, cũng có thể gia tăng địch nhân cảm giác sợ hãi. Mà thủ thành sĩ quan nếu như không nghĩ tường thành đụng phải phá hư lời nói cũng chỉ có hai lựa chọn. Một cái là dẫn đầu đội một tinh nhuệ ra khỏi thành hủy hoại đầu thạch khí, còn có một cái chỉ có thể ở tường thành trên để cho cao dai võ giả xuất thủ chặn đường. Nhưng đối mặt liên tục không ngừng quăng tới cự thạch, cao giai võ tướng cũng sẽ có thể lực hao hết thời điểm, lúc này bọn họ lại phát động bộ đội công thành liền sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Nhưng mà nguyên bản một mực đều chiếm vị trí chủ đạo bọn họ, lại bị Minh Quốc cho thật sâu trên bài học. Tình huống bây giờ cũng trái ngược, Minh Quốc có được so với bọn họ càng xa khoảng cách không rõ vũ khí oanh tạc, dẫn đến bọn họ đại lượng khí giới công thành bị hủy, sĩ khí nghiêm trọng xa sút Chủ soái bây giờ nên làm gì, chúng ta muốn hay không rút lui. Phụ ta khoanh tay cánh tay đi tới lục hải sau lưng hỏi. Lúc này phụ tá cởi trần, trên người có nhiều chỗ đốt bị thương, nghiêm trọng nhất thì là cánh tay. Hắn mặc dù không có bị chớp lóe đạn pháo chính diện trong số mệnh qua, nhưng ở hắn phụ cận lại rơi dưới mấy phát pháo đạn, trên người hắn tổn thương cũng là bị nhiều cái đạn pháo dư ba gây thương tích. Lục Hải quay đầu mắt nhìn phụ tá, hắn có thể đủ từ phụ tá trong mắt nhìn thấy nồng đậm ý sợ hãi. Không cần vẻn vẹn là phụ tá, ngay cả cái khác từ oanh tạc bên trong trốn tới võ tướng cũng là cái này thần sắc nhưng Lục Hải lại vẫn là không có lựa chọn rút lui. Không được, nếu như bây giờ rút lui lời nói, đối với quân đội sĩ khí đà kích rất lớn, sẽ để cho tiếp xuống đối mặt phong vân thành chiến đấu bất lợi, chúng ta nhất định phải cầm xuống minh quốc rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là, phụ tá còn muốn nói điều gì, lại bị Lục Hải đưa tay ngăn cản. Ta biết ngươi là kiên kỵ vừa rồi đạn pháo, nhưng ta trực giác nói cho ta biết, tiếp xuống bọn họ đem lại cũng tuyên bố ra loại kia đạn đại bác. Lục Hải chém sắt như chém bùn nói ra lục hải vẻn vẹn chỉ dựa vào trực giác lời giải thích này đổi bình thường một chút người mà nói đều sẽ không lựa chọn tin tưởng nhưng phụ tá cùng với khác người ngược lại thở dài một hơi giống như là đối với lục hải trực giác tin tưởng không nghi ngờ đồng dạng bởi vì lục hải kỹ năng thiên phú chính là trực giác mỗi khi lục hải nói ra trực giác hai chữ thời điểm cơ bản đều không sai được thế là chỗ có bị thương hay không thiên võ cảnh võ tướng lập tức xuống dưới chỉ huy bộ đội chuẩn bị tiếp xuống trực tiếp dùng người đếm san bằng tòa này quan khẩu mà lục hải trực giác cũng không sai quan ải biên giới trong thời gian ngắn xác thực đã không cách nào tiếp tục phát xạ đạn đại bác bởi vì trải qua liên tục 10 vòng phát xạ về sau mỗi cái họng pháo đều đã nóng đến đỏ bừng nếu như lại tiếp tục phát pháo sẽ cực kỳ nguy hiểm tại tường thành trên đài cao quách úy nhìn thấy nơi xa lục thông quân đội không có cần rút lui ý nghĩa đồng thời trận hình bắt đầu biến hóa hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp công thành quách úy một bộ bài mưu nghĩ kế thần sắc tựa hồ đối phương cử động đã sớm tại hắn trong dự liệu cái này đại pháo là bọn họ kiểu mới nhất vũ khí tầm xa, cho tới bây giờ cũng chỉ đẩy nhanh tốc độ đi ra 100 đài. Mặc dù bây giờ đã không cách nào tiếp tục phát xạ, nhưng tương tự môn vũ khí tầm xa cũng không chỉ cái này một chút. đen cự nỏ trên kệ. Theo quách ý cái này một đạo mệnh lệnh phát ra, đã nóng lên đại pháo bị đẩy đi, từng thanh từng thanh cung nỏ loại lớn khung tràn đầy tường thành. Phong vân thành. Phong tiếu thiên cùng một đám quan viên đứng ở tường thành trên nhìn phía xa dựng trại đóng quân lục thông quân đội nhíu mày đứng ở phong tiếu thiên hậu phương một tên tóc trắng quan viên tức giận bất bình nói ra thành chủ đại nhân ta liền nói cái kia minh quốc sẽ nói không giữ lời ngài xem hôm nay địch nhân đều đã đến chúng ta cửa ra vào đến rồi cái này minh quốc viện quân liền cái ảnh tử đều không trông thấy ở nơi này danh quan viên mới vừa nói xong một đạo trung khí mười phần tiếng vang chuyển đến ai nói chúng ta cái này không phải đã tới sao ai đám người chỉ nghe thấy tiếng vang nhưng không thấy người tới tất cả đều hết nhìn đông tới nhìn tây lên ở bên trên. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ quan viên chỉ trên không nói ra. Đám người đồng loạt hướng về trên trời nhìn lại, liền phát hiện trên bầu trời lượn vòng lấy mấy chục cái đại điểu. Trong mơ hồ có thể thấy có người đứng ở phía trên. Phong Tiếu Thiên nhìn thấy phía trên đại điểu sau sắc mặt cũng là vui vẻ, Minh Quốc cuối cùng vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn tiếng lòng cũng coi như để xuống, tiền hắn không bỏ phí. T, cái này Minh Quốc thật đúng là lợi hại, lại còn có thể thuần phục lớn như vậy chỉ phi hành yêu thú. Đúng vậy à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy chỉ phi hành yêu thú. Nếu như chúng ta cũng có thể thuần phục đến lớn như vậy chỉ phi hành yêu thú liền tốt. Mấy tên quan viên chỉ cầm đầu tật phong điểu xì xào bàn tán nói. Nhưng bọn họ như thế nào lại biết rõ trên không cầm đầu tật phong điểu, nhưng thật ra là một cái có thể phát huy ra yêu vương thực lực lục gia yêu thú. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 183. Hơn trăm tên võ giả trực tiếp từ tật phong điểu trên lưng nhảy xuống. Phong Tiếu Thiên nhiệt tình chuẩn bị tiến lên ân cần thăm hỏi, nhưng khi trông thấy cầm đầu Lý Trạch lúc, cả người đều ngẩn ra. Lý Trạch là Chu Quốc Thành danh đã lâu vương cảnh một trong cường giả, Phong Tiếu Thiên cùng hắn đã gặp mặt vài lần. Mặc dù chưa quen thuộc, nhưng tối thiểu xem như nhận biết, cho nên Phong Tiếu Thiên trông thấy xuất hiện ở Minh Quốc trận doanh, mặc trên người Minh Quốc quân giáp Lý Trạch lúc, còn tưởng rằng là bản thân nhận lầm. Hắn không phải vương thành tứ đại gia tộc một trong gia chủ sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Gia chủ. Phong Tiếu Thiên vẫn là thật không dám xác định nói ra. Lý Trạch to nhã nho nhã cười cười, hắn biết rõ lúc trước Chu Quốc Vương thành sợ mất đi mặt mũi, cố ý phong tỏa tin tức, cho nên Phong Tiếu Thiên cũng không biết hắn cũng sớm đã đầu phục Minh Quốc, thế là gật đầu trả lời, "Là ta." Được Lý Trạch đáp lại sau Phong Tiếu Thiên càng thêm giật mình, nhìn trước mắt Lý Trạch tư tư văn văn bộ dáng, cùng một năm trước hắn nhìn thấy cái kia ngang ngược càn rỡ Lý Trạch quả thực tưởng như hai người. Ngắn ngủi này thời gian một năm bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể cho một người ngôn hành cử chỉ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nhưng trong lòng kinh ngạc chậm quá mức về sau, Phong Tiếu Thiên tâm tình lập tức liền vui vẻ, hắn lười quản lý trạch vì sao lại xuất hiện ở Minh Quốc trận doanh, chỉ cần là vương cảnh cường giả là được. Lý Trạch cũng là nghiêm sắc mặt, trực tiếp tiến vào chính để nói, các ngươi bộ đội đều chuẩn bị thế nào? Phong Tiếu Thiên trả lời, tăng thêm dòng binh, tổng cộng tạo thành 10 vạn người tinh nhuệ, đã tại chỗ chờ lệnh có đôi khi người cũng không phải càng nhiều càng tốt, cho nên Phong Tiếu Thiên liền đem Phong Vân Thành thực lực cao nhất đều đâm vào đi ra. Dù sao tiếp xuống đây là liên quan đến Phong Vân Thành sinh tử tồn vong chiến đấu, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Bọn họ nguyên kế hoạch chính là thừa dịp lục thông đệ nhị quân cái kia 50 vạn đại quân mới vừa đến bọn họ Phong Vân Thành bên ngoài. Chính là mỏi mệt đồng thời doanh địa thiết kế phòng ngự còn chưa bắt đầu dựng lên thời điểm phát động đánh lén đối với bọn họ chủ soái tiến hành trảm thủ hành động. Cho nên chuyện này không thể bị dở dang, bằng không đợi bọn họ tại trong đại doanh dựng lên thiết kế phòng ngự, bọn họ sẽ rất khó đưa đến kỷ hiệu. Đang lúc Phong Tiếu Thiên chuẩn bị cùng Lý Trạch chia sẻ một lần tiếp xuống kế hoạch hành động lúc, Lý Trạch lại trước một bước mở miệng nói ra. Phiên Phúc Phong thành chủ, đem cái này 10 vạn người chia 100 phân đội, toàn bộ từ ta đằng sau những người này dẫn đầu, tiếp xuống các ngươi đem toàn bộ do bọn họ dẫn đầu đi theo ta hành động chung. Rất ý tứ rõ ràng, bọn họ tiếp xuống đem không cần Phong Tiếu Thiên kế hoạch, hơn nữa còn là toàn bộ nghe theo Lý Trạch an bài cái này được sao? Do dự một chút Phong Tiếu Thiên vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Gặp Phong Tiếu Thiên đáp ứng, Lý Trạch cho đi một cái mời thủ thế, ý bày ra Phong Tiếu Thiên dẫn đường. Hành tẩu trên đường, một tên thiên võ cảnh võ tướng tăng nhanh dưới chân bộ pháp, đi tới Mạnh Đức bên cạnh mở miệng nói ra. Mạnh tướng quân, 10 vạn tướng sĩ để cho Lý Trạch dẫn đầu, xem ở hắn là vương cảnh cường giả phân thượng còn chưa tính. Có thể cùng hắn đến cái kia 100 tên giúp đỡ, đại đa số cũng chỉ là linh võ cảnh võ giả, dựa vào cái gì cũng phải để bọn hắn đi theo chỉ huy chúng ta hắn thân làm thiên võ cảnh cao thủ một hồi nhưng phải biệt khuất để cho một cái linh võ cảnh võ giả dẫn đầu hắn tự nhiên rất là khó chịu nhưng mạnh đức cũng không nói gì thêm mà là chỉ để lại một câu đại cục làm trọng liên tiếp tục đi tới không tiếp tục để ý lý trạch cưỡi phong tiếu thiên xứng đến chiến mã dẫn theo bộ đội đi tới cửa thành tất cả chuẩn bị ổn thỏa đại môn bắt đầu từ từ mở ra bên ngoài lầu một ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn lộ ra thần thánh vô cùng. Lý gia, Lý tướng quân, một hồi tiêu diệt bọn hắn, cần đã đi tiếp viện các ngươi sao? Phong Tiếu Thiên hỏi. Vừa rồi Lý Trạch đơn giản giảng giải tiếp xuống hành động nhiệm vụ, không còn là chém đầu lục hải, mà là phải đánh tan ở bên ngoài hạ trại 20 vạn lục thông binh sĩ. Cũng cho đến lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai Minh Quốc đã sớm xuất thủ, bây giờ bị chọc giận đệ nhị quân chủ soái đã dẫn đầu hơn phân nửa quân đội tiến đến tiến đánh Minh Quốc quan khẩu biết được tiếp xuống bọn họ cái này 10 vạn tinh nhuệ có thể đối bên ngoài cao chiến chống rỗng 20 vạn quân địch phát động tập kích lúc. Phong Vân Thành tất cả võ tướng đều hưng phấn không thôi, đối với Lý Trạch yêu cầu để cho linh võ cảnh võ giả dẫn đầu bọn họ sự kiện kia cũng không có trước kia đại ý như vậy gặp. Phong Tiếu Thiên càng là cảm động không thôi, cảm thấy Minh Quốc cầm tiền cư nhiên như thế tận tâm tận lực, còn dẫn lửa thiêu thân. Tất cả chút lương tâm băn khoăn, muốn chờ giải quyết hết bên ngoài những quân địch kia về sau, lại đi trợ giúp Minh Quốc. Không cần, có thể uy hiếp được minh quốc người có thể không ở nơi này vương quốc hàng ngũ bên trong. Nói xong, Lý Trạch cơm hộp trước cưỡi chiến mã hướng về đã mở cửa thành ra sông ra. Lục Hải cho rằng vụng trộm điều đi bộ đội đi tiến đánh minh quốc quan khẩu, Phong Vân Thành sẽ không biết, nhưng hắn vẫn làm sao cũng không nghĩ đến. Lý Trạch bọn họ lại còn có thể cưỡi phi hành yêu thú từ không trung bay qua lục thông đại quân vây chặt, đi tới Phong Vân Thành. Mà ở Phong Vân Thành bên ngoài lục thông nơi trại lính. Nơi này kiến thiết vừa mới hoàn thành một nửa, bọn họ liền phát hiện mặt đất toái thạch đang nhảy nhót, sau đó cực kỳ rõ ràng chấn cảm truyền đến. Lục Thông binh sĩ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện Phong Vân Thành thế mà chủ động xuất kích, chung chung điệp điệp thiết kỵ hướng về bọn họ đè xuống. Địch tập, địch tập. Quân danh sĩ quan liều mạng hô to, lo lắng xua đuổi lấy thuẫn binh tiến lên ngăn trở cái này sóng kỵ binh. Phong Vân Thành áp dụng là hình cây đinh trận, cầm đầu Lý Trạch cưỡng ép từ Lục Thông quân đội trong thuẫn trận xé mở một cái lỗ hổng. Lỗ hổng vừa mở liền lại cũng không khép được, hậu phương không ngừng trào lên kỵ binh gấp càng lấy đem lỗ hổng này càng sẽ càng lớn thẳng đến lại cũng ngăn cản không nổi phong vân thành kỵ binh thế sông lục thông quân đội tạo thành phòng ngự trực tiếp bị đột phá tại ly trạch hậu phương kỵ binh bên trong mạnh đức bị một tên tu vi so với bản thân thấp tốt mấy cảnh giới võ giả dẫn theo cho dù trong đầu một mực tại cáo chi bản thân phải lấy đại cục làm trọng nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút khó chịu hắn đường đường phong vân thành đệ nhất tướng quân lúc này không phải vào đầu coi như xong còn muốn như vậy đi theo phía trước gia hỏa này không ngừng biến hóa vị trí, để cho Mạnh Đức trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cái này sẽ đều đã đột phá quân địch phòng ngự, bảo trì công kích không được sao, bây giờ còn vừa đi vừa về biến hóa vị trí thế nhưng là rất dễ dàng xáo trộn thế trận xung phong. Ngay tại Mạnh Đức đang nghĩ có nên hay không không còn đi theo người dẫn đội lúc, Mạnh Đức lập tức cảm giác được đến một cỗ khí lãng từ hắn bên người đi qua. Cơn sóng khí này vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn bản thân liền tựa như một cái đao nhọn, Cơn sóng khí này còn chưa tiếp xúc đến hắn liền từ bên cạnh sát vai mà qua. Ân. Mạnh Đức lập tức bị kinh động, hắn cảm giác được rõ ràng bọn họ hiện tại liền như là một dòng lũ lớn, chẳng những vạch tìm tòi quân địch trận doanh, ngay cả không khí cũng bị bọn họ xé rách ra. Bình thường nhất trở ngại người không khí lực cản, lúc này lại có loại đối với bọn họ tránh không kịp cảm giác, cái này khiến bọn họ đội ngũ kỵ binh càng thêm thẳng tiến không lùi. Mạnh Đức ngẩng đầu tứ phương, Gặp cái khác Phong Vân Thành võ tướng cũng đồng dạng cảm nhận được trong không khí khí lưu biến hóa. Hắn biết rõ, đây nhất định cùng bọn hắn trước mắt dẫn đội đội trưởng tạm thời cái kia kỳ quái trận hình biến hóa có quan hệ. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 184 Làm Phong Vân Thành đám người phát hiện ở trong đó biến hóa sau khi Liên cũng bắt đầu không tự chủ được phối hợp lại. Theo bọn họ phối hợp, trận pháp không ngừng biến hóa, đám người cũng càng ngày càng phát giác trận này không đơn giản nguyên bản chỉ ở mỗi người bọn họ bên người lưu chuyển khí lưu bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán dung hợp. Cuối cùng, này khí lưu không còn tại một cái bên người thân lưu chuyển, mà biến thành tại cả chi đội ngũ dẫn ra ngoài thông. Hiện tại trong đội ngũ mỗi người cũng sẽ không như cái đơn thể, mà là một cái chỉnh thể. Hiện tại bọn họ toàn bộ đội ngũ chính là một cái sắc bén đao nhọn, nhẹ nhõm cắt ra tầng khí quyển không khí. Khí lãng bao vây lấy cả chi đội ngũ, tạo thành dòng lũ sắt thép, cũng đã trở thành quân địch muốn công kích kỵ binh khía cạnh to lớn nhất vô hình trở ngại chính diện dẫn đầu là lý trạch không ai cản nổi khía cạnh vừa có dòng lũ bảo hộ để cho lục thông vương quốc binh sĩ không có chỗ xuống tay lý trạch thương gia như long mỗi lần xuất kích cũng là một đòn mất mạng cho dù là đệ nhị quân lưu thủ xuống tới hai tên thiên võ cảnh đỉnh phong cao thủ đồng thời xuất thủ cũng ở đây lý trạch đưa tay ở giữa tiêu diệt sau khi nhìn mới phong tiếu thiên cũng là kinh thán không thôi cũng làm cho Phong Tiếu Thiên rõ ràng nhận thức được vương cảnh cường giả cường đại, cho dù là thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả ở trước mặt hắn thế mà cũng không chịu được như thế một đòn. Kỳ thật Phong Tiếu Thiên không biết là bình thường thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả đối mặt phổ thông vương cảnh cường giả lúc, cho dù không địch lại cũng sẽ không không chịu được như thế. Chỉ là bây giờ Lý Trạch sớm đã không phải là phổ thông vương cảnh cường giả, hắn đã sớm đã đạt đến vương cảnh trung kỳ thực lực. Bây giờ trung kỳ cũng đã sung mãn, không được bao lâu liền có thể đột phá đến hậu kỳ cấp độ. Đồng thời vừa có Minh Quốc có thể giả lập chiến đấu vật phẩm truyền kỳ, tăng lên kỹ xảo chiến đấu có thể làm cho hắn mỗi lần xuất thủ đều vô cùng tinh chuẩn. Tăng thêm thí luyện chi tháp ban thưởng, càng làm cho hắn thuộc tính cơ sở tăng lên một mảng lớn. Tại Lý Trạch trong mắt mình, nếu như ngay cả những cơ sở này không chặt chẽ thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả đều một chiêu dây không xong, vậy hắn đều không có ý tứ nói mình là Minh Quốc tướng quân. Đợi đến Lục Thông đệ nhị quân mấy tên thiên võ cảnh võ tướng bị Lý Trạch giải quyết về sau, đi theo Lý Trạch sau lưng Phong Tiếu Thiên mới dám rủi ngựa tiến lên hỏi đây là Lý Trạch biết rõ Phong Tiếu Thiên ngón tay bên người lưu thông khí lưu thế là nhàn nhạt, nhạt nói cái này gọi là thế thế một thành không thể đỡ thế Phong Tiếu Thiên tự lẩm bẩm lại ngẩng đầu nhìn chi này dòng lũ sắt thép giống như đội ngũ Minh Quốc chỉ phái trăm người liền có thể đem hắn cái này mười vạn người lĩnh quân tới mức này cái kia Minh quốc bản thân kỵ binh muốn là bắt đầu thế về sau lại sẽ cường đại cỡ nào đây Phong Tiếu Thiên không cách nào tưởng tượng mắt thấy đội ngũ kỵ binh đã sát nhập vào trong quân doanh chỗ lý trạch lúc này làm một cái thủ thế hậu phương trong đó hai cái lĩnh đội hiểu ý hai người các mang ba vạn kỵ binh hướng về hai bên một trái một phải đánh tới chờ kỵ binh vòng thứ nhất công kích kết thúc lục thông quân doanh binh sĩ bị mạnh mẽ cắt thành bốn phần mà trước đó phân lưu ra ngoài hai cái đội ngũ kỵ binh lại rất nhanh lần nữa cùng lý trạch đội chủ nhà tụ hợp lần nữa hướng về đệ nhị quân quân doanh công kích công kích đồng thời còn thường xuyên sẽ phân lưu ra mấy tiểu đội ra ngoài biến hóa khó lường, không ngừng đem lục thông trong quân danh muốn chỉnh hợp binh lực phản kích lục thông binh sĩ đánh tan. Hơn nữa mỗi lần chém giết mục tiêu chủ yếu cũng không phải mấy tên binh lính kia, mà là những cái kia ý đồ tổ chức binh sĩ phản kích tướng lĩnh. Hiện tại lục thông vương quốc quân trong danh 20 vạn binh sĩ liền tựa như một người bị đánh cho chóng váng người trưởng thành. Vốn là tính đánh không lại, nhưng còn có thể phản kích mấy quyền bọn họ, bị địch nhân đột nhiên đá ngã trên mặt đất, vốn định muốn đứng lên phản kích, nhưng lại bị địch nhân một lần nữa đá ngã, dù sao thì đúng không cho ngươi đứng lên phản kích cơ hội, tới tới đi đi nhiều lần, chỉ có bị đánh phần, biệt khuất không thôi. Cuối cùng, cái này 20 vạn lục thông quân đội, tại Lý Trạch dẫn đầu kỵ binh nhiều lần công kích chia cắt dưới. Rốt cục băng bàn, binh sĩ quang mũ cởi giáp chạy tứ tán bốn phía, không còn có sĩ quan dám thò đầu ra tổ chức. Minh Quốc, quan ải biên giới Lục Thông đệ nhị quân chủ soái Lục Hải hạ lệnh trực tiếp công thành. Từng đội từng đội toàn thân che kín khôi giáp thuẫn binh tiến lên, làm một nhóm công kích đội ngũ chỉ là cái này một thân khôi giáp trọng lượng liền đạt đến 350 cân, tăng thêm cái này nặng nề tấm chắn tổng cộng 500 cân trọng lượng. Nguyên bản nặng như vậy lượng cũng đều là ngồi trên lưng ngựa kỵ binh hạng nặng, nhưng bọn họ lại tất cả đều là lại dùng bản thân hai chân bước đi, bộ pháp mặc dù chìm, nhưng lại vững vàng vô cùng. Tựa hồ cái này trọng lực không phải 500 cân mà là 50 cân một dạng. Nơi này tổng cộng có 5000 tên trọng giáp thuẫn binh, mỗi một tên đều là chân võ cảnh thực lực võ giả, là bọn họ cái này 50 vạn quân đội tinh nhuệ một trong. Nguyên bản đây là ứng phó Phong Vân Thành át chủ bài một trong, nhưng hắn từ trước đó đồng môn quan trốn về đến trong miệng binh lính biết được Minh Quốc có một loại kiểu mới cung tiễn. Xã tốc cực nhanh là bọn họ phổ thông cung tiễn xạ tốc gấp 10 lần, đồng thời uy lực cũng so với bọn họ phổ thông cung tiễn cao hơn gấp 3. Mới đầu Lục Hải còn không tin, nhưng bây giờ kiến thức qua Minh Quốc chớp lóe đại pháo về sau, Lục Hải tin. Vì không còn xuất hiện không tất yếu hy sinh, Lục Hải quyết định sớm lộ ra át chủ bài để cho một đội này tinh nhuệ phối hợp xung phong xuất kích. Theo kẻ lệnh vang lên, 5000 thuần binh bắt đầu vững bước xuất phát. 10 cái trọng giáp thuần binh người vì một tổ, dùng tấm chắn đem bốn phương tám hướng vây chật như nêm cối, đem người mặc bố giáp binh sĩ bảo hộ ở bên trong. Bố giáp các binh sĩ tổng cộng có 5000 người, cùng trọng giáp thuần binh một dạng cũng là tinh nhuệ một trong, bọn họ cùng trọng giáp thuần binh khác biệt đúng. Trọng giáp thuần binh là tức lực cường phòng ngự cao, có thể khiêng mấy trăm cân hộ giáp di chuyển nhanh chóng, mà bố giáp binh thì là nhanh nhẹn mạnh bộc phát cao chỉ cần trọng giáp thuẫn binh tướng bọn họ an toàn vận chuyển đến dưới tường thành như vậy bọn họ liền có thể nhanh chóng tại vung vức tường thành trên leo lên xông lên tường thành chém giết làm trọng binh giáp tranh thủ lên tường thời gian tổng cộng một vạn người hợp thành 500 cái thiết mai rùa có thứ tự hướng về quan ải biên giới di động nhìn thấy đối phương nhiều như vậy mai rùa tới gần quách úy ở trong sách gặp qua loại này trận hình nhưng trong hiện thực còn là lần đầu tiên gặp khoát tay gác ở tường thành trên 200 đài cự nỏ đồng thời bắn tên đông 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 tiếng va đập không ngừng vang lên trọng giáp binh tấm chắn cũng không phải phổ thông tất cả đều cứng rắn vô cùng bắn ra cự nỏ thế mà không cách nào đem nó bắn thủng vẻn vẹn chỉ trên ở phía trên lưu lại một lỗ khảm bọn họ tấm thuẫn này vẫn rất cứng rắn thế mà có thể cùng chúng ta chế tác tấm chắn hiệu quả tương đương đáng tiếc chính là nặng điểm lại dày một chút chính là không biết phòng không phòng chấn động quách úy đối với lục thông vương quốc bỏ ra nhiều tiền dùng cao nhất luyện sắt công nghệ chế tác tấm chắn cấp ra một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá nhưng phía dưới thuẫn binh nhưng liền không có quách úy như vậy phong khinh vân đạm mặc dù cái này cự nỏ không cách nào bắn chuyển tấm chắn thế nhưng cường đại lực trùng kích lại trực tiếp đem thuẫn binh cho dung ra nội thương có thậm chí trực tiếp hai tay gãy xương nhưng bọn họ không dám tùy tiện buông tay một khi bọn họ buông tay như vậy bọn họ bảo hộ bố giáp binh tướng sẽ đối mặt với tường thành trên phô thiên cái địa mưa tên chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức tăng tốc bước tiến. Quan ải biên giới thượng cung tiễn thủ cũng thử qua xạ kích, nhưng tối đa chỉ có thể nghe cái vang, bọn họ cái này nhỏ bé cung tiễn căn bản là không có cách xuyên thấu phía dưới thiết mai rùa. Chỉ có thể duy trì nhắm chuẩn tư thế, chỉ cần phía dưới mỗi lần bị cự nỏ đánh ra sơ hở, liền lập tức xạ kích. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 185 cho dù trọng giáp binh lại có nghị lực nhẫn nại dung mạnh mang đến thống khổ, cũng bù không được cái này cự nỏ mãnh liệt thế công cự nhỏ xã kích cũng phi thường tinh chuẩn tại mấy lần thăm dò về sau không còn không có chút nào mục tiêu loạn xạ mà là mỗi một phát đều hướng về cùng một nơi đồng thời phát xạ mấy nhánh một lần có thể đỉnh hai lần có thể đỉnh ba lần còn chịu nổi sao ba cây to lớn tiễn nỏ đồng thời đập nện tại cùng một mặt trên tấm chắn cho dù đâm xuyên không nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là đem trong đó một tên trọng giáp thuẫn binh cho chấn động bay rớt ra ngoài tại hắn hậu phương hai tên chân võ cảnh cấp bậc bố giáp binh sĩ đồng thời xuất thủ mới miễn cưỡng tiếp được hắn lại nhìn tên kia trọng giáp thuẫn binh thất khiếu chảy máu bị tại chỗ đánh chết hắn phụ trách vị trí lập tức lỗ hổng mở rộng lỗ hổng vừa mở phô thiên cái địa mưa tên lập tức đánh tới dọa đến bố giáp binh sĩ không thể không đi lấy tên kia chết đi trọng giáp binh tấm chắn đem lỗ hổng bổ sung tấm chắn muốn là nát coi như bắt bọn hắn thi thể cũng phải chắn trọng giáp binh sĩ luyện qua khí lực có thể ngăn cản hai phát cự nỏ trùng kích không ngã. Nhưng bố giáp binh sĩ chỉ huấn luyện qua nhanh nhẹn, cho nên lại có cự nỏ phóng tới, vừa phát liền có thể để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Lục Thông Vương quốc đệ nhị quân còn đánh giá thấp Minh quốc khoa học kỹ thuật thực lực, bọn họ cái này mọi việc đều thuận lợi hai chi tinh nhuệ đồng thời xuất thủ lại còn ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Tại cự nỏ hỏa lực áp chế xuống, khi bọn họ đi tới khoảng cách quan ải biên giới còn chỉ còn trăm mét khoảng cách lúc, một vạn tinh nhuệ liền trực tiếp hy sinh hết gần 3000 người, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Động thủ. Theo đội ngũ rốt cuộc đã tới dưới tường thành, thuẫn binh lập tức tránh ra một cái lỗ hổng. Bố giáp binh lấy một cái cực kỳ quỷ mị cấp tốc bộ pháp tránh qua, tránh ngay kín không kẽ hở mưa tên tập kích, bắt đầu hướng tường thành trên leo lên. Trừ bọn họ, cùng một chỗ đến đây còn có dẫn đội ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng. Đằng hổ, đi thôi. Trong đó hai tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng, hai người một người một bên đỉnh lấy tên kia gọi đằng hổ một chân, dùng sức đem hắn hướng về trên đài cao quách úy phương hướng ném ra ngoài dưới tốc độ cao đằng hổ trong nháy mắt liền bay đến quách úy trên không khinh miệt nhìn xem còn đạm định từ vâng ngồi ở trên đài cao không hề bị lay động quách úy đằng hổ nhìn xem quách úy ánh mắt liền như là nhìn xem một người chết đồng dạng bắt giặc trước bắt vua nhưng đằng hổ nhưng không có muốn để lại người sống ý nghĩ minh quốc đối với bọn họ lục thông đệ nhị quân tạo thành trọng đại như thế tổn thất cho dù đem chọn cái minh quốc giết sạch cũng khó giải bọn họ mối hận trong lòng bố giáp binh sĩ cũng đồng thời bò lên trên tường thành mỗi cá nhân trên người đều toát ra chân võ cảnh trở lên tu vi rút ra chủy thủ trong tay mắt lộ hung quang vô tình hướng về quan ải biên giới trên xạ thủ chém tới mắt thấy phía dưới bố giáp tinh nhuệ đã trên tường thành bắt đầu động thủ đằng hổ cũng không chậm trễ quyết đoán phát ra đại chiêu gấp trăm lần tăng lớn đằng hổ nguyên bản trong tay đã bắt lấy một cái như một tòa như ngọn núi lớn nhỏ cự trì tại hắn năng lực ra trì dưới lập tức tăng lớn gấp trăm lần che khuất bầu trời, to lớn ảnh tử lấn át quách úy đỉnh đầu. Đằng hổ toàn thân nổi gân xanh, hai tay dùng sức nắm lấy chùy chui chuyển hai vòng tụ lực về sau, tinh chuẩn hướng về quách úy vào đầu chùy dưới. Tại trong địa ngục sám hối cùng chúng ta lục thông là địch à. Đằng hổ biểu lộ thậm chí trở nên dữ tợn, trước đó bị bọn họ chớp lóe đạn pháo làm chật vật không thôi, bây giờ rốt cục có thể ra rơi cơn giận này. Hắn thấy, một chùy này tử xuống dưới, đừng nói quách úy dưới chân đài cao, nửa cái tường thành đều sẽ bị hắn hủy đi mắt thấy cự trùy liền muốn nện vào quách úy từ quách úy sau lưng lập tức chạy ra khỏi một thân ảnh trong tay đồng dạng cầm một cái cái búa mặc dù cùng trước mắt rơi xuống cái này cự trùy so sánh lộ ra phi thường nhỏ bé nhưng lại không yếu thế chút nào nghênh đón tiếp lấy hừ ngu xuẩn chỉ ngươi cái kia búa nhỏ có thể làm gì đằng hổ nhìn thấy có người lại muốn ngăn cản hắn một chùy này lúc này muốn chế diễu, nhưng còn chưa kịp cười ra tiếng đằng hổ biểu lộ liền đọng lại bành hai chùy chạm vào nhau đang hổ cự trùy thế mà ứng thanh vỡ vụn. Cường đại lực phản chấn thậm chí thông qua trùy chui truyền đến hắn hai cánh tay trên cánh tay. Kết, đang hổ nhìn xem bị chấn động gãy xương hai tay, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Vương, cảnh, hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, đạo nhân ảnh kia thế mà bay thẳng đến trước mặt hắn. Không sai, là bay thẳng tới, mà không phải nhảy qua đến, không nói hai lời liền hướng lấy đằng hổ một chùy đánh tới. Đằng hổ đầu như dưa hấu nổ tung, bị tại chỗ đánh nổ, Thi thể không đầu cũng như rơi xuống như lưu tinh hướng về phía dưới đập ầm ầm đi. Mà cái này lơ lửng giữa không trung, trên người tản ra vương cảnh khí tức cường giả chính là Vu Đại Bảo. Nhẹ nhõm đem đằng hổ giải quyết về sau, Vu Đại Bảo còn đối với đằng hổ thực lực có chút bất mãn, đây cũng quá yếu rồi à, ta đều còn không có sử xuất toàn lực đâu. Vừa rồi gặp đằng hổ sử dụng lớn như vậy cái búa còn tưởng rằng lớn bao nhiêu uy lực, kết quả để cho hắn vô cùng thất vọng. Thế là quay đầu nhìn về phía một bên một cái khác mới vừa bị ném đi lên thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng. Cái này tên võ tướng tên là Hắc Ưng, năng lực là lưỡng cực cùng nhau khống, được tuyển nhất định một mục tiêu, có thể giống nam châm một dạng lựa chọn hút nhau hoặc là bài xích. Nguyên bản định là đằng hổ trước ném đi lên xung phong, hắn đi lên nữa hỗ trợ, nếu như trên đài cao có mai phục, hắn liền có thể đem đằng hổ vị trí hút tới bản thân phụ cận, tránh đi bẫy dập. Nếu như đằng hổ thành công cầm xuống đài cao, hắc ưng liền có thể đem phía dưới còn lại tên kia thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng cho hút vào đến sau đó lại hướng về đằng hổ hút đi qua nguyên bản kế hoạch là hảo hảo nhưng hôm nay hắn mới vừa bị ném đi lên đằng hổ liền bị người cho xử lý dẫn đến hắn tại chỗ liền mộng bây giờ gặp vua đại bảo hung hãn ánh mắt chuyển hướng hắn lập tức dọa một cái giật mình vội vàng khóa chặt vua đại bảo bài xích sử dụng tốt nhất một cỗ cường đại lực đẩy từ giữa hai người triển khai đem hắc ưng xa xa bài xích ra ngoài Hắc ưng gặp Vu Đại Bảo mặc dù đuổi theo, nhưng giữa bọn hắn có một cỗ lực bài xích ngăn cách, để cho Vu Đại Bảo thủy chung không cách nào tới gần, Hắc ưng cuối cùng mới yên tâm lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nho nhỏ Minh Quốc sẽ có vương cảnh cường giả tọa chấn? Chẳng lẽ là Việt Quốc sớm phái tới viện binh? Hắc ưng trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó có lắc đầu, được rồi, bất kể như thế nào, có thể chạy khỏi nơi này coi là tốt. Có Vu Đại Bảo nâng lên, ngược lại đem Hắc ưng đẩy cách quan ải biên giới càng ngày càng xa vu tướng quân đừng đuổi theo trên đài cao nhìn ra hắc ưng năng lực tác dụng quách úy mở miệng kêu ngừng vu đại bảo vu đại bảo gặp được loại năng lực này võ giả xác thực không tốt phát huy trừ phi một mực truy đuổi tới người sử dụng linh lực hao hết không cách nào duy trì năng lực nếu không vu đại bảo mãi mãi cũng đừng nghĩ đuổi kịp người ta mà hắc ưng nhìn thấy vu đại bảo không truy nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ cái này vu đại bảo cùng hắn chết đập đang lúc hắn quay người muốn rời khỏi lúc một thanh âm từ trong hư không truyền đến, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi thôi. Theo thanh âm vang lên, từ trong hư không toát ra vài gốc màu đen xích sắt hướng về hắn đánh tới. Hắc Ưng thậm chí không kịp phản ứng, liền đã bị một mực khóa lại, không cách nào động đậy. Đồng thời một cỗ hắc ám khí tức bao phủ hắn, để cho toàn thân hắn không sử dụng ra được một chút khí lực. Cảm nhận được cái này kinh người hắc ám khí tức, Hắc Ưng vừa sợ vừa sợ, ám nguyên tố năng lực giả, hơn nữa lại là vương cảnh cường giả mà ra tay người chính là trên đài cao quách úy cho dù đã bị vu đại bảo đẩy lên bên ngoài mấy ngàn mét khoảng cách nhưng vẫn là tại quách úy thi pháp phạm vi bên trong bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng tập 186 cái này khiến phía dưới mặt đất thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng trực tiếp trợn tròn mắt cái thứ nhất trước một giây còn thế không thể đỡ hướng về phía trên đài cao công kích sau một giây thi thể không đầu liền đập vào trước mặt mình một cái khác chạy trốn truy kích hộ chuyên nghiệp bị người tại chỗ bắt sống ngay cả tường thành thượng cục thế cũng cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống nguyên bản bọn họ tinh nhuệ bố giáp binh cũng đã tại tường thành trên hướng về phía đám kia xạ thủ triển khai cực kỳ tàn ác đồ sát mới đúng nhưng hôm nay cục diện lại hoàn toàn tương phản làm leo lên thành vải dán tường binh giáp rút ra chỉ thủ muốn đánh giết trước mắt xạ thủ lúc xạ thủ lại không kinh hoàng chút nào tiện tay vứt bỏ trong tay tiễn nỏ rút ra bên hông trường đao trở tay chính là một bổ tốc độ càng nhanh chuẩn hơn Tại bố giáp binh thủy thủ còn ở giữa không trung lúc, bọn họ ít hầu liền đã bị vạch phá. Mà trước đó xạ thủ, lắc mình biến hóa thành cận chiến binh sĩ, đồng thời trên người cũng đồng dạng tản ra chân võ cảnh võ giả khí tức. Bố giáp binh sĩ phần lớn là chân võ cảnh sơ kỳ thực lực, một số nhỏ chân võ cảnh hậu kỳ. Mà minh quốc tường thành thượng sĩ binh là đại đa số là thật võ cảnh hậu kỳ, một số nhỏ thậm chí đạt đến linh võ cảnh cấp bậc. Cảnh giới áp chế, binh khí ưu thế, ngay cả kỹ xảo chiến đấu đều ở bọn họ phía trên. Bọn họ hao phí đại lượng tài nguyên huấn luyện ra tinh nhuệ, tại Minh Quốc quân coi giữ trước mặt lại không chịu được như thế một đòn. Nhưng cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là đối phương xuất hiện vương cảnh cường giả, đây cũng không phải là bọn họ có thể đối phó chiến lực. Thế là vội vàng ngăn cản lắp song thang mây chuẩn bị trèo lên trên trọng giáp binh, hồ lớn, không muốn đi lên chịu chết, mau bỏ đi, toàn bộ cho ta rút lui. Thiên Võ Cảnh Đỉnh Phong võ tướng mới vừa thét lên một nửa liền đã ngừng lại tiếng vang, bởi vì hắn cảm thấy hai đạo khí thế khóa được bản thân, ngẩng đầu hướng về tường thành nhìn lên đi. Lúc này đang có một nam một nữ đứng ở trên đầu thành nhìn xem hắn, trên thân hai người phát ra khí tức giống như hắn cũng là Thiên Võ Cảnh Đỉnh Phong. Hai người chính là Băng Lam cùng Vân Dương, bọn họ là mới vừa rồi bị tên võ tướng kia tiếng la hấp dẫn, thế là liền khóa được hắn. Hai người cho Thiên Võ Cảnh Đỉnh Phong võ tướng mang đến uy áp không thua gì một tên vương cảnh cường giả tên võ tướng kia muốn chạy trốn, lại không thể động đậy, cũng không phải là hành động bị hạn chế, mà là bị kinh khủng kia sát khí dọa cho. Sặc. Thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng rõ ràng thấy là hai người tại rút kiếm, nhưng truyền tới thanh âm cũng chỉ có một đạo. Mà thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng cũng chỉ có thể trông thấy một màn này. Băng Lam cùng Vân Dương tại rút kiếm lập tức liền biến mất trên đầu thành, hướng về hắn đánh tới, làm hai người kiếm cương tốt rút ra lúc liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn một giây sau lại xuất hiện ở phía sau hắn, thu kiếm vào vỏ. Thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng cũng ở đây hai người trường kiếm vào vỏ lập tức, trên người mấy chục đạo vết thương hiển hiện, bắt đầu phun máu. Vèn vẹn vèn vẹn một cái nháy mắt, từ đầu tường đến dưới thành, băng lam, Vân Dương liền đã đối với hắn xuất liên tục mười mấy đao, đao đao tinh chuẩn chúng vào chỗ yếu. Thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng thân thể thậm chí ngay cả đau đớn cũng không kịp truyền đến đại não bên trên, liền đã ngã xuống đất chết đi phụ cận thấy cảnh này trọng giáp binh toàn bộ sợ ngây người trọng giáp binh tu vi không thể so với thiên võ cảnh đỉnh phong võ tướng bọn họ liền hai người vừa rồi xuất kiếm một màn kia đều không trông thấy chỉ thấy bản thân tướng quân nói chuyện nói ra một nửa phát hiện trên đầu thành có hai người theo dõi hắn về sau liền ngây ngẩn cả người sau đó trên đầu thành hai người đột nhiên biến mất xuất hiện ở tướng quân sau lưng bản thân tướng quân liền chết kinh hãi hoảng sợ phẫn nộ cảm xúc không ngừng trên người bọn hắn lan tràn vì tướng quân báo thù trọng giáp binh bên trong không biết ai hô một câu về sau những người khác nhao nhao lấy lại tinh thần bọn họ đều là đi qua huấn luyện lâu dài tinh nhuệ tâm lý phòng tuyến không có dễ dàng như vậy bị kích phá toàn bộ một tay cầm cự thuẫn một tay cầm khảm đao hướng băng lam hai người vây quanh băng lam biến mất tại chỗ vân dương chủ động xuất kích phốc vân dương trường kiếm nhẹ nhõm xuyên qua cự thuẫn đâm vào sau lưng trọng giáp binh lồng ngực rút ra trường kiếm tránh ra sau lưng đánh tới khảm đao lại quét ngang một kiếm nhẹ nhõm đem khía cạnh dựa vào đến ba mặt cự thuẫn cho trẻ thành hai nửa cường đại kiếm khí thế đi không giảm đem tấm chắn sau ba tên trọng giáp binh đầu đều cho gọt xuống dưới vân dương đối với vũ khí mình thêm kỹ năng thiên phú cường hóa nguyên bản là vô cùng sắc bén quân tử kiếm trở nên càng thêm sắc bén những cái này cứng rắn tấm chắn cùng trọng giáp căn bản là không có cách cản hắn phong mang nhưng dù vậy trọng giáp binh cũng không sợ hãi chút nào hướng về hắn bao đến thừa dịp vân dương mệt mỏi ứng đối thời điểm một đám người xen lẫn trong trọng giáp binh bên trong hướng về hắn tới gần. Bọn họ là những cái này trọng giáp binh bên trong tiểu đội trưởng, cơ bản cũng là linh võ cảnh trở lên thực lực, còn có năm cái đạt đến thiên võ cảnh thực lực lớn đội trưởng. Trước một đợt hơi đi tới cũng là thực lực dựa vào sau, mà mạnh nhất những cái kia đều còn không có lên trước. Bọn họ chuẩn bị trước hết để cho trước mấy đợt nhân mã chịu chết để cho Vân Dương phớt lờ, bọn họ lại đồng thời xuất thủ đánh Vân Dương trở tay không kịp. Một tên đại đội trưởng mắt thấy phía trước trọng giáp binh chết không sai biệt lắm nắm thật chặt trong tay khảm đao chuẩn bị đánh lén lúc, sau lưng không biết bị ai vỗ một cái. Đại đội trưởng không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, hắn vừa sững sờ ở, từ khai chiến bắt đầu liền biến mất băng lam, lúc này thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. Nàng? A. À. Đại đội trưởng còn chưa kịp nói chuyện, băng lam tại chỗ bạo khởi. A, à. người này lúc nào xuất hiện ở đây à? Không được, hai người bọn họ đều quá mạnh, mau bỏ đi. Cái này đội tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bị băng lam quấn sau một đợt ngược lại bọn họ bị băng lam đánh trở tay không kịp băng lam vừa xuất hiện liền đem cái kia năm tên thiên võ cảnh đại đội trưởng cho thu hoạch được sau đó lại cùng vân dương một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ nguyên bản còn có sơ hở vân dương tại băng lam gia nhập dưới trở nên không có kẽ hở trọng giáp binh nhìn ra hai người đã không cách nào chiến thắng cũng sẽ không tiếp tục chịu chết lựa chọn chạy trốn đến mức leo lên thành tường những cái kia bố giáp binh đã sớm bị quân coi giữ giết không sai biệt lắm cũng cũng chỉ còn lại có mấy cái tu vi cao nhất đội trường ở đau khổ trèo trống. Đối mặt chạy trốn trọng giáp binh, băng lam, vân dương hai người không có truy kích. Cứ như vậy buông tha bọn họ. Cũng không có. Tạch 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 tạch. Quan ải biên giới đại môn bắt đầu từ từ mở ra. Sau khi mở ra đội một võ trang đầy đủ kỵ binh, nhân số vừa vặn vạn người, bọn họ tay cầm trường thương, bên hông xứng nào. Trên lưng còn đeo một cái nỏ, nếu như cần, bọn họ tùy thời có thể chuyển đổi thành bất luận cái gì binh chủng. Mỗi người bọn họ cũng có chân võ cảnh cấp bậc thực lực, hợp lại cùng nhau chính là một chi tinh nhuệ chi sư. Cửa thành mở ra về sau, một tên sĩ tốt nắm hai con ngựa đi tới băng lam cùng Vân Dương trước mặt. Vân tướng quân, băng tướng quân, ngài chiến mã ta cho ngươi rất kéo tới. Tạ ơn, băng lam lễ phép nói một câu tạ ơn để cho tên kia sĩ tốt thụ sủng nhược kinh. Cưỡi lên chiến mã, hai người mặc mặc rủi ngựa đi tới một người cầm đầu sau lưng mà người cầm đầu chính là Vũ Linh. Lúc này nàng đã sớm đổi một thân trang phục. Ngân sắc hoa lệ khôi giáp chặt chẽ bao vây lấy Vũ Linh thân thể, đem cái kia có lồi có lõm dáng người hiện ra hết đi ra. Đen như mực tóc đen ở sau gáy đâm thành một đầu đuôi ngựa, ra dặn dáng người, tuyệt thế dung mạo, giống như nữ võ thần dáng lâm, kinh diễm thế nhân. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 187. Chủ soái đại nhân, bọn họ Minh Quốc xuất hiện nhiều tên vương cảnh cường giả, ba vị tướng quân đều bị bọn họ giết chết à? Ngay cả bọn họ binh sĩ cũng mạnh dọa người, xông đi lên tình nhuệ toàn bộ không phải đối thủ của bọn họ. Mấy tên chạy tương đối nhanh trọng giáp binh lảo đảo đi tới Lục Hải trước mặt hồ. Lục Hải không để ý đến, vừa mới phát sinh tất cả, hắn tự nhiên đã sớm thấy vậy nhất thanh nhị sở, không cần hắn nói cũng biết. Lúc này Lục Hải hết sức khó coi, gắt gao nhìn chầm chầm từ đằng xa từ quan ải biên giới bên trong đuổi theo ra đến hơn vạn kỵ binh. A à Thành, ta làm ngươi lập tức dẫn đội 5 vạn kỵ binh đi ngăn lại phía trước phía trước quân địch. Lục Hải lạnh lùng hạ lệnh. Mặc dù so sánh lại khá xa, nhưng Lục Hải vẫn có thể nhìn thấy đuổi theo cái này đội kỵ binh không phải tường thành trên chiến thắng cái kia nhóm tinh nhuệ thủ thành quân. Mới vừa xuất thủ vương cảnh cường giả cũng không có cùng mở. Hắn không tin Minh Quốc có nhiều như vậy tinh nhuệ, cho dù có, vẻn vẹn vạn cưỡi liền dám xông vào bọn họ mấy trăm ngàn đại quân trận địa có phải hay không quá kiêu ngạo điểm. Cho nên Lục Hải quyết định coi như hao tổn cũng phải mài chết bọn họ. Đúng. Một tên sĩ quan đứng ra đáp lời, Dẫn theo 5 vạn kỵ binh tràn đầy tự tin hướng về Vũ Linh dẫn đầu vạn cưỡi phóng đi. Hắn thấy, 5 vạn đối với một vạn còn không phải dễ dàng. Các ngươi một người mang một vạn nhân mã, khoảng chừng tản ra, một hồi khía cạnh tiến công bọn họ. Tên là A Thành tướng lĩnh nói xong, bọn họ hai cánh trái phải liền đều riêng phân đi ra một vạn kỵ binh, hướng về Vũ Linh đội ngũ khía cạnh vây quanh. Rất nhanh hai đội nhân mã cũng đã tiếp cận, làm A Thành trông thấy Vũ Linh lúc, là thật bị cái kia nhan sắc cho kinh diễm một lần nhưng rất nhanh liền chuyển thành khinh thường nói ra hừ thế mà để cho một cái nữ oa tử đến lĩnh đội cái này minh quốc là không có ai sao a thành vẫn là rõ ràng bạch bây giờ thân ở chiến trường mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng hắn cũng không dự định hạ thủ lưu tình muốn trách thì trách ngươi tuổi còn nhỏ cứ như vậy không biết tự lượng sức mình à a thành giơ lên thật dài trăng khuyết đao bạo phát ra thiên võ cảnh hậu kỳ khí tức hướng về vũ linh chém tới vũ linh cũng từ a thành đôi mắt chỗ sâu thấy được cái kia nồng đậm khinh thường hư lạnh một tiếng bão phát ra thiên võ cảnh đỉnh phong khí tức trực tiếp đem a thành giật nảy mình không đợi a thành kịp phản ứng vũ linh cũng đã xuất thủ vũ linh thậm chí còn không có rút kiếm một trưởng oanh ra lấy a trở thành trung tâm phạm vi lập tức nổ tung vô số người ngựa bị đông thành tượng băng vỡ vụn lục thông vương quốc cái này đội kỵ binh lĩnh quân cứ thế mà chết đi nếu như hắn ngay từ đầu trông thấy người cầm đầu không phải vũ linh hắn khả năng sẽ còn tránh né mũi nhọn không thể nhanh như vậy xuất thủ có thể hết lần này tới lần khác chính là trông thấy cầm đầu là vũ linh sinh ra ý nghĩ khinh địch đồng thời xuất thủ lúc phần lớn lực chú ý cũng đều tại vũ linh hậu phương sợ lông hậu phương tướng lĩnh xuất thủ giải cứu đáng tiếc cuối cùng mọi thứ đều là hắn suy nghĩ nhiều minh quốc một vạn thiết kỵ cùng lục thông đệ nhị quân năm vạn kỵ binh rất nhanh liền đụng vào nhau trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ như lật đại đa số cũng là lục thông đệ nhị quân mã thớt trái lại minh quốc chiến mã từng cái quanh thân bao vây lấy khô giáp, còn cường tráng vô cùng. Chạm vào nhau phía dưới, Minh Quốc kỵ binh tối đa chỉ là dừng lại, mà Lục Thông đệ nhị quân kỵ binh cả người lẫn ngựa đều bay ra ngoài. Đệ nhị quân kỵ binh không muốn sống va chạm, xác thực thành công đỡ được Minh Quốc kỵ binh dòng lũ sắt thép, nhưng Lục Thông đệ nhị quân cũng bỏ ra gần vạn cưỡi hy sinh. Thế là hai bên rất nhanh liền chiến đến cùng một chỗ, Lục Thông đệ nhị quân còn thừa 4 vạn kỵ binh đối với Minh Quốc kỵ binh triển khai vây quanh thế công. Nhìn như đệ nhị quân kỵ binh chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế lại là bọn họ đệ nhị quân kỵ binh liên miên liên miên ngã xuống. Nhìn Lục Hải lòng đang dỉ máu không thôi, bên trong rất nhiều cũng là hắn thuộc cấp à. Hắn làm không rõ ràng nho nhỏ này minh quốc từ nơi nào toát ra nhiều cường giả như vậy, vậy liền coi là. Còn có thể bồi dưỡng ra một đám cường đại như vậy binh sĩ, thậm chí ngay cả bọn họ trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ cũng không so bằng. Lục thông vương quốc mặc dù không giống minh quốc toàn quân đều sẽ cung cấp thiên tài địa bảo nhưng là sẽ có tiểu một nhóm đặc biệt tinh nhuệ mỗi ngày hưởng thụ lấy thiên tài địa bảo cung cấp tăng thực lực lên. Lục Hải cũng biết, Minh Quốc gần đây như thế giàu có, chắc chắn sẽ không thiếu tiền bồi dưỡng binh sĩ. Có thể cũng không khả năng ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền siêu Việt Lục Thông Vương quốc tốn hao mấy chục năm bồi dưỡng tinh nhuệ. Nhưng chính thật nguyên nhân lại là, Lục Hải còn đánh giá thấp Minh Quốc tài phú, cũng đánh giá thấp tiêu minh dưới chi phí. Đồng dạng là thiên tài địa bảo, Minh quốc mỗi cái binh sĩ một tháng sử dụng lượng liền có thể cùng lục thông vương quốc tinh nhuệ một năm tương đối. Đồng thời Minh quốc binh sĩ cũng là thông qua hệ thống tỉ mỉ chọn lựa cao huyết mạch tiềm lực nhân tài. Bình quân các loại huyết mạch cấp liền tại bọn hắn phía trên, còn có lục thông vương quốc không có tu luyện bảo địa, tăng tốc binh sĩ tốc độ tu luyện. Cùng thí luyện chi tháp, mỗi ngày đều sẽ cố định sắp xếp người đi khiêu chiến, cơ bản khiêu chiến một vòng, thuộc tính cơ sở đều sẽ có tăng lên. Cho nên cái này vừa so sánh, Minh quốc quân đội đối phó bọn hắn tinh nhuệ nhất định chính là nghiền ép. Bọn họ đã dừng lại, bộ binh lập tức tiến về trợ giúp. Lục Hải lập tức hạ lệnh. Lúc đầu Lục Hải cũng dự định tự mình xuất thủ, nhưng bị phụ tá cản lại, không có cách nào Minh quốc cao đoan chiến lược thực sự quá nhiều, và nhất đột nhiên lại toát ra một cường giả đem bọn họ chủ soái đều dây, vậy liền thật rắn mất đầu. Cho nên chỉ có thể những người khác toàn bộ bên trên, Lục Hải phụ trách chỉ huy vũ linh gặp lục thông đệ nhị quân bộ binh bắt đầu tới gần muốn vây quanh bọn họ vũ linh đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đạt được mặc dù không e ngại nhưng thật bị vây lại như vậy bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống thương vong lúc đầu tính toán đợi nhìn thấy đối phương chủ soái về sau đang sử dụng toàn lực nhưng bây giờ vũ linh cũng sẽ không dự định ẩn tàng chỉ thấy vũ linh rút ra eo nhỏ ở giữa băng tinh trường kiếm sau đó tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt biến thành một thanh băng cung điều lấy vũ khí bên trong chứa đựng toàn bộ năng lượng hướng thẳng đến trên bầu trời đến rồi một tiễn. Băng tiễn không trong mây bưng, thời tiết lập tức đã xảy ra thiên lập đi lập lại biến hóa, vô số mưa đá hướng về lục thông đệ nhị quân bộ binh phương hướng đập tới. Những băng này bạc mỗi cái to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng lại cùng phổ thông mưa đá không giống nhau lắm, bọn chúng dưới đáy cứng rắn sắc bén, hàng tốc cực nhanh, có thể nhẹ nhõm vạch phá binh sĩ khôi giáp. Đột nhiên phát sinh thời tiết biến hóa để cho đệ nhị quân lập tức loạn trận cước, bốn phía tránh né tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng tại phía trên vùng bình nguyên này chỗ nào lại có địa phương cho bọn họ trốn đâu. Cuối cùng trừ bỏ có được tấm chắn thuẫn binh bên ngoài, những binh lính khác đều chỉ có thể cầm thi thể đồng bạn đến cấp thấp mưa đá. Nha nha nha, yêu nữ, đi chết. Hai tên thô kịch đại hán hướng về Vũ Linh đánh tới, trên người đều bạo phát ra thiên võ cảnh đỉnh phong khí tức. Vừa rồi Vũ Linh sử dụng phạm vi cực lớn kỹ năng cực kỳ khủng bố, trực tiếp dẫn đến bọn họ đội bộ binh ngũ tử thương thảm trọng. Mạnh như vậy kỹ năng cho dù là vương cảnh cường giả phóng thích, linh lực cũng quá sức. Cho nên bọn họ muốn thử cơ giết chết Vũ Linh, nhưng rất nhanh liền bị Băng Lam, Vân Dương cản dưới. Kết quả bên này mới vừa ngăn lại, lại chạy ra khỏi ba tên thiên võ cảnh võ giả hướng về Vũ Linh vọt tới. Bọn họ tự hồ cảm thấy mặc kệ hy sinh bao nhiêu cũng phải giết chết cái này đã linh lực khô kiệt Vũ Linh. Bọn họ đoán không sai, dưới tình huống bình thường phạm vi lớn như vậy kỹ năng cho dù vương cảnh đỉnh phong dùng cũng phải bị rút khô linh lực. Đáng tiếc Vũ Linh vừa rồi dùng không phải mình, mà là vũ khí chứa đựng. Bản thân nàng nhưng vẫn là tràn đầy trạng thái. Băng ngân vĩnh đống. Theo Vũ Linh kỹ năng phát động, hướng về Vũ Linh vọt tới ba tên thiên võ cảnh võ giả dưới chân lập tức bốc lên lam quang, đem bọn họ đông thành băng điều. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 188. Chủ soái chúng ta rút lui đi, bọn họ cường giả nhiều lắm, tiếp tục đánh xuống, quân ta thất bại. Tại lục hải bên cạnh phụ tá khuyên, theo bọn họ cao đoan chiến lược lục tục bị minh quốc tướng lĩnh đánh giết lục thông quân đội sĩ khí đã rõ ràng hạ xuống có thậm chí đã bắt đầu gan mệt không dám lên trước lục hải nhắm chặt hai mắt hắn có chút không dám đối mặt đây hết thảy hôm nay chiến dịch nhất định bị viết nhập lục thông vương quốc sỉ nhục lịch sử bên trong mà cái này tội nhân chính là hắn lục hải quốc vương cho hắn ra lệnh chính là để cho hắn phụ trách cầm xuống phong vân thành nhưng hắn vẫn một mình mang binh đi tiến đánh minh quốc bây giờ minh quốc không đánh xuống còn tạo thành tổn thất lớn như vậy lấy hiện tại còn thừa chiến lực cầm xuống Phong Vân Thành đều từ nguyên lai dễ như trở bàn tay biến cực kỳ khó khăn. Lục Hải đều không biết sau khi trở về muốn thế nào cùng quốc vương bàn giao, có thể lời nói, hắn thậm chí hiện tại liền muốn ở nơi này lấy cái chết tạ tội. Nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy, bởi vì hắn bây giờ còn là đệ nhị quân chủ soái, không thể cứ như vậy bỏ mặc thủ hạ binh lính mặc kệ. Lục Hải khẽ cắn môi, vẫn là quyết định rút lui trước quân, tiến đánh Phong Vân Thành cũng đã không quá thực tế, trước tiên đem đồng môn quan đoạt lại sau đó bản thân lại tự mình trở về lĩnh tội hạ quyết tâm về sau lục hải mở hai mắt ra từ trong hàm răng nặn ra một cái rút lui chữ sau đó liền quay đầu ngựa lại rời đi lục hải cho rằng chỉ cần bọn họ rút lui về sau vũ linh bọn họ liền sẽ không truy kích có thể hiện thực lại là vũ linh hoàn toàn muốn thả qua bọn họ ý nghĩa ở hậu phương một đường dồn sức vũ linh bọn họ không phải dễ giết người nhưng đi qua minh quốc ngành tình báo điều tra phát hiện mùa đông trước trung quốc bị lục thông chiếm lĩnh ba tòa đại thành Tại mùa đông về sau, người bên trong cửa toàn bộ thiếu gần 1 phần 3. Về sau đi qua xâm nhập điều tra, biến mất nhân khẩu toàn bộ đều xuất hiện đến lục thông vương quốc nô lệ trong chợ. Tiêu Minh sau khi biết tức giận vô cùng, liền cùng Vũ Linh nói qua, đợi đến lần sau lục hải vương quốc bộ đội lần nữa xâm lấn Trung Quốc thời điểm, một cái cũng không thể thả chạy. Mặc dù có thể lựa chọn bắt sống bọn họ, nhưng bây giờ đang tại truy kích trên đường, Vũ Linh nhân thủ cũng không đủ, cho nên chỉ có thể không ngừng mà lặn xuống sau lục thông binh sĩ chém giết một vạn thiết kỵ nhân mã phun trào, chỗ đến, hàng trăm hàng ngàn lục thông binh sĩ ngã xuống trong vũng máu. Đáng chết, bọn họ tại sao còn truy? Lục Hải có chút nổi nóng. Nguyên bản mang 25 vạn người đi tiến đánh quan ải biên giới, bây giờ gắt gao, tán tán, còn có thể đi theo đại bộ đội hành tẩu đã không đến 10 vạn người. Chủ soái, chúng ta khoảng cách quân doanh đã không xa. Phụ tá nhìn thấy Lục Hải cái kia lo lắng bộ dáng an ủi. Nếu như không phải bởi vì Vũ Linh bộ đội thực sự quá biến thái, Bọn họ cũng không trở thành gần 10 vạn người còn bị người khác chỉ là vạn cưỡi cho đuổi theo chạy. Vừa rồi ngắn ngủi trong xung đột, bọn họ cũng thấy được Vũ Linh cái này đội thiết kỵ chiến lực, thực lực thấp nhất cũng là chân võ cảnh không nói, tựa ở hàng phía trước còn toàn bộ là linh võ cảnh trở lên, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý. Coi như đơn độc kéo ra ngoài, Minh Quốc một sĩ binh cũng có thể nhẹ nhõm đơn đấu bọn họ mấy chục một binh lính bình thường. Đồng thời Minh Quốc sĩ tốt phối hợp đến cùng một chỗ về sau, còn có thể phát huy ra viễn siêu một cộng 12 thực lực liền xem như vương cảnh cường giả lâm vào bọn họ vây quanh cũng sẽ lập tức vẫn lạc chớ nói chi là bọn họ những cái này liền vương cảnh thực lực cũng chưa tới tướng lãnh bây giờ suy nghĩ một chút phụ tá cũng có một chút nghĩ mà sợ còn tốt vừa rồi hắn lựa chọn lưu tại lục hải bên người không có sông đi lên nếu không cái này sẽ hắn cũng không sống nổi nếu như bọn họ đệ nhị quân trước đó một vạn tinh nhuệ vẫn còn cũng không trở thành liền phản kháng đều làm không được nhưng vấn đề là bọn họ tinh nhuệ trừ bỏ một số nhỏ trọng giáp binh bên ngoài cái khác cơ bản đều chết ở quan ải biên giới trên. Hiện tại duy nhất có thể khẩn cầu cũng chỉ có tại phong vân thành bên ngoài an trí trại lính, đến lúc đó dựa vào trong quân doanh thiết kế phòng ngự, lại phối hợp lưu thủ 20 vạn quân đội. Mặc dù coi như như thế cũng đánh không lại Minh Quốc một vạn thiết kỵ, nhưng thật muốn cùng chết lời nói, Minh Quốc bên kia cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên Minh Quốc cái này đội thiết kỵ thủ lĩnh chỉ cần không phải đầu đần, đều sẽ chọn rời đi hoặc là trở về gọi càng nhiều viện quân sau đó mới đến nhưng coi như gọi viện quân cũng vô dụng, Lục Hải bọn họ đã quyết định chú ý, vứt bỏ Minh Quốc truy kích về sau, lập tức mang theo đệ nhị quân toàn bộ binh sĩ rút về Đồng Môn Quan, chờ Minh Quốc viện quân chạy đến, bọn họ đệ nhị quân đã sớm đoạt lại Đồng Môn Quan tử thủ. Chủ soái, ngươi xem phía trước, danh địa người tới tiếp ứng chúng ta. Phụ tá chỉ về đằng trước hướng về bọn họ chạy đến một đội nhân mã hưng phấn nói ra. Lục Hải dương mắt nhìn lại, đúng là bọn họ lưu thủ tại Phong Vân Thành bên ngoài quân đội, đến rồi đại khái khoảng 3 vạn người mà đội nhân mã kia tựa hồ cũng nhìn thấy lục hải bọn họ lập tức cũng đi theo bước nhanh hơn hướng về lục hải phương hướng chạy đến bọn họ làm sao biết chúng ta đang bị người truy kích lục hải hơi nghi hoặc một chút bình thường nên đón căn bản không cần nhiều người như vậy lục hải còn cho là bọn họ là biết được tin tức tới trợ giúp chặn đường đằng sau truy bình nhưng mà chờ song phương chạm mặt lúc lục hải mới nhìn rõ đến đây mọi người mặt mày xám xịt lục hải trong lòng đột nhiên nấc dựng một lần một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt lần nữa phun lên trong lòng hắn. Quả nhiên, đôi kia nhân mã cầm đầu tướng lĩnh nhìn thấy Lục Hải về sau, giống như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng, lập tức tiến lên khóc lóc kể lể. Chủ soái, không tốt rồi, Phong Vân Thành đột nhiên xuất binh đánh lén, chúng ta hai mười vạn đại quân cũng mạnh mẽ bị bọn họ đánh tan, bây giờ mà tướng có thể tìm tới, cũng chỉ còn lại những người này. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Dịch tướng quân cùng nhĩ tướng quân đâu? Phụ tá nhìn trước mắt cái này chỉ có linh võ cảnh đỉnh phong thực lực bàn tử phẫn nộ nói ra. Lúc đầu phụ tá còn trông cậy vào doanh địa hai mười vạn đại quân đánh yểm trợ đây, cái này sẽ lại nói cho bọn họ loại này tin tức xấu. Phụ tá tự nhiên là không muốn tin tưởng, cho rằng người trước mắt này đang nói láo, dù sao phụ tá không biết hắn. Bởi vì quân đội là lâm thời tổ hợp, cho nên thiên võ cảnh phía dưới thực lực tiểu tướng, đại đa số hắn cũng không nhận ra. Ta là lục thông thứ tư đại thành thiếu thành chủ, lưu bàn, bọn họ không biết từ nơi nào mời tới cái vương cảnh cường giả dịch tướng quân cùng nhĩ tướng quân đều bị tên kia vương cảnh cường giả đánh chết lưu bàn lau nước mắt khóc kể lể nguyên bản hắn chỉ là tới mạ vàng kết quả lại gặp được loại chuyện này làm sao có thể liền phong vân thành đều xuất hiện vương cảnh cường giả phụ tá một mặt chấn kinh sau đó quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc lục hải không biết nên nói cái gì cho phải lục hải cả người đều hoảng hốt hắn mang đến 50 vạn đại quân lấy tình huống bây giờ đến xem có thể mang về 10 vạn người đều đã có thể cám ơn trời đất. Chủ soái Lưu Bàn gặp Lục Hải tại chỗ ngẩn người, nhỏ giọng gọi vào. Hắn còn tưởng rằng Lục Hải sau khi nghe được sẽ nổi trận lôi đình, sau đó mang theo bọn họ giết trở về mới đúng, nhưng làm sao hiện tại cả đám đều ở nơi này trầm mặc không nói. A. À, đột nhiên, Lưu Bàn nghe được Lục Hải đại quân trên người truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền nhìn thấy phụ tá mãnh liệt hướng phía sau nhìn lại, sau đó kinh khủng nói ra. Chúng ta thế nhưng là lưu hai vạn bộ binh kéo dài bọn họ, làm sao liền nhanh như vậy đuổi theo tới. Bộ binh nhất định là không chạy nổi kỵ binh, bọn họ đem chạy đầy nhất hai vạn bộ binh lưu lại kéo dài thời gian. Nhưng hôm nay bọn họ mới vừa dừng lại một hồi, vũ linh bọn họ liền đã đuổi tới hậu phương. Mà lưu bàn nghe được phụ tá lời nói về sau, mới chú ý trừ bỏ lục hải bên ngoài. Những sĩ quan khác đều một bộ chật vật không chịu nổi, bộ dáng, đồng thời cao đoan chiến lực tướng quân cũng toàn bộ không thấy. Kết hợp hiện tại hiện tại tình cảnh Lưu bàn giống như hiểu rồi cái gì Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng Tập 189 Lúc đầu Lục Hải bọn họ còn dự định rút lui trước hồi doanh mà Bước lui Vũ Linh sau đó mới toàn bộ rút quân Kết quả không nghĩ tới doanh địa đã sớm để cho Phong Vân Thành cho bừng Đến mức giết trở về cơ bản đừng suy nghĩ Phong Vân Thành cái này sẽ không có tiếp tục truy kích cũng đã là trong bất hạnh vạn hạnh Lục Hải sắc mặt tái xanh Lưu Bàn cùng phụ tá ở một bên cũng không dám lên tiếng, mặc cho ai đều nhìn ra Lục Hải đã tại bộc phát biên giới. Bọn họ rõ ràng, đệ nhị quân tổn thất nghiêm trọng như vậy, Lục Hải cho dù trở về, cũng không sống nổi, chuyện này cũng nên có một người cõng nổi. Mà có tư cách này cõng nổi cũng còn lại Lục Hải, ngoài ra có tư cách cao giai tướng lĩnh đều đã chết không còn một mống. Vũ Linh đã đuổi tới sau lưng, Lục Hải đã không có dư thừa suy nghĩ thời gian, thế là lập tức nói, đi, đi đồng môn quan. Đúng, Lưu bàn đám người lúc này đáp. Cho nên bọn họ lại lưu lại một đội nhân mã đoạn hậu, còn thừa tiếp tục nhanh chóng rút lui. Thông hướng đồng muôn quan đường phải đi qua hai bên trên sơn cốc. Từng bước từng bước cự thạch cùng gỗ lăn bị chuyển đến đỉnh chót. Thương lang đứng ở trên sơn cốc nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả nhanh lên một chút, một hồi mục tiêu lập tức phải đến rồi, mau đem cự thạch đều mang lên. Một tên sĩ quan ở cấp bách chỉ huy. Các binh sĩ nghe được thúc giục sau cũng tăng nhanh động tác, đem từng khỏa cự thạch rời ra một tên tráng hán vừa đem một cái chuyển đến cự thạch sau khi để xuống lau mồ hôi chán đi tới thương lang bên cạnh hỏi lão đại bọn họ thực biết trở về sao tên tráng hán này là trước đó lang vương bang nhị đương gia tên là ác lang mặc dù đã cùng thương lang cùng một chỗ nhập ngũ nhưng đối với thương lang xưng hô vẫn là không đổi được thương lang không có mở mắt tin tưởng phía trên an bài bọn họ nói sẽ trở về cái kia liền sẽ trở lại tốt à ác lang túng nhún vai cảm giác mình hỏi tương đương hỏi không bất đắc dĩ lại trở về tiếp tục vận chuyển cự thạch. Những cái này cự thạch cùng gỗ lăn đã sớm từ địa phương khác vận chuyển tới nơi này, vì liền là mai phục lục thông vương quốc xâm lấn quân đội. Nhưng dưới tình huống bình thường hành quân bộ đội đều sẽ sớm phái người điều tra phía trước địa hình, vì đề phòng bị phát hiện, cho nên những vật này đều bị bọn họ giấu đi. Bây giờ chờ lục thông quân đoàn toàn bộ rời đi, bọn họ liền cấp tốc chạy tới nơi này đem giấu ở phụ cận cự thạch cho lấy ra. Đột nhiên, thương lang lỗ tai giật giật, chợt mở mắt ra, bọn họ tới, nhanh chóng ẩn nấp, chuẩn bị chiến đấu. Ha ha, bọn họ rốt cuộc đã đến. Đã sớm vội vã không nhịn nổi ác lang, hấp tấp chạy đến bên người thương lang nằm xuống, hướng về nơi xa nhìn lại, quả nhiên, thấy được một đội nhân mã hướng bọn họ nơi này chạy tới. Một chút liền có thể nhìn ra bọn họ không phải dò đường tiên phong đội, bởi vì phía trên một mặt soái kỳ đang tại theo gió tung bay, nói rõ đệ nhị quân chủ soái ngay ở chỗ này bên trong. Có lẽ là khi đến điều tra qua một lần nơi này địa hình nguyên nhân, cũng có khả năng là sợ bị hậu phương truy binh đuổi kịp nguyên nhân, lần này Lục Hải không để cho người sớm dò đường. Đi tới nơi này cái dốc núi thời điểm, Lục Hải liền đã có loại dự cảm không tốt, hắn trực giác nói cho hắn biết phía trước có mai phục. Nhưng hiện tại bọn họ đã không đường có thể lui, cho dù là bọn họ muốn lại quay đầu chạy đi tìm Đệ Nhất Quân, vậy cũng phải đi qua Phong Vân Thành bên cạnh Quan Đạo. Lục Hải sợ lúc này quay đầu trở về lại đụng vào đem bọn họ 20 vạn quân đội đánh tan Phong Vân Thành đại quân. Cho nên cho dù phía trước có mai phục bọn họ cũng chỉ có thể cứng rắn xông vào, hiện tại Lục Hải trong đầu chỉ muốn, có thể mang bao nhiêu người trở về thì mang bao nhiêu người trở về, một khắc không nghĩ ở nơi này chu quốc cảnh nội ở lâu. Lục Hải mang theo hơn 10 vạn bộ đội mới vừa đi vào trong sơn cốc, trên sơn cốc lập tức vang lên kêu đánh tiếng la giết. Vô số cự thạch cùng gỗ lăn từ núi trên sơn cốc lăn xuống, đập trúng giữa đội ngũ bộ vị, mà Lục Hải vị trí phía trước bộ đội cũng bị dày đặc mưa tên công kích. Chủ soái, chúng ta bị mai phục Phụ tá một mặt chấn kinh nhìn xem Lục Hải nói ra. Hắn cùng Lục Hải lâu như vậy còn là lần đầu tiên bị mai phục, trước kia mặc kệ lúc nào bọn họ đều có thể dựa vào Lục Hải trực giác mà tránh thoát tập kích. Lục Hải cắn chặt răng, không có giải thích thêm cái gì, cưỡng ép phá vây. Cự thạch cùng gỗ lăn đập ngã đệ nhị trong quân, đem Lục Hải đội ngũ một chia làm hai. Con đường bị một đống cự thạch chắn, nếu như còn nghĩ qua đến liền chỉ có thể từ nơi này chút cự thạch, gỗ lăn leo lên đi qua, nhưng lại cực kỳ chậm trễ thời gian, khả năng bọn họ còn không có chạy tới mấy người hậu phương truy binh liền đuổi theo tới còn có một cái biện pháp chính là để cho cao chiến trực tiếp oanh ra một con đường có thể đệ nhị quân cao chiến đã sớm chết không sai biệt lắm còn lại cũng tất cả lục hải bên người dựa vào sau phương sĩ binh bản thân liền là chạy tương đối chậm một nhóm kia nào còn có người có thể oanh mở một con đường à cho nên bị giữ lại xuống tới các binh sĩ chỉ có thể cầu nguyện phía trước chủ soái có thể trở về cứu vớt bọn họ nhưng để cho bọn họ thất vọng là lục hải cũng không quay đầu lại mang theo nửa đoạn trước binh sĩ bốc lên mưa tên hướng ra khỏi sơn cốc lục hải lựa chọn cứng rắn sông vào nhưng lại ngoài thương lang đoán trước nếu như lục hải không tuyển chọn cứng rắn sông vào bất kể là rút về đi vẫn là lưu lại phản công như vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lục hải cứng rắn sông vào nhưng lại bị hắn chọn trúng đường sống duy nhất thương lang không nghĩ tới cái này lục hải như vậy quyết đoán trong lúc nhất thời thật đúng là để cho hắn chạy mất thế là thương lang liền để cho ác lang mang theo 9.000 binh sĩ lưu tại trên sơn cốc giữ vững lục thông đệ nhị quân bị cự thạch giữ lại xuống tới lại còn sống cũng cũng chỉ còn lại có bốn vạn người mà thôi đã rắn mất đầu bọn họ một hồi lại phối hợp đuổi theo vũ linh liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống mà thương lang là dẫn đầu một ngàn binh sĩ lựa chọn truy kích lục hải chủ soái chúng ta thật sự dạng này vứt bỏ bọn họ sao phụ tá cẩn thận mỗi bước đi trong mắt tràn đầy vẻ không đành lòng cho dù đã chạy ra khoảng cách xa như vậy cũng có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu rên. Lục Hải âm trầm là mặt, vẫn là không có lên tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn khó chịu. Hắn không phải tham sống sợ chết người, nhưng hắn vẫn không hy vọng đi theo bản thân tướng sĩ cứ như vậy bạch bạch bị mất tính mệnh. Bởi vì vừa rồi Lục Hải càng đến gần sơn cốc, lại càng cảm giác được rõ ràng trên sơn cốc một cái bọn họ không thể chiến thắng tồn tại. Nếu như bọn họ không tuyển chọn từ bỏ hậu phương binh sĩ cưỡng ép chạy trốn, như vậy bọn họ liền một cái đều chạy không thoát mắt thấy khoảng cách đồng môn quan chỉ còn hơn 10 dặm khoảng cách lúc khía cạnh tiểu đội trưởng lập tức lớn tiếng báo cáo chủ soái bên trái có hơn ngàn người tới gần tốc độ rất nhanh bọn họ giống như đều cưỡi yêu thú cái gì lục hải quay đầu nhìn về bên trái nhìn lại quả nhiên nhìn thấy đã đuổi theo thương lang tiểu đội trong đội ngũ có một lá cờ trên đó viết sói thương lang cái này tiểu đội mỗi người dưới trướng cũng là một cái trưởng thành khiếu nguyệt thương lang mỗi cái thực lực đều bình quân tại hai đến ngũ dài ở giữa đây đều là tại khiếu nguyệt lang thủ lĩnh phối hợp xuống thuần phục thành công thế là liền giao cho thương lang hợp thành một chi chiến lang tiểu đội khiếu nguyệt lang tốc độ rất nhanh rất nhẹ nhàng liền đuổi kịp lục hải bọn họ đội ngũ cùng bọn họ song hành muốn trực tiếp vượt qua lục hải bọn họ đi tới lục hải phía trước chặn đường đến mức lục hải hậu phương binh sĩ thương lang đều chẳng muốn quản tất cả đều là một đám bị giết chỉ còn lại có tiểu đội trưởng tại dẫn đầu tạp ngư chỉ cần đem lục hải cái này một tên sau cùng sĩ quan trọng yếu giải quyết hết còn lại xử lý thì đơn giản rất nhiều. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 190. Nhanh, giết bọn hắn. Lục Hải lúc này hô. Mặc dù chỉ đuổi tới chừng một ngàn người, nhưng Lục Hải dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Thu đến mệnh lệnh sau liền lập tức có bao nhiêu tên tiểu đội trưởng mang theo mấy ngàn nhân mã hướng về chiến lang tiểu đội vây quanh đi qua. Hừ, một bầy kiến hôi. Thương lang thấy đối phương lại tới đội một binh sĩ tới chặn đường, cảm giác có chút không dứt, không nghĩ bởi vì bọn họ lãng phí thời gian tránh ra thương lang gầm lên một tiếng trên người thuộc về vương cảnh khí tức cường giả lan ra lại phối hợp hắn thông qua thượng cổ chiến trường giả tưởng lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực đồng thời triển khai hơn nữa khí tức tập trung hướng về lục hải phương hướng phía trước một mảnh chiến mã đột nhiên nhận lấy cỗ khí tức này kinh hãi hết thảy mất vó ngã xuống lục hải dù sao cũng là thiên võ cảnh đỉnh phong cao thủ cho dù tại cao tốc dưới bị văng ra ngoài một cái xoay người về sau cũng có thể an ổn rơi xuống đất nhưng người khác liền không có vận tốt như vậy, toàn bộ bị trọng trọng vung ra trên mặt đất còn lật mười mấy cái lăn mới dừng lại. Mà Lục Hải mới vừa đứng vững, còn chưa kịp tiếp lấy chạy, thương lang bọn họ liền đã xông tới. Trên người vốn là có tổn thương phụ tá không đứng vững, lăn trên mặt đất vài vòng về sau, ngẩng đầu phát hiện Lục Hải bị vây lại, lập tức giống to, bảo hộ chủ soái. Sau đó đứng mũi chịu xào rút ra bên hông khảm đao xông tới. Đám người thấy thế cũng nhao nhao cùng lên, nhưng lục thông đệ nhị quân còn lại những binh lính này bôn ba cả ngày đều không có nghỉ ngơi qua sớm đã là cường cung chi đối với bọn họ cho dù số lượng lại nhiều cũng không phải cái này xúc sắc nhọn đã lâu chiến lang tiểu đội đối thủ chiến lang tiểu đội lấy mấy tên thiên võ cảnh đội trưởng cầm đầu mang theo một đám linh võ cảnh lang kỵ ngăn khuất hàng phía trước vô tình thu hoạch rơi sông lên lục thông binh sĩ sinh mệnh ngay cả dưới trướng khiếu nguyệt lang cũng không có nhàn rỗi cắn xé bay nhào va chạm vung chảo mỗi một lần xuất kích đều sẽ mang đi mấy tên binh sĩ sinh mệnh mà ở trong vòng vây, lúc này Thương Lang đang cùng Lục Hải nhìn nhau. Lại là một cái vương cảnh cường giả. Cảm thụ được Thương Lang trên người khí tức, Lục Hải sinh lòng tuyệt vọng. Thương Lang là một mặt lạnh lùng nhìn xem Lục Hải, ngươi là muốn chính mình hiểu rõ bản thân, vẫn là muốn ta giúp ngươi. Lục Hải một mặt cho tàn, biết rõ bọn họ là trốn không trở về, hơn nữa hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có hắn chết, đệ nhị quân còn lại cái này mấy vạn người mới có thể từ bỏ chống lại. Bất quá cũng tốt tiếp tục lại cũng chẳng qua là không sợ hy sinh sau đó lục hải rút ra bên hông đoàn kiếm nhìn xem phía trên lấp lánh phong mang đây là bọn hắn gia tộc đời đời truyền lại xuống tới địa cấp hạ phẩm bảo kiếm nguyên bản mang theo thanh này kế thừa phụ thân ý chí đoàn kiếm xuất trinh là vì giết địch cuối cùng lại một cái địch nhân đều còn không có giết liền phải dùng nó lại lý giải sinh mệnh mình lục hải nhìn mình chằm chằm đoàn kiếm nhìn khâu chuyển mắt hỏi trước khi chết ta có thể hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng sao nói các ngươi thật đến từ Minh Quốc sao? Lục Hải vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng, cái này một cái đột nhiên xuất hiện tân quốc độ lại có thể phái ra nhiều như vậy vương cảnh cường giả. Đặc biệt là Vũ Linh, để cho hắn ký ức là khắc sâu nhất, mặc dù Vũ Linh thực lực là thiên võ cảnh đỉnh phong. Nhưng lúc đó Vũ Linh phóng thích cái kia phạm vi cực lớn kỹ năng, để cho Lục Hải nghĩ lầm Vũ Linh kỳ thật cũng là vương cảnh cường giả. Thương lang tự nhiên minh bạch Lục Hải nói là có ý gì, cười nhạt một tiếng. Cái này tự nhiên là khẳng định, đồng thời ta còn có thể sẽ nói cho ngươi biết. Tăng thêm đồng môn quan cái kia vương cảnh cường giả, hôm nay chúng ta xuất ra động cao đoan chiến lực, bất quá là tổng số một nửa. Nguyên lai đồng môn quan nơi đó còn có một cái vương cảnh cường giả đang chờ ta à? Lục Hải sắc mặt tái nhật nói. Vừa rồi trong lòng của hắn còn có chút tiếc nuối, kém một chút liền có thể đến đồng môn quan, hiện tại xem ra mặc kệ thương lang truy hay không đến bọn họ cũng không trở về. Đến mức thương lang tại sao phải đuổi theo, cái kia tám thành là vì cầm lục hải đầu người trở về tranh công. Đến mức thường lang nói, Minh Quốc còn có một nửa cao đoan chiến lực không có xuất động, lục hải cũng không chút do dự tin tưởng, dù sao Thương lang không cần thiết lừa gạt một người chết. Sau đó lục hải cũng không còn tiếc núi, đem đoàn kiếm đâm vào tim mình, lại rút ra, lập tức máu tươi văng khắp nơi, lục hải ánh mắt chậm rãi ảm đạm, sau đó ngã xuống đất chết đi. Lục hải sau khi chết, thương lang một đao đem hắn đầu bổ xuống, dơ lên cao cao hô to. Toàn bộ dừng tay cho ta. Thương Lang giọng vốn liền không nhỏ, lại phối hợp xen lẫn linh lực ở trong đó, thanh âm lập tức lớn đinh tai nhức óc. Mà còn tại không sợ sinh tử vọt tới đệ nhị quân cũng đều ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy bản thân chủ soái đầu người đã bị người giơ lên. Còn đang điên cuồng ý đồ xông đi vào cứu vớt Lục Hải phụ tá gặp nói bản thân chủ soái đầu người sau bất lực quỳ đến trên mặt đất, khảm đao cũng từ trong tay trượt xuống. Thương Lang nhìn thấy bọn họ sau khi dừng lại tiếp tục hô, các ngươi chủ soái đã chết hiện tại ta lệnh cho các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu từ bỏ chống lại nếu không giết không tha ba 333 chủ soái tử vong rốt cục ép vỡ bọn họ cuối cùng một đạo trong lòng phòng tuyến vô số vũ khí bị ném vứt bỏ đến trên mặt đất có người ôm đầu trầm mặc có người ôm đầu khóc giống nguyên bản tung bay đệ nhị quân soái cờ cũng ngã trên mặt đất không còn có người đi đem nó nâng đỡ cái này lục thông đệ nhị quân cũng chính thức hoa một cái dấu chấm tròn còn lại chính là đem trước bị đánh tan những lục thông đó binh sĩ tìm ra bắt liền có thể. Đến mức đồng môn quan, Vũ Thành Nghĩa sẽ một mực người trong chừng, thẳng đến lục thông vương quốc biến thiên mới thôi. Lục thông vương quốc, đại hình giao dịch nô lệ trung tâm. Một tên áo bảo màu vàng lão giả ở một tòa kiến trúc chỗ cao nhất, uể oải nằm ở trên ghế nằm, nhìn phía dưới buôn bán chạy bạo nô lệ thị trường nói ra. Lão vương à, ngươi nói ngày mai bọn họ quân phản kháng sẽ còn hay không đến nhà. Một bên lão vương là một mặt nghiêm túc nhìn phía dưới mặc kệ bọn hắn tới hay không, chúng ta cũng phải thời khắc đề phòng, buổi sáng nô lệ phòng đấu giá liền đã bị bọn họ phá hủy. Căn cứ tình báo biểu hiện đối phương đem tử vong quyết đấu chàng chiến nô đều hấp thu vào quân phản kháng bên trong, cho nên bây giờ quân phản kháng thực lực không thể khinh thường. Một ngày trước tử vong quyết đấu chàng bị quân phản kháng phá hủy, ngay cả vương cảnh thực lực chàng chủ cũng tung tích không rõ, sống hay chết còn không biết. Kết quả vương thất bên kia còn tại kịch liệt thảo luận muốn thế nào ứng đối lúc, buổi sáng hôm nay nô lệ phòng đấu giá liền lại lọt vào quân phản kháng tập kích bị phá hủy cho nên lục thông vương thất khẩn cấp phái hai người bọn họ đến đây giao dịch nô lệ trung tâm trông coi đề phòng nô lệ thị trường cũng bị phá hủy đồng thời ngay cả nơi này phổ thông thủ vệ số lượng đã gia tăng rồi gấp ba có một ít hay là từ trong vương thành điều động tới tinh nhuệ mà áo bảo màu vàng lão giả lại không cho là đúng sợ cái gì đám kia chiến nô mạnh nhất không phải cũng mới thiên võ cảnh đỉnh phong mà thôi có mạnh hơn cũng không khả năng là hai chúng ta vương cảnh đối thủ. Không nên vô cùng khinh địch, chàng chủ cũng đồng dạng là vương cảnh thực lực, có thể tử vong quyết đấu chàng không phải là không giữ vững, cho nên chúng ta hoài nghi trong bọn họ tất nhiên có cao thủ tương trợ. Lão vương tiếp tục nói. Được được được, ngươi nói đều đúng. Áo bào màu vàng lão giả nói không lại hắn, liền lựa chọn nhận thua. Sau đó lại duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, bọn họ thật định tới tập kích nơi này, cái kia cũng hẳn là ngày mai sự tình, để cho ta trước ngủ một giấc thật ngon lại nói. Tối hôm qua con hàng kia sắc thật sự là quá tuyệt vời, dày vò ta một đêm không ngủ, hi hi, chờ ta ngủ đủ cảm giác tối nay tiếp tục. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 191 Oanh! Nhưng mà áo bảo màu vàng lão giả mới vừa nhắm mắt lại liền bị một tiếng vang thật lớn đánh thức. Thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, tiến vào trung tâm giao dịch đại môn đã xảy ra bạo tạc nhiều tên phụ trách trông coi đại môn thủ vệ bị tạc bay từ bạo tạc trong bụi mù một đám võ giả xông ra hướng về bên trong cái khác thủ vệ làm khó dễ là quân phản kháng bọn họ lại tới rồi nhanh lên chạy nhà trong đám người một tên mua sắm nô lệ mặt đen thương nhân hô sau đó quay người liền chạy những thương nhân khác thấy thế nhau nhau học theo chạy trong lúc nhất thời toàn bộ giao dịch nô lệ trung tâm hỗn loạn không chịu nổi những người khác lần đầu tiên khả năng còn không biết xông tới chính là quân phản kháng thế nhưng tên thương nhân lại biết bởi vì hắn nhận ra cầm đầu nữ tử kia hôm qua mặt đen thương nhân tại tử vong quyết đấu chàng thấy qua nàng xuất thủ một quyền liền đánh vào chàng chủ bao xương bên trong khi đó mặt đen thương nhân thấy có người gây chuyện sợ bị lan đến gần liền trước tiên thoát đi hiện trường kết quả sáng sớm hôm sau liền nghe nói tử vong quyết đấu chàng bị quân phản kháng người cho bưng cũng là tại thời điểm này mặt đen thương nghiệp người mới biết lúc ấy xuất thủ cái kia dũng mãnh nữ tử gọi thiết nương thế là liền dự định đi nô lệ phòng đấu giá mua một nô lệ an ủi một chút Kết quả nô lệ đấu giá vừa mới tiến đi đến một nửa, trên đài đấu giá trần nhà lại đột nhiên phá toái, thiết nương từ trên trời giáng xuống. Một cước giết chết đấu giá sư về sau, theo sát lấy lại một quần võ giả xông vào trong phòng đấu giá cùng cái khác thủ vệ chiến làm một đoàn. Cũng may quân phản kháng chỉ đối phó những cái kia phản kháng thủ vệ, không có làm khó thương nhân, cho nên bọn họ mới có thể đào thoát. Không có cách nào mặt đen thương nhân chỉ có thể đi tới nô lệ trung tâm, hắn nghĩ đến. Quân phản kháng coi như thật muốn tới nơi này gây chuyện khả năng này cũng phải chờ mấy ngày tin tức đi qua mới đúng. Dù sao hắn nhưng là biết rõ, đã xảy ra phía trước hai khởi sự kiện về sau, giao dịch nô lệ trung tâm thế nhưng là tăng thêm gấp 3 số lượng thủ vệ, thậm chí còn có cao thủ thần bí. Có thể khiến mặt đen thương nhân không nghĩ tới là quân phản kháng, hắn lại song theo sau nối liền đến rồi, cho nên hắn phi thường tuyệt vọng. Không nghĩ tới cái này quân phản kháng thủ lĩnh như vậy chính. Áo bào màu vàng lão giả nhìn thấy cầm đầu thiết nương sau liếm môi một cái, một mặt cười dâm đãng nói ra hắn mặc dù không có gặp qua thiết nương nhưng thấy qua thiết nương truy nã chân dung trong hiện thực thiết nương điệu bộ giống bên trong miêu tả còn muốn gợi cảm vóc người nóng bỏng nhìn áo bào màu vàng lão giả dục dịch lão cúc ra tay đi không muốn bởi vì hắn là một nữ tử liền khinh địch cẩn thận một hồi lật thuyền trong mương một bên lão vương gặp áo bào màu vàng lão giả này tấm đức hạnh có chút nhăn lông mày thế là mở miệng nhắc nhở đến áo bào màu vàng lão giả bị lão vương nhắc nhở sau khôi phục một tia lý trí nói ra yên tâm đi ta tự có chừng mực. Nói xong cơm hộp trước một bước bay vọt lên, thuộc về vương cảnh sơ kỳ khí tức cũng theo đó bộc phát ra, hướng thẳng đến thiết nương đánh tới, muốn dùng cái này trực tiếp cầm xuống thiết nương. Mà phía dưới thiết nương, vừa đi vào đại môn liền cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố hướng về nàng đập vào mặt. Vương cảnh cường giả. Thiết nương cũng là cả kinh, không nghĩ tới lục thông vương thất động tác nhanh như vậy, sớm phái vương cảnh cường giả đến thủ vệ giao dịch nô lệ trung tâm. Thiết nương cũng không dám có chỗ giữ lại trực tiếp sử xuất bản thân một kích mạnh nhất 48 lần lực lượng thiết quyền. Đụng. Áo bào màu vàng lão giả là trưởng, thiết nương là quyền, hai tướng va chạm phía dưới, sinh ra to lớn dư ba. Phụ cận bất kể là thủ vệ vẫn là quân phản kháng đều bị cái này cường đại dư ba cho hất tung ra ngoài. Mặt đất thậm chí bị rung ra vô số đầu khe hở. Hai người đều té bay ra ngoài, thiết nương chỉ cảm thấy ít hầu ngọt ngọt cuối cùng đập vào đại phì trên bụng mới có thể hỏa hoãn. Ngừng lại, nhưng từ khóe miệng nàng chảy ra máu đó có thể thấy được, Vừa rồi một kích kia để cho Thiết Nương nhận lấy không nhẹ nội thương. Lại nhìn áo bào màu vàng lão giả cũng đồng dạng bị lực phản chấn cho chấn động bay ra ngoài, nhưng một cái xoay người về sau liền đã ngừng lại lui lại, chắp tay lơ lửng giữa không trung, chợt nhìn, giống như không có việc gì cá nhân một dạng. "Đội trưởng, ngươi không sao chứ?" Thiết Nương bị đại phỉ bụng tiếp xuống về sau, hai chân mới vừa xuống giường liền một cái lảo đảo kém chút không đứng vững, dọa đến đại phỉ vội vàng đưa tay đỡ lấy. "Không có việc gì." quả nhiên ta cảnh giới vẫn là kém một chút, cho dù là ta cực hạn 48 lần lực lượng cũng không đả thương được hắn mảy may. Thiết nương đem khóe miệng huyết dịch lau rơi, đã lau trình bên trong để cho nàng bờ môi dính vào huyết dịch màu đỏ tươi, để cho thiết nương lộ ra càng thêm yêu mị động người. Đổi lại bình thường áo bào màu vàng lão giả nhất định sẽ càng thêm tâm động, nhưng lúc này áo bào màu vàng lão giả lại ngoài ý muốn đạm định. Lúc này trong lòng hắn trừ bỏ chấn kinh vẫn là chấn kinh, cái đó còn có tâm tư nghĩ những vật khác bởi vì áo bào màu vàng mới vừa rồi cùng thiết nương đối bính cái kia toàn bộ xương cánh tay đều bị chấn bể áo bào màu vàng lão giả cũng là sợ bị những người khác phát hiện cho nên giả bộ như không có việc gì một dạng đưa tay giấu ở sau lưng đề phòng bị nhìn ra dị dạng đáng chết rõ ràng chỉ có thiên võ cảnh trung kỳ khí tức tại sao sẽ như vậy mạnh chẳng lẽ nàng một mực tại ẩn giấu thực lực kỳ thật áo bào màu vàng lão giả vẫn là khinh địch vừa rồi hắn hoàn toàn có thể cách không phóng thích chưa thức ứng phó thiết nương nhưng vì có thể trước tiên đem thiết nương bắt sống, không bị đằng sau lão vương làm bị thương, cho nên lựa chọn trực tiếp cận chiến. Áo bào màu vàng lão giả bản sẽ không am hiểu cận chiến võ giả, tự nhiên không có cách nào phát huy toàn bộ ưu thế, cho nên tay trái nhận lấy không nhỏ thương thế, sợ là tiếp xuống chỉ có thể dùng một cái tay chiến đấu. Từ phía sau chạy tới lão vương, nhìn sang áo bào màu vàng lão giả phía sau lưng run rẩy tay trái, biết rõ ra hỏa này ăn không thiệt nhỏ, nhưng cũng không có mở miệng điểm phá, dù sao thiết nương dạng này tu vi có thể thương tổn được áo bào màu vàng lão giả cũng ngoài lão vương đoán trước hai lựa chọn đầu hàng hoặc là chết lão vương tản mát ra thuộc về vương cảnh trung kỳ khí tức hướng về thiết nương đám người ép đi tại hắn nghĩ đến hai tên vương cảnh cường giả xuất hiện đủ để đè sập quân phản kháng trong lòng phòng tuyến đồng thời từ giao dịch nô lệ trung tâm bên trong cũng chạy ra từng đội từng đội thủ vệ bọn họ cùng trước kia đứng gác thủ vệ khác biệt đám này mới chạy ra thủ vệ từng cái trang bị tinh lương khi thế phi phàm, một thân huyết sát chi khí. Ngay cả bọn họ đội trưởng cũng tất cả đều là thiên võ cảnh võ giả, đám người này hiển nhiên vương thất phái tới tinh nhuệ. Một ngàn tên vương thất tinh nhuệ tất cả đều là chân võ cảnh thực lực, mà 10 tên đội trưởng lại có ba cái thiên võ cảnh đỉnh phong, bốn cái thiên võ cảnh hậu kỳ, ba cái thiên võ cảnh trung kỳ, cái khác phổ thông thủ vệ toàn bộ chiếm lĩnh điểm cao mang lấy cung tiễn nhắm đúng bọn họ. Chỉ cần lão vương ra lệnh một tiếng, bọn họ liền toàn bộ cùng nhau bắn tên nhưng lão vương trong tưởng tượng thiết đọc cái kia tuyệt vọng kinh khủng thần sắc lại chưa từng xuất hiện mà là không sợ hãi chút nào cười nói vương thất thật lớn thủ bút vì đối phó chúng ta tại quân chủ lực đều xuất trinh tình huống dưới còn có thể phái ra một chi mạnh như vậy bộ đội lão vương nhíu mày thiết nương cái kia đã tính trước bộ dáng không giống ngụy trang chẳng lẽ các nàng có biện pháp chiến thắng chúng ta không có khả năng lão vương lúc này bỏ ý nghĩ này muốn đối phó bọn hắn trừ phi quân phản kháng đồng dạng có được vương cảnh cường giả nếu không chỉ dựa vào những cái kia tối đa chỉ có thiên võ cảnh đỉnh phong chiến nô căn bản không thể nào là hai người bọn họ vương cảnh cường giả. Nhưng dù vậy lão Vương cũng không có chút nào khinh địch ý nghĩa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tất nhiên đối phương có tự tin như vậy, vậy khẳng định còn có thủ đoạn khác, lão Vương liền không có ý định lại cùng bọn họ lãng phí thời gian. Không nói hai lời liền hướng lấy bọn họ động thủ, vừa ra tay chính là đòn đánh mạnh nhất. Bạo liệt quang bà, đưa tay ở giữa một cái to lớn sóng ánh sáng xuất hiện ở lão Vương trên không bên trong tập trung lấy cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Năng lượng gia trì, áo bào màu vàng lão giả thấy thế cũng đi theo ra khỏi tay, đưa tay ở giữa liền tăng cường lão vương trên không sóng ánh sáng, để cho hắn trở nên càng thêm to lớn, bên trong năng lượng cũng càng thêm cuồng bạo. Uy lực này đã có thể cùng vương cảnh hậu kỳ tương đương. Vung tay lên liền hướng lấy thiết nương bọn họ đập tới. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 192 Thiết nương đám người vừa vặn toàn bộ tụ tập tại cửa ra vào, nếu như sóng ánh sáng đúng như thực trong số mệnh, sẽ lập tức muốn đi tất cả mọi người bọn họ tính mệnh. Mắt thấy sóng ánh sáng liền muốn rơi xuống, Long Nhất vọt tới Thiết Nương trước người, giơ hai tay lên, dự định tay không đem nó tiếp được. Dưới tình huống bình thường, tại Long Nhất tiếp xúc đến sóng ánh sáng lập tức thì sẽ nổ, nhưng không có, mà là vững vàng bị Long Nhất cho tiếp nhận. Sóng ánh sáng cùng Long Nhất bàn tay tiếp xúc mặt không ngừng phát sinh xì 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 tiếng vang. Cái kia năng lượng kinh khủng ý đồ thiêu hủy Long Nhất bàn tay nhưng lại không cách nào làm bị thương Long Nhất mảy may. Lão Vương cùng áo bào màu vàng lão giả đồng thời giật mình, lại có thể có người có thể tay không lấy sạch sóng. Nhưng bọn họ vị trí này bị sóng ánh sáng ngăn trở, bọn họ không cách nào thấy rõ sóng ánh sáng phía dưới người nọ là ai. Long Nhất tiếp được về sau lại đưa tay một trưởng đem cái kia sóng ánh sáng hướng về lão Vương hai người đánh ra. Lão Vương cùng áo bào màu vàng lão giả vội vàng hướng về hai bên tránh ra. Sóng ánh sáng tốc độ rất nhanh, tại hai người bọn họ ở giữa chợt lóe lên, chúng đích hai người trước đó mốc cái kia sở kiến trúc chỗ cao nhất oanh long song ánh sáng đã xảy ra kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem chọn cái kiến trúc nửa bộ phận trên bao phủ lại rơi áo bào màu vàng lão giả nhìn thấy cái kia chỗ cao nhất cao cấp kiến trúc bị tạc sắc mặt nhất thời tối sầm lại nơi đó thế nhưng là khách quý lâu bình thường đều là tiếp đãi nô lệ thị trường khách hàng lớn cùng quan lại quyền quý nhàn nhã nơi trốn càng cao tầng tượng trưng cho địa vị và quyền lực cũng càng lớn bây giờ cả tòa kiến trúc trực tiếp bị tạc hủy một nửa hơn nữa còn là tôn quý nhất trên nửa tầng đến lúc đó gây nên oanh động có thể nghĩ vừa rồi hai người bị long nhất có thể tay không lấy sạch sóng thủ đoạn làm cho sợ hết hồn sau tại cuống quýt tránh né sóng ánh sáng tình huống dưới không lưu ý đến sóng ánh sáng quỹ tích bằng không bọn họ hai người liền sẽ không trước tiên tránh né mà là xuất thủ cải biến sóng ánh sáng quỹ tích áo bào màu vàng lão giả nhìn xem bị tạc hủy cao cấp kiến trúc trong lòng đang thầm mắng xì nhục a à thế mà bị một cái thiên võ cảnh đỉnh phong tiểu tử bày một đạo. Hắn có thể cảm ứng được long nhất trên người thuộc về thiên võ cảnh đỉnh phong khí tức, kết quả lại làm cho hắn tại hai cái vương cảnh cường giả dưới mí mắt đem cao cấp kiến trúc cho nổ. Nhưng mà không đợi áo bào màu vàng lão giả nghĩ kỹ trở về muốn giải thích thế nào thời điểm, một cỗ kình phong hướng về hắn đánh tới. Áo bào màu vàng lão giả quay đầu nhìn lại, long nhất đã lách mình đến trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, để cho áo bào màu vàng lão giả con người dùng mạnh. Vừa mới hai người khoảng cách thế nhưng là khoảng chừng 600 mét trở lên, đồng thời áo bào màu vàng lão giả lúc này vẫn là lơ lửng ở trên không trung. Long nhất khi đi tới ở giữa nhưng ngay cả 0.01 giây cũng chưa tới, đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động, đó căn bản vượt ra khỏi hắn nhận thức. Long nhất xuất thủ không lưu tình chút nào, sử dụng long chi trảo hướng về áo bào màu vàng lão giả ngực đánh tới. Áo bào màu vàng lão giả nhục thân làm sao bù đắp được ở Long nhất vương cảnh đỉnh phong nhục thân công kích đây, chỉ là lập tức Áo bào màu vàng lão giả nghĩ ngược liền bị xuyên thủng. Áo bào màu vàng lão giả chống rỗng ánh mắt bên trong che kín không thể tin. Thiết Nương Thiên võ cảnh trung kỳ có thể thương hắn đã đủ để cho áo bào màu vàng lão giả chấn kinh rồi. Kết quả cái này sẽ long nhất cái này Thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả lại còn có thể giết hắn. Thật là làm cho hắn chết trước đó mở rộng tầm mắt lúc nào vương cảnh cũng thay đổi yếu ớt như vậy. Sinh mệnh lực cấp tốc suy yếu áo bào màu vàng lão giả thầm nghĩ nói. Long nhất mặt không biểu tình thu hồi long chi chảo lần nữa một cái đem trưởng đem áo bào màu vàng lão giả đánh vào mặt đất nhìn như bình bình đạm đạm một trưởng nhưng lại mang theo lực lượng khổng lồ áo bào màu vàng lão giả xương sọ ứng thanh vỡ vụn ngã vào mặt đất đem dưới mặt đất ném ra đến rồi một cái to lớn hố đất cả người bị trôn sâu ở trên mặt đất chỉ còn một cánh tay còn tại thổ bên ngoài không nhúc nhích đã mất đi sinh cơ ngươi là ai lão vương là vừa sợ vừa giận hắn nhìn xem long nhất khá quen nhưng lập tức lại nghĩ không ra là ai Long Nhất lạnh lùng nhìn xem lão Vương nói ra, "Vương Triết, không biết ta sao, lúc trước thế nhưng là ngươi tự tay đem ta áp giải đến tử vong quyết đấu chẳng. Ngươi là?" Long Nhất. Lúc này lão Vương mới mãnh liệt vang lên. Thật sự là bởi vì Long Nhất cùng lúc trước biến hóa quá lớn, để cho lão Vương lập tức không nhận ra được. Lão Vương ngón tay biến hóa cũng không phải là hình dạng, mà là Long Nhất tu vi cùng khí chất, hắn như là vô cùng rõ ràng nhớ kỹ lúc trước bắt được Long Nhất thời điểm. Long Nhất chỉ có thiên võ cảnh sơ kỳ thực lực, mà bây giờ Long Nhất lại đạt đến thiên võ cảnh đỉnh phong. Đồng thời trên người ẩn ẩn còn tàn mát ra một cỗ uy áp, phảng phất đến từ đỉnh chuỗi thực vật huyết mạch áp chế đồng dạng. Trước kia hắn tại Long Nhất trước mặt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Long Nhất là một con run dế thôi, cũng sẽ không có hiện tại loại cảm giác này. Tốt ngươi một cái Long Nhất, ngươi dám ra tay giết chết vương quốc đại tướng. Mặc kệ ngươi là chiếm được kỳ ngộ gì mới thu được hiện tại tu vi, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải vì ngươi sự tình trả giá đắt. Lão vương bên người linh lực vườn quanh, mấy viên năng lượng sóng ánh sáng xuất hiện ở lão vương chung quanh. Vung tay lên, chung quanh sóng ánh sáng hướng về Long Nhất điên cuồng đập tới. Cả người cũng có thể lực toàn bộ triển khai, đi theo sóng ánh sáng sau lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Long Nhất. Nhưng mà, sóng ánh sáng mới phi hành đến một nửa, Long Nhất liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không đợi lão vương tìm ra Long Nhất vị trí. Một bàn tay hướng thẳng đến lão vương khía cạnh đánh tới, đem hắn trọng trọng đập xuống đất, lão vương chớp mắt, thiếu chút nữa thì muốn như vậy ngất đi nhưng ở nơi này mấu chốt thời khắc lão vương lại mạnh mẽ lấy lại tinh thần ho ra một hơi nùng huyết sau cấp tốc móc ra mấy viên đan dược nuốt vào trong miệng mới khơi thông thở ra một hơi rầm 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 mà trước kia lão vương triệu hoán đi ra sóng ánh sáng cũng đã mất đi khống chế bắt đầu trạch hướng quỹ tích nổ hướng giao dịch nô lệ trung tâm thủ vệ bộ đội bên trong trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi quân phản kháng cũng thừa cơ làm khó dễ cấp tốc hướng về phía bị tạc đến loạn tung tùng phèo thủ vệ làm khó dễ thiết nương mặc dù nhận lấy nội thương nhưng thực lực y nguyên dũng mãnh vẻn vẹn thiên võ cảnh trung kỳ tu vi liền có thể cùng thiên võ cảnh hậu kỳ thủ vệ đánh có qua có lại mà thủ vệ bên trong ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả nhìn thấy lão vương thế mà rơi vào hạ phong không có để ý cái khác quân phản kháng mà là vội vàng tiến lên trợ giúp lão vương nếu như dưới tình huống bình thường liền vương cảnh trung kỳ cũng không là đối thủ cường giả bọn họ chỉ là thiên võ cảnh đỉnh phong khẳng định không dám tới gần nhưng mặc kệ long nhất làm sao xuất thủ bọn họ thủy chung chỉ có thể từ trên người Long nhất cảm giác được thiên võ cảnh đỉnh phong khí tức. Cho nên theo bọn hắn nghĩ vừa rồi Long nhất có thể phát huy cường đại như vậy lực lượng tất nhiên là bỏ ra cực đại đại giới. Lúc này Long nhất đại khả năng đã là cường công chi mặt, chỉ cần bọn họ đồng thời xuất thủ, tất nhiên có cơ hội đạt được. Ba người đồng thời hướng về Long nhất phía sau ba cái phương vị tập kích, gặp Long nhất đứng tại chỗ không nhúc nhích, ba người cũng là vui vẻ. Không nghĩ tới dễ dàng như thế thì có thể được tay, ba người vũ khí có bất đồng riêng một khẩu súng, một cây chủy thủ, một thanh loan đao, mỗi một thanh đều vô cùng sắc bén. Lúc này Long Nhất nhưng không có làm ra phản ứng chút nào, ngay cả linh khí hộ thuẫn đều không có sử dụng. Mà Lão Vương nhìn thấy không làm phản ứng Long một cũng đồng dạng là hớn hở ra mặt, hắn bị Long Nhất một bàn tay đánh tới mặt đất sau liền đã biết mình không phải Long Nhất đối thủ. Sau đó lại gặp được Long Nhất hướng về hắn tới gần, Lão Vương còn cho là mình liền phải chết. Nhưng bây giờ gặp Long Nhất đối mặt ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả không hề bị lay động, cho dù là hắn, không sử dụng linh khí hộ thuẫn bảo vệ mình tình huống dưới cũng sẽ chết tại chỗ, chớ nói chi là Long nhất. Nhưng mà sự tình lại lần nữa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Keng. Ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả sắc bén vũ khí đánh vào Long nhất trên người, thật giống như mỏng kiếm chém vào trên sắt thép đồng dạng, ứng thanh vỡ vụn. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng, tập 193. Ầm, ầm, ầm. Long nhất xuất liên tục ba quyền ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong thủ vệ toàn bộ bay rớt ra ngoài ngực lõm ngã trên mặt đất sau không động đậy được nữa hiển nhiên đã đã mất đi sinh cơ quái vật ngươi cái quái vật này lão vương thấy cảnh này dọa toàn thân run rẩy đau thương bất nhập hắn đã thấy rất nhiều nhưng giống long nhất loại này không sử dụng linh lực quang cũng nhục thân liền có thể ngăn lại ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong võ giả công kích đó là chưa từng nghe thấy long nhất biểu hiện đã vượt ra khỏi hắn nhận thức cho nên lão vương cũng chỉ có thể dùng quái vật để hình dung Long Nhất. Quái vật sao? Có lẽ à. Long Nhất đối với lão vương đưa cho chính mình xưng hô không thể không đưa. Bây giờ đã thức tỉnh Long tộc huyết mạch Long Nhất đã sớm không hoàn toàn là một cái nhân loại. Long Nhất một tay nắm lên lão vương cổ áo, mặc kệ lão vương làm sao dãy ruộng, dùng như thế nào sử dụng linh lực hướng Long Nhất trên người dặn dò, cũng vô pháp tránh thoát. Long Nhất nhìn trước mắt cừu nhân này, lúc trước chính là hắn dẫn người tiến đến trấn áp Long Nhất một nhà lão vương ngay trước long nhất mặt đem long nhất cha mẹ tay giết chết cưu hận phẫn nộ sát ý đủ loại cảm xúc hiện ra không nói hai lời vung nắm đấm hướng về lão vương bộ mặt chính là một quyền một quyền xuống dưới lão vương dãy dụ im bặt mà dừng hai tay bất lực rủ xuống trực tiếp liền bị long nhất một quyền này cho đánh cho hồ đồ long nhất không có đình chỉ tiếp lấy lại là một quyền lão vương thất khiếu chảy máu hai mắt trắng dã đã ngất đi ba quyền bốn quyền năm quyền Lão Vương cả khuôn mặt máu thịt be bé bét, dĩ nhiên thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Nhưng Long Nhất vẫn là không có dừng tay, nắm đấm như cùng phong bạo vũ giống như hướng về trên mặt hắn dặn dò. Long Nhất mỗi ra một quyền, trong lòng cừu hận đều sẽ được một tia giải phóng, cùng một tia báo thủ sau được khoái cảm. Cho đến Lão Vương cả đầu bị đánh nát, Long Nhất mới dừng tay, tiện tay đem đã chết đến không thể lại chết thi thể vứt bỏ. Bây giờ hắn cái thứ nhất cừu nhân đã giết chết, cái tiếp theo cũng chỉ còn lại có, hạ lệnh bắt lấy bọn họ cả nhà lục thông vương thất đồng thời long nhất trong lòng cũng càng thêm cảm kích tiêu minh bởi vì tiêu minh không những ở tử vong quyết đấu chàng bên trong xuất thủ cứu hắn trả lại dư hắn có thể đủ tự tay báo thủ năng lực long nhất trong lòng âm thầm quyết định chờ báo xong thủ sau nhất định phải hảo hảo hiệu trung tiêu minh để báo đáp tiêu minh đối với mình ân tình long nhất bên này kết thúc quân phản kháng bên kia cũng đã tiến nhập kết thúc thủ vệ bị quân phản kháng đánh liên tục bại lui bây giờ nhìn thấy vương thất phái tới hai tên vương cảnh cường giả đều chết ở long nhất trong tay sĩ si khí càng là thấp đến điểm đóng băng nếu như không phải bởi vì còn có mấy tên vương thất tinh nhuệ quan chỉ huy đang duy trì trật tự khả năng lúc này thủ vệ đều muốn tước vũ khí đầu hàng những cái kia từ tử vong quyết đấu chàng cứu ra chiến nô có thể sống đến bây giờ ai không phải trải qua mấy chục vòng sinh tử quyết đấu sống sót cũng sớm đã đạm mạc sinh tử còn lại chỉ có cửu hận bởi vì bọn họ đều cùng long nhất không sai biệt lắm cơ bản cũng là trí thân bị giết, còn lại bọn họ được đưa đến tử vong quyết đấu chàng chung đẳng chết. Bây giờ gặp được vương thất phái tới tinh nhuệ, chẳng những không có sợ hãi chút nào, còn từng cái cũng như cùng dã thú hung mãnh đồng dạng hướng về bọn họ đánh tới. Trải qua tử vong quyết đấu chàng tẩy lễ bọn họ, ngược lại so với bọn họ lúc trước bị bắt trước còn mạnh hơn, nhẹ nhõm liền đem những thủ vệ này đè lên đánh. Đại trận, đại trận đây, làm sao không trả nổi đại trận? Mà vương thất tinh nhuệ quân quan chỉ huy đều sắp điên, mắt thấy hai vương cảnh cường giả cũng không là đối thủ hiện tại hắn có thể trông cậy vào cũng chỉ có cái này giao dịch nô lệ trung tâm đại trận hắn kiến thức đến long nhất đánh giết áo bào màu vàng lão giả lúc liền biết sự tình không quá dây liền lập tức gọi người đi khởi động tự bạo đại trận tự bạo đại trận là vương thất biện pháp dự phòng dù sao vương thất người cũng không phải là kẻ ngu bọn họ đều biết tại tử vong quyết đấu chàng bên trong chàng chủ có thể phát huy thực lực cường đại cỡ nào nhưng cuối cùng tử vong quyết đấu chàng vẫn là bị hủy mà chàng chủ thi thể đều không tìm được. Cho nên mặc kệ chàng chủ sống hay chết, vì đề phòng sẽ xuất hiện hai tên vương cảnh cường giả cũng nên chả không đột phát tình huống, cho nên chuẩn bị tự bạo đại trận, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền sẽ khởi động. Nhưng đến hiện tại quan chỉ huy cũng không nhìn thấy đại trận có muốn khởi động tiết tấu. Trước mới thủ vệ tại quân phản kháng điên cuồng công kích đến cũng đang từng dãy ngã xuống, đem hắn gấp đến độ cả người bốc mồ hôi. Mà ở khởi động đại trận cái kia sở kiến trúc bên trong, Nơi này ngổn ngang lộn xộn chạy đến mấy chục người, Tiêu Minh đang tại trận nhãn chỗ tìm kiếm lấy cái gì. Trước đó đám người này xác thực thành công khởi động đại trận, nhưng trước tiên bị nhạy cảm Tiêu Minh cảm giác được, một cái điện quang hỏa thạch liền lách mình đến nơi đây, đem người ở đây toàn bộ giải quyết về sau, sử dụng linh lực cưỡng ép đem sẽ phải bộc phát năng lượng ép xuống. Cũng may là Tiêu Minh xuất thủ, nếu không bên dưới đại trận mới ẩn giấu năng lượng kinh khủng, cho dù là để cho hai tên vương cảnh cường giả tối đỉnh tới cũng ép không được. Bất quá cũng đúng là như thế, Tiêu Minh tại mới vừa xuất thủ trấn áp năng lượng thời điểm, kỳ lạ phát hiện cái này cái kia bạo tạc năng lượng tựa hồ là linh thạch. Thế là liền bắt đầu lựa chọn tìm kiếm linh thạch nơi chứa đựng. Tìm tới rồi. Tiêu Minh đôi mắt mạnh mẽ trợn, tại một chỗ ngóc ngách cảm ứng được linh thạch cất giữ ở tại. Thế là Tiêu Minh liền xuất ra kinh lôi, cẩn thận từng ly từng tí cắt sàn nhà. Không có cách nào dù sao cái này linh thạch cương mới thiếu chút nữa thì nổ. Hiện tại cho dù đã bị cưỡng ép ép trở về cũng là ở vào cực không ổn định trạng thái, sơ ý một chút điểm, làm không tốt lại đem nó cho kích hoạt lên. Kinh hãi lôi phong sắc vô cùng, cái này thâm hậu sàn nhà tại lưỡi dao sắc bén trước mặt giống như giấy mỏng một dạng, nhẹ nhàng vạch một cái liền nhẹ nhõm đem nó mở ra. Đem cắt hình vuông sàn nhà lấy ra về sau, tiêu minh trông thấy phía dưới bốc lên lam quang linh thạch lập tức hai mắt tỏa sáng. Tích, kiểm chắc đến đại lượng linh thạch, phải chăng hấp thu. Được, tích, hấp thu thành công, thu hoạch được 10.000 điểm năng lượng giá trị, trước mắt số dư còn lại 568.000. Tiêu Minh thỏa mãn cười một tiếng, những thu hoạch này cũng không tệ lắm, cách mình 100 vạn mục tiêu lại gần một bước. Trước mắt Tiêu Minh mua sắm đạo cụ cơ bản đều có hạn mua, đồng thời hữu hiệu công dụng phần lớn là hoàn cảnh phía dưới vật phẩm. Đặc biệt là kinh nghiệm đan, hạn mua nghiêm trọng nhất, muốn càng nhiều chỉ có thể rút thưởng, nhưng mỗi lần rút thưởng lại không nhất định có thể rút chúng. Khiến cho bình thường kinh nghiệm đan phân phối đều theo chiếu hiệu quả sử dụng tốt nhất sử dụng Bình thường tu luyện hoặc là ăn thiên tài địa bảo, trong kinh mạch linh khí hoặc là dược lực sẽ có lắng đọng, mà kinh nghiệm đan có thể trực tiếp kích phát lắng đọng linh khí, cho nên lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai sử dụng, cách cách càng lâu hiệu quả càng rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì kinh nghiệm đan hạn mua, hiện tại Tiêu Minh năng lượng giá trị đã đủ hắn tạo một chi vương cảnh đại quân. Muốn không hạn mua lời nói cũng chỉ có thể tồn đủ 100 vạn năng lượng hệ thống tăng cấp, đến lúc đó chẳng những không hạn mua, còn có thể thu hoạch được càng cường đại đạo cụ xác định gian phòng bên trong đã lại không có dấu cái khác linh thạch về sau tiêu minh phủi tay xài bước đi ra ngoài đợi đến tiêu minh đi đến bên ngoài chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc vương thất phái tới tinh nhuệ bị giết không còn một mống nô lệ trung tâm cái khác thủ vệ toàn bộ lựa chọn đầu hàng nguyên một đám bị trói thành bánh trưng vứt xuống một bên mà quân phản kháng môn là cầm chìa khóa sẽ bị nhốt tại trong lồng giam nô lệ phóng xuất thiếu chủ cho tiêu minh mới vừa ở trên đường phố đi không bao lâu long mị liền nghênh đón đi lên cầm trong tay ba cái giới chỉ giống như hiến vật quý tựa như đưa cho tiêu minh Đây là từ cái kia hai tên vương cảnh cường giả cùng cái kia vương thất tinh nhuệ trong tay quan chỉ huy gỡ xuống không gian giới chỉ, những người này đều quyền cao chức trọng. Bên trong tất nhiên có không ít đồ tốt, coi như không có cái gì tốt vật phẩm, vẻn vẹn cái này ba cái không gian kết thúc liền giá trị bất phàm. Cái này ba cái chiếc nhẫn là thiết nương phân phó người gỡ xuống, chuẩn bị đến lúc đó nộp lên cho tiêu minh, long mị sau khi biết chủ động xin đi giết giặc để cho nàng tới bắt cho tiêu minh. Thiết Nương nhìn ra Long Mị trong lòng tiểu tâm tư, cười không nói đem ba cái giới chỉ cho Long Mị đến giao cho Tiêu Minh. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng, tập 194. Mặc dù cái này ba cái trong giới chỉ đồ vật Tiêu Minh đều coi thường, nhưng mà bên trong lại cũng không ít linh thạch, Tiêu Minh vẫn còn cần. Thế là Tiêu Minh đem bên trong giá trị mấy ngàn năng lượng linh thạch lấy đi về sau, liền lại đem ba mai không gian giới chỉ trả lại cho Long Mị, nói ra, đối với ta hữu dụng đồ vật ta lấy đi thôi, đến mức còn lại giao cho thiết nương phân phối à long nhất cùng thiết nương bọn họ đều không có không gian giới chỉ đồng thời hiện nay quân phản kháng quy mô càng lúc càng lớn cần quân phí cũng càng ngày càng ăn hết trong giới chỉ cũng không ít đáng tiền vật phẩm đủ thiết nương dùng một đoạn thời gian tốt long mị tiếp hồi giới chỉ hoạt bát cười một tiếng làm sao còn có việc sao tiêu minh nhìn thấy long mị còn tại đằng kia thẳng thắn nhìn mình hơi nghi hoặc một chút hỏi a à, không rồi Long Mị lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình vừa rồi thế mà nhìn xem Tiêu Minh xuất khí khuôn mặt không cẩn thận thất thần. Khuôn mặt đỏ bừng, giống làm chuyện sai tiểu hài một dạng thoát đi hiện trường. Lúc rời đi Long Mị hai tay còn bưng bít tại ngực, Phương Tâm nhảy lên kịch liệt lấy. Ngay cả hô hấp có chút hỗn loạn, gấp rút. Tiêu Minh chẳng những tướng mạo 10 điểm xuất khí, thực lực cũng cường đại nghịch thiên, làm người cũng 10 điểm hiền hòa thân thiết, để cho Long Mị phá lệ cảm mến. Có thể Tiêu Minh là quá mức tại ưu tú. Mỗi khi Long Mị đứng ở Tiêu Minh trước mặt lúc đều sẽ nhịn không được sinh ra tự ti trong lòng. Ai, giống thiếu chủ ưu tú như vậy người, người bình thường lại thế nào xứng với đâu? Long Mị nói một mình nghĩ đến. Đang nghĩ ngợi, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, suýt nữa đụng vào, cũng may Long Mị phản ứng rất nhanh, dừng bước chân lại. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy là một gã tướng mạo xinh đẹp nam tử, trên người hắn còn ăn mặc nô lệ trung tâm thống nhất đồng phục nô lệ, hiển nhiên là mới vừa được cứu ra nô lệ. Long Mị nhìn thấy người này ngăn trở bản thân đường đi, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, toàn thân có chút không được tự nhiên, nhưng theo lễ phép vẫn là khách khí mở miệng hỏi: "A, à, ngươi có chuyện gì không?" Gặp Long Mị loại phản ứng này, xinh đẹp nam sắc mặt cứng đờ, để cho hắn lập tức không muốn biết nói cái gì cho phải. Xinh đẹp nam tên là Anh Tuấn, xuất thân một cái tiểu gia đình quý tộc, chẳng những tư chất tu luyện không sai, còn mọc ra một tấm 10 phần tiểu bạch kiểm khuôn mặt. Cho nên tại Lục Thông học viện quý tộc bên trong phi thường nổi tiếng rất nhanh liền leo lên đại quý tộc nữ nhi, để cho hắn càng là lăn lộn như cá gặp nước, nhưng xấu chính là ở chỗ hắn đánh giá cao bản thân mị lực. Lại cùng một cái khác đại quý tộc nữ nhi làm ra, hắn cho rằng lấy hắn mị lực đủ để đồng thời khống chế hai nữ nhân. Mà kết quả thật là, bị phát hiện về sau, anh Tuấn liền bị phẫn nộ hai cái đại quý tộc chi nữ cho biếm thành nô lệ. Ngay tại anh Tuấn tại trong lồng giam hối tiếc không thôi thời điểm, quân phản kháng đánh tới. Giao dịch nô lệ trung tâm thủ vệ bị thua sau đó liền trông thấy một tên màu vàng mái tóc tướng mạo hồn nhiên linh động thiếu nữ khả ái cầm chìa khóa tới thay hắn mở ra lồng giam khóa cửa anh tuấn một chút liền bị thiếu nữ cho thật sâu mê hoặc lập tức cảm giác mình mùa xuân lại tới hắn cảm thấy mình trước đó chỗ kinh lịch tất cả cực khổ cũng là đáng giá vì đến chính là đợi đến cùng thiếu nữ gặp mặt thời khắc mà anh tuấn đối với mình tướng mạo cũng phi thường tự tin lấy bản thân xuất khí dung mạo còn sợ đuổi không kịp cái này xem xét liền hồn nhiên đơn thuần thiếu nữ sao anh Tuấn đang nghĩ ngợi đáp lời hỏi tên đối phương lúc, liền phát hiện thiếu nữ đột nhiên nhìn về phía địa phương khác, ngược lại cười một tiếng, không nhìn thẳng anh Tuấn, hướng về nơi khác chạy tới. Chờ anh Tuấn đi ra lồng giam sau liền phát hiện, Long Mị đứng ở một tên tướng mạo so với hắn còn muốn xuất khí nam tử trước mặt, giống như hiến vật quý tựa như đem thứ gì đưa cho tên kia xuất khí nam tử. Anh Tuấn lập tức trong lòng ghen tuông tràn đầy, lại có thể có người so với hắn trước một bước hạ thủ. Đồng thời thiếu nữ biểu hiện là người đều biết nàng đối với tên kia xuất khí nam tử có ý tứ chứ. Không được, không thể liền từ bỏ như vậy. Anh Tuấn thầm nghĩ đến, mặc dù không thể không thừa nhận, người kia dáng dấp xác thực so với chính mình đẹp trai hơn, nhưng vẫn cảm thấy bản thân có ưu thế. Dù sao anh Tuấn đã từng cũng là quý tộc học viện xếp hạng thứ 10 thiên tài, tuổi gần 18 tuổi thì đến được linh võ cảnh sơ kỳ tu vi. Đương nhiên, ở trong đó có hắn từ cái kia hai tên đại quý tộc chi nữ trong tay chiếm được không ít tài nguyên tu luyện công lao. Nếu như không phải bởi vì một chân đạp hai thuyền bị phát hiện, hắn như là có được trở thành đại tướng quân tiềm lực, cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh cùng nhau. Anh Tuấn nhìn một chút bản thân trang phục, mặc dù dơ giấy chút, trên mặt cũng có chút bụi, vừa rồi nhất định là thiếu nữ không có thấy rõ hắn xinh đẹp dung mạo, cho nên mới không hề bị lai động. Thế là khi nhìn thấy thiếu nữ cùng tên kia xuất khí nam tử sau khi tách ra, anh Tuấn vội vàng chỉnh sửa một chút bản thân kiểu tóc, lại xoa xoa mặt, chạy lên trước ngăn trở thiếu nữ đường đi vốn cho là thiếu nữ thấy rõ dung mạo của mình sau sẽ hai mắt tỏa sáng chủ động cùng mình đáp lời sau đó bản thân lại phơi bày một ít bản thân thiên phú tài hoa mê đảo thiếu nữ còn không phải dễ như trở bàn tay có thể để hắn không nghĩ tới là thiếu nữ nhìn thấy anh tuấn lại là một bộ nghi hoặc thần sắc lập tức để cho tự tin khuôn mặt anh tuấn sắc cứng nở không có cách nào chỉ có thể chủ động mở miệng bắt chuyện nói ngươi tốt ta gọi anh tuấn vừa rồi cảm ơn ngươi đem ta từ trong lồng giam cứu ra ta có thể biết rõ tên ngươi sao có đúng không? Ta gọi Long Mị, đây là đại gia công lao, ngươi không cần cảm ơn ta. Long Mị lễ phép cười một tiếng trả lời. Mặc dù Long Mị dáng người không tính đặc biệt cao gầy, nhưng khí chất phi phàm, đồng thời dáng người tỷ lệ hết sức hoàn mỹ, ưỡn ngực nhổ cánh tay, phong yêu mỹ tỏa, điển hình thiếu nam sát thủ. Tới gần sau khi, còn có thể nghe đến Long Mị trên người nhàn nhạt, nhạt, mùi thơm cơ thể, để cho anh Tuấn càng thêm tô nhất định được Long Mị ý nghĩ. Nhưng Long Mị hiển nhiên là đối với anh Tuấn không có ấn tượng, dù sao vừa rồi nàng tâm tư toàn bộ đặt ở tìm tiêu minh trên thân cái đó còn có tâm tư chú ý trong lòng giam nhốt là ai vậy ta còn có việc phải bận rộn ngươi muốn cảm ơn lời nói liền đi tạ ơn thiết nương đi nàng là đội trưởng của chúng ta long mị nói tiếp nếu như không phải tiêu minh nói qua với nàng không cần để cho quá nhiều người biết rõ hắn tồn tại cái này sẽ long mị nhất định là để cho hắn đi tạ ơn tiêu minh sau đó hảo hảo nói với hắn một lần tiêu minh ưu tú đối mặt anh tuấn long mị lòng có chút không yên đồng thời cũng sợ bị tiêu minh trông thấy hiểu lầm cho nên sau khi nói xong liền vội vàng lách qua anh tuấn rời đi chờ một chút ta nghĩ buổi tối mời ngươi ăn bữa cơm có thể chứ anh tuấn gặp long mị lo lắng đi vội vàng nói không cần đơn giản trả lời một câu long mị cũng không quay đầu lại rời đi đem giới chỉ lấy về trả lại thiết nương anh tuấn hiển nhiên cũng không nghĩ đến long mị sẽ cự tuyệt thẳng thắn như vậy trước kia hắn có thể chưa từng có bị nữ nhân cự tuyệt qua nhưng long mị càng như vậy lại càng khơi dậy anh Tuấn lòng chinh phục. Muốn gia nhập quân phản kháng đến nơi đây xếp hàng báo danh. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, anh Tuấn quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là quân phản kháng đang hấp thu được cứu đi ra nô lệ. Sẽ bị chụp tới lớn như vậy đa số đều đã cửa nát nhà tan, cũng có là vì báo thù hoặc là cảm ơn, cho nên ở đây được cứu nô lệ có tám thành đều lựa chọn gia nhập. Báo danh đội ngũ cũng bởi vậy lập tức xếp thành hàng dài. Sau đó anh Tuấn lại tham lam mắt nhìn nơi xa long mị, trong miệng tự lẩm bẩm. Long Mị có đúng không? Ta nhất định phải đưa ngươi chiếm được. Nói xong liền cũng hướng về chỗ ghi danh đi đến. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 195, Lục Thông Vương Thành, Vương Cung trên Đại Điện. Tại Vương Vị Trước, một tên đầu đội vương miện nam tử trẻ tuổi đang tại vừa đi vừa về độ bước. Người này chính là Lục Thông Vương Quốc Quốc Vương, Đằng Tá. Đằng Tá khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Một cước đem trước mặt bàn đá ngã lăn, mắng to. Nô lệ trung tâm bị hủy, vương lão cùng lý lão chiến tử ngay cả sớm mai phục tự bạo đại trận cũng không có bị dẫn bạo các ngươi cũng là làm gì ăn ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không tốt bản vương muốn các ngươi còn có có ích lợi gì phía dưới quần thần tất cả đều cúi đầu không nói không có người nào dám nói chuyện là người đều có thể nhìn ra quốc vương chính chính đang nóng giận lúc này ai dám nói tiếp đây không phải là đang tìm cái chết sao bây giờ đăng tá thật tức giận phi thường lục thông to lớn nhất ba chỗ nguồn kinh tế đều bị quân phản kháng cho phá hủy nhưng cái này lại không phải hắn nhất khí, nhất khí là không có thể đem quân phản kháng cho tiêu diệt hết. Giao dịch nô lệ nơi trốn bị hủy, không quan hệ, xây lại một cái là được, chờ bắt lại Chu Quốc về sau bó lớn nô lệ nguồn cung cấp có thể tiếp tục cung ứng. Nhưng quân phản kháng một ngày không diệt, như vậy giao dịch nô lệ nơi trốn liền một khắc không thể an ninh. Một mực chờ đến đằng tá đem có thể ném cái gì cũng ném xong, trong lòng nộ khí cũng phát tiết không sai biệt lắm về sau, mới chậm rãi ngồi trở lại vương vị. Quét mắt phía dưới một vòng về sau, ánh mắt nhất định tại hàng phía trước hạng nhất đại thần trên người mở miệng hỏi trung quốc bên kia tiến triển như thế nào bây giờ quân phản kháng thế lực càng ngày càng cường đại trong nước lực lượng khó mà trấn áp chỉ có thể cầu nguyện xuất trinh quân chủ lực mau chóng cầm xuống giải quyết về nước tiêu diệt toàn bộ những quân phản kháng kia bị nhìn chăm chú đại thần tiến lên một bước báo cáo hồi đại vương đệ nhất quân ba ngày trước truyền về qua tin tức bọn họ đã thành công đến chu quốc vương thành bên ngoài chu quốc vương thành không dám ứng chiến bế thành không ra nhưng đằng sau mấy ngày đệ nhất quân đều không có truyền về qua tin tức, có lẽ bề bộn nhiều việc công thành, cho nên còn chưa kịp báo cáo tiếp xuống tiến triển. Đằng Tá gật gật đầu, hỏi tiếp: "Ân, cái kia đệ nhị quân đâu?" Đệ nhị quân từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về. Đại thần trả lời. Nghe nói như thế Đằng Tá có chút nhăn lông mày, trên mặt cũng nổi lên một tia không vui, bây giờ đại quân đã xuất trình 3 ngày, đồng thời đệ nhị quân tiến công mục tiêu cách bọn họ Lục Thông còn gần hơn một chút. Kết quả lúc này còn không có truyền tin báo cáo tiến độ. Cho nên tá đằng không thể không suy đoán là không phải bởi vì đệ nhị quân tiến triển không quá thuận lợi, cho nên không dám báo cáo. Nhĩ nghĩ, tá đằng liền hạ lệnh, lập tức truyền tin cho đệ nhất quân cùng đệ nhị quân, để cho bọn họ tăng tốc tiến độ. Đúng. Đại thần đáp lại nói. Sau đó không lâu, từ Lục Thông trong Vương cung bay ra mấy cái bồ câu đưa tin, hướng về Chu Quốc phương hướng bay đi. Mà ở Chu Quốc cùng Lục Thông Vương quốc song phương biên giới chỗ, nơi này tất cả đều là núi cao vượt đèo chặn lại hai bên thông hướng duy nhất có thể bình thường thông hướng con đường cũng chỉ có trong đó một chỗ đồng môn quan mà ở bên này giới sử trên bầu trời cách mỗi mấy ngàn mét thì có một cái to lớn tật phong điểu ở đây lượn vòng lấy tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì đúng lúc này mấy con bồ câu đưa tin từ cái phương hướng này bay qua tật phong điểu phát hiện mục tiêu về sau trong con mắt toát ra một đạo chớp lóe bỗng nhiên gia tốc hướng về bồ câu đưa tin đánh tới không đợi bồ câu đưa tin phản ứng liền bị tật phong điểu một hơi nuốt lấy đến bước này lục thông vương quốc chuyển đến đệ nhất quân thư tín xui như vậy chặn lại đại chu vương thành lục thông đệ nhất quân thông qua 200 đài cự hình đầu thạch khí cuồng đập thành công đem đại chu vương thành tường thành cho đập ra một lỗ hổng thế là thương cố trực tiếp hạ lệnh công kích tường thành chỗ lỗ hổng kín người hết chỗ hai bên binh sĩ ở chỗ này binh khí đan sen hắn thi thể sớm đã chất thành một tòa tiểu sơn Chu Quốc quân coi giữ phái từng đội từng đội thuẫn binh cùng thương binh hướng chỗ lỗ hổng chết lấp, không cho Lục Thông đệ nhất quân tùy tiện đột phá. Lục Thông đệ nhất quân sĩ binh cũng không sợ sinh tử, không ngừng hướng về chỗ lỗ hổng dũng mãnh lao tới, cùng Chu Quốc quân coi giữ chém giết. Địa phương khác cũng nhắc lên mấy chục khung thang mây, không ngừng có binh sĩ hướng về phía trên leo lên, cũng không ngừng có binh sĩ đắp lên mới vứt xuống đến vật nặng cho đập xuống. Tường thành đầu tuần quốc quân coi giữ có ý hướng lấy thang mây ném vật nặng, có ý hướng lấy phía dưới bắn tên mà phía dưới đi tới dưới tường thành đệ nhất quân cũng bốc lên mưa tên hướng về phía trên không ngừng bắn tên ý đồ áp chế phía trên quân coi giữ cho leo lên thang mấy binh sĩ tranh thủ thời gian hai bên không ngừng có người ngã xuống cũng không ngừng có mới binh sĩ cùng lên trên trời đã từ lâu bị bọn họ huyết khí nhiễm đỏ một mảnh ở phía xa nhìn xem đây hết thảy thương cố nhìn thấy chậm chạp bắt không được chu quốc vương thành có chút nóng này tuần này quốc thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút nếu như không phải bởi vì Chu quốc trải qua một lượt bên trong hao tổn, đồng thời Nam Bắc thành Bạch ra phải toàn lực ứng phó xâm lấn man tộc, lấy bọn họ lục thông quốc lực thật đúng là không phải Chu quốc đối thủ. Lúc này một tên ăn mặc giáp lưới sĩ quan đi tới Thương Cố trước mặt nói ra: "Chủ soái, Chu quốc quân coi giữ chống cự ương ngạnh, chúng ta trong lúc nhất thời vẫn là khó mà đánh vào." Thương Cố tự nhiên nhìn ra hiện tại cục diện rằng co, muốn kết thúc cục diện này như vậy cũng chỉ có thể sớm để cho cao đoan chiến lực vào sân. Hừ vùng vẫy dãy chết thôi sau đó rút ra bên hông vũ khí nói ra xuất động tinh nhuệ ta tự mình dẫn đội sĩ quan giật mình không nghĩ tới thương cố thế mà nhanh như vậy xuất ra át chủ bài thế là lập tức đáp lời được sau đó chạy tới điều động binh sĩ chỉ chốc lát đội một toàn bộ vũ trang binh sĩ xuất hiện ở trước trận tổng cộng 3 vạn người mỗi người cũng là chân võ cảnh tu vi bọn họ là lục thông đệ nhất quân cuối cùng át chủ bài một vạn trọng giáp binh một vạn bố giáp binh còn có một vạn cung binh trọng giáp binh cùng bố giáp binh cùng đệ nhị quân cái kia tinh nhuệ đặc tính một dạng mà cung binh là cũng là am hiểu bắn tên tuyển thủ trong tay bọn họ cung tiễn sức kéo cực mạnh đồng thời mũi tên cũng là bỏ ra nhiều tiền mài rũa vô cùng sắc bén thương cố ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng nhìn xem chủ soái tất cả chuẩn bị ổn thỏa một tên cự hình tráng hán đi tới thương cố trước mặt báo cáo cái này rõ cự hình đại hán là chi này quân nhân tổng chỉ huy thân cao gần 3 mét quái thai thể trọng đạt đến 300 kg thiên sinh cự lực trên người tản ra vương cảnh trung kỳ khí tức khủng bố xuất phát gặp đã chuẩn bị ổn thỏa thương cố liền lập tức dẫn đội hướng về đại chu vương thành tiến lên tiến lên quá trình bên trong cũng có một người đàn ông tuổi trung niên cùng tên kia cự hình tráng hán đi sóng vai lúc này dáng người đều đều thon dài trên người tản ra vương cảnh sơ kỳ khí tức chu quốc trên vương thành phương chỉ huy quan cũng trước tiên phát hiện nơi xa đánh tới chớp nhoáng khí tức khủng bố vội vàng hô quân địch xuất động tinh nhuệ nhanh đi thông tri đại tướng quân xuất động chúng ta tinh nhuệ. Chu Quốc Vương Thành cũng có bộ đội tinh nhuệ, nhưng bởi vì đi qua bên trong hao tổn tổn thất, bây giờ không có lục thông đệ nhất quân nhiều. Cho nên tại lục thông đệ nhất quân xuất động tinh nhuệ trước đó bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xuất động. Nếu không chu quốc tinh nhuệ khí lực nếu như bị mấy tên binh lính kia tiêu hao hết, quân địch lại xuất động tinh nhuệ, vậy bọn hắn thật sự không cách nào phòng thủ. Nhưng Chu Quốc Vương Thành quản lý vẫn tồn tại nhất định vấn đề, cái kia chính là chu quốc tinh nhuệ cũng không phải là tùy thời chờ xuất phát mà là cần phải đi thông chi. Liên cái này bởi vì chậm trễ ngắn ngủi này một chút thời gian bên trong, thương cố sớm đã dẫn người giết tới phụ cận. Chỉ thấy thương cố sau lưng cự hình đại hán bước nhanh hơn, vọt tới tường thành chỗ lỗ hổng. Lưu tinh trùy. Oanh, to lớn thiết trùy đập ầm ầm dưới, ngăn ở tường thành lỗ hổng quân coi giữ lập tức toàn bộ bị lực lượng cường đại đánh bay. Chỗ lỗ hổng trực tiếp bị cự hình đại hán đập ra mấy trăm mét lớn lên khu vực chân không. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 196 Vương Cảnh Trung Kỳ Cự Hãn dẫn đầu mở đường Từng trùy một đem phía trước chặn đường Vương Thành quân coi giữ đánh bay Hậu phương đệ nhất quân một vạn trọng giáp tinh nhuệ theo sát phía sau Cầm trong tay cự thuẫn Một bên đem một lần nữa chắn đến Vương Thành quân coi giữ đụng ngã Một bên điên cuồng hướng tường thành trong chỗ hổng mặt trên Tinh nhuệ cung binh đi tới dưới tường thành về sau liền ở phía dưới hướng về phía trên quân coi giữ tinh chuẩn xã kích một khi có người dám can đảm thò đầu ra đều sẽ bị bọn họ một tiễn bắn ngã thừa dư nhất vạn bố giáp binh nhanh chóng leo lên thành tường cùng tường thành trên quân coi giữ chiến làm một đoàn có hai đội tinh nhuệ áp chế đệ nhất quân còn lại binh lính bình thường cũng lại không ngăn cản thuận lợi thông qua thang mây leo lên thành tường bất kể là trên thành vẫn là chỗ lỗ hồng chu quốc vương thành quân coi giữ đều bị đánh liên tục bại lui đáng giận bọn họ làm sao đột nhiên mạnh như vậy một tên vương thành quân coi giữ tuyệt vọng nói lục thông đệ nhất quân đầu nhập vào tinh nhuệ về sau nguyên bản ổn định thế cục lập tức thiên về một bên. Tại tinh nhuệ dưới sự che chở, càng ngày càng nhiều đệ nhất quân sĩ binh leo lên thành tường, tiếp tục lại, vương thành đạo thứ nhất phòng tuyến tuyệt đối phải thất thủ. Oanh! Ngay tại vương thành quân coi giữ đang lúc tuyệt vọng, một tiếng nổ vang lên, mấy chục tên đệ nhất quân tinh nhuệ bố giáp binh bị oanh bay. Ngay sau đó từ quân coi giữ hậu phương cũng xông ra đội một mấy ngàn người quy mô tinh nhuệ, một người trong đó vung vẩy lên một lá cờ, trên đó viết bố trí. Mặc dù cái này đội vương thành tinh nhuệ nhân số không thi đậu một quân bố giáp binh, nhưng may ở chỗ này mặt có thuẫn binh cùng thương binh, ứng phó cái này cầm chỉ thủ bố giáp binh có nhất định ưu thế. Là bố gia tinh nhuệ. Vương thành quân coi giữ trông thấy cái này tinh nhuệ kinh hỉ nói. Tiếp lấy một tên khác quân coi giữ chỉ một cái phương hướng nói ra. Mau nhìn, cái kia chính là bố giáp lão tổ, vừa mới ta nhìn thấy hắn xuất thủ, chỉ là một chiêu liền xử lý lục thông mấy chục tên tinh nhuệ. Theo người kia chỉ phương hướng nhìn lại, một tên trên nửa khuôn mặt trụi lùi dưới nửa gương mặt tràn đầy màu trắng sợi dâu toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp người mặc màu lam áo vải lão giả lơ lửng tại mọi người trên không trên người tản ra vương cảnh sơ kỳ khí tức lúc này đang cùng lục thông đệ nhất quân một tên dáng người thon dài vương cảnh sơ kỳ cường giả đối mặt chiến đấu hết sức căng thẳng phía dưới chỗ lỗ hổng thì đến đội ba tinh binh theo thứ tự là trần gia lập gia cùng vương thành cấm vệ quân đội ba tinh nhuệ cộng lại có 15.000 người bọn họ vừa xuất hiện liền thành công ngăn trở lục thông đệ nhất quân tiếp tục tiến lên bước chân cự hãn thấy thế vừa mới chuẩn bị xuất thủ ứng phó cái này mấy đội đột nhiên xuất hiện vương thành tinh nhuệ lúc hai đạo khí thế khóa được hắn cự hãn ngẩng đầu nhìn lên hai tên lão giả đồng thời hướng về hắn một trưởng đánh tới nhìn hai người trang phục biết bọn hắn tất nhiên biết rõ bọn họ chính là lập ra cùng ông tổ nhà họ trần hai người cũng là vương cảnh sơ kỳ cự hãn vội vàng thu hồi cự trì ngăn khuất trước ngực Oanh, hai người một trưởng đánh vào cự trùy trên. Mặc dù cự hình tráng hán thực lực là thiên võ cảnh trung kỳ, so hai người đều mạnh hơn, nhưng cùng lúc lọt vào hai người công kích, vẫn là bị chấn động lui lại mấy bước. Đồng thời cường đại khí lãng còn lật ngược cự hãn hậu phương gấp mấy chục lần trọng giáp thuẫn binh. Cự hãn giật mình, hiện tại mặc kệ nội thành ngoài thành đều đứng đầy người, nếu như tiếp tục trên đất bằng chiến đấu, tất nhiên sẽ lan đến gần người một nhà. Thế là lập tức vận khởi linh lực hướng về trên không bay đi. Ông tổ nhà họ Trần cùng lập ra lão tổ hai người liếc nhau, sau đó gật đầu một cái. Đồng thời cũng đi theo hướng về trên không đuổi theo. Lập tức, đệ nhất quân hai viên đại tướng đều bị Chu Quốc Vương thành phái ra cường giả cản lại. Nhưng duy nhất mạnh nhất chủ soái thương cố lại vẫn chưa có người nào dám chặn đường. Thương cố cười lạnh một tiếng, cũng không có ra tay giúp bản thân đại tướng, mà là lựa chọn đối với vương thành binh lính tinh nhuệ xuất thủ. Một đạo linh lực chảm vung ra, lập tức tiêu diệt mấy chục tên vương thành tinh nhuệ sau đó nhảy lên thật cao, đưa tay một kiếm vung ra, một kiếm này rõ ràng so vừa rồi tùy ý vung ra một kiếm kia càng mạnh. Một đạo to lớn vô cùng linh lực chảm lập tức xuất hiện, hướng về vương thành tinh nhuệ hậu phương chém tới. Nếu như một kích này thành công rơi xuống, sẽ lập tức lấy đi vương thành quân coi giữ hơn ngàn tên lính sinh mệnh. Đúng lúc này, một bóng người xông ra, chắn vương thành quân coi giữ trước mặt, trở tay cũng là một đạo linh lực chảm. Nhưng người này linh lực chém ra cùng thương cố có chỗ khác biệt, người này linh lực chảm mạnh hơn thương cố, mạnh không phải linh lực mà là uy lực. Bởi vì cái trước linh lực chém chúng giàu có lấy cường đại kiếm ý. Hai đạo linh lực chảm chạm vào nhau, chứa kiếm ý linh lực chảm trực tiếp đem thương cố linh lực chảm cho đánh tan, tiếp lấy thẳng tiến không lùi hướng về thương cố chém tới. Thương cố nhìn thấy người tới đầu tiên là giật mình, sau đó lại cấp tốc biến thành chấn định, có chút nghiêng người liền tránh đi cái này đã uy lực giảm nhiều linh lực chảm. Sau đó nhìn phía dưới người tới diễu cợt nói, ta liền nói là ai có thể ngăn lại ta một đòn, nguyên lai là trước đó bại tướng dưới tay, ưng nhãn à. Dừng một chút, Thương Cố nói tiếp, làm sao, lần trước thụ thương đều khôi phục, lần này còn muốn tiếp lấy đến điểm. Lúc trước ưng nhãn còn tại Tống Quốc thời điểm, chỉ có hắn một cái vương cảnh cường giả, cho nên lúc đó ưng nhãn đồng thời đối mặt Thương Cố cùng hai gã khác vương cảnh cường giả vây công. Đối với cái này ưng nhãn tự nhiên không địch lại, chỉ có thể bị thương đào tẩu mà phía dưới ưng nhãn vẫn là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, hư lạnh một tiếng liền xông tới. Đánh ba ưng nhãn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng một đối một ưng nhãn vẫn là vô cùng có tự tin có thể chiến thắng người trước mắt này. Hai người vốn liền thực lực tương đương, nhưng ưng nhãn nhưng lại có phá đi kiếm ý ưu thế, vừa đi lên đến liền thành công đem thương cố đè đánh. Hai người dày đặc đối với kiếm tựa như mưa lớn xâm nhập, không chỗ có thể trốn. Nhưng ưng nhãn có phá đi kiếm ý gia trì, cho nên mỗi lần xuất kiếm đều có thể nhanh hơn thương cố, chuẩn hơn, càng xảo trá. Ngắn ngủi mấy ngàn cái hiệp, thương cố trên người liền phủ đầy trên trăm đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi đã sớm nhiễm ẩm ướt hắn quần áo. Mà ưng nhãn trên người bất quá vẻn vẹn chỉ có mấy đạo bị thương cố liều tổn thương chém chúng vết đao thôi. Thấy vậy, phía dưới lục thông đệ nhất quân sĩ khí đại giảm, vương thành quân coi giữ sĩ khí tăng nhiều, bắt đầu từng bước một đem tràn vào lỗ hổng cùng leo lên thành tường đệ nhất quân đẩy trở về. Ưng nhãn đem kiếm dơ lên, chỉ vết thương chồng chất thương cố nói ra hiện tại đầu hàng, tha cho người khỏi chết. Không phải ưng nhãn không muốn giết hắn, mà là đối phương nếu như muốn trốn, ưng nhãn cũng đuổi không kịp. Dù sao ưng nhãn phá đi kiếm ý ra chỉ là xuất kiếm tốc độ, tốc độ di chuyển là không có gia trì. Trước kia thương cố đối mặt ưng nhãn mãnh liệt tiến công, 10 kiếm có thể đỡ 7 kiếm, mà còn lại bị đánh trúng 3 kiếm cũng có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Nhưng góp gió thành bão, hiện tại thương cố đã vết thương chồng chất, động tác bắt đầu xuất hiện giằng co. Ở trong mắt ưng nhãn, thương cố trên người nhất định chính là sơ hở trăm chỗ, đồng thời trong đó mấy chỗ vẫn là sơ hở chí mạng. Cho nên nếu như tiếp xuống thương cố còn dám lựa chọn ứng chiến mà không phải chạy trốn, ưng nhãn có tự tin vòng tiếp theo công kích bên trong có thể đánh giết thương cố. Nhưng mà cho dù đã vết thương trồng chất, nhưng thương cố lại không có chút nào bối rối, mà ngược lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cười lạnh nói. Ngươi biết vừa rồi ta vì sao cho dù muốn ăn lấy cho ngươi liền chặt mười mấy kiếm thua thiệt, cũng phải ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo vết thương sao ngươi có ý tứ gì ưng nhãn nhíu mày xác thực vừa rồi thương cố rõ ràng có thể ngăn lại càng nhiều công kích nhưng lại lấy thương đổi thương phương thức chặt tổn thương ưng nhãn ngay từ đầu ưng nhãn còn cảm thấy đó là thương cố tức hồn hình cử động nhưng bây giờ nhìn thương cố phản ứng tựa hồ sự tình không có đơn giản như vậy mà thương cố cũng rất nhanh cho đi ưng nhãn đáp án chỉ thấy thương cố búng tay một cái ba thương thế chuyển di phốc 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 thương cố búng tay đánh xong ưng nhãn trên người lập tức xuất hiện mấy trăm đạo vết thương đang phun trào máu tươi, đồng thời thụ thương vị trí cùng thương cố trước đó vị trí giống như đúc. Lại trái lại thương cố, trên người vẫn là che kín máu tươi, nhưng máu tươi phía dưới vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 197 Thương cố năng lực liền là có thể đem bản thân thương thế chuyển rời đến bị tiêu ký mục tiêu trên người. Chỉ cần mục tiêu bị hắn chặt tổn thương, liền là xem như bị tiêu ký thành công. Ưng ừ nhãn là chừng lớn hai mắt, hắn bây giờ mới biết cái này thương cố vì sao một mực là một bộ còn chờ không sợ gì biểu tình bây giờ bản thân nguyên lai tổn thương tăng thêm bị thương cố chuyển di tới tổn thương hiện tại ưng nhãn sau so vừa rồi thương cố tổn thương còn nặng hơn thương cố nhìn xem trên người trọng thương trên không trùng nhoáng một cái nhoáng một cái ưng nhãn đắc ý cười nói ưng nhãn bản soái cũng cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn gia nhập chúng ta lục thông vương quốc hoặc là chết kỳ thật thương cố cũng không thể không thừa nhận ưng nhãn thực lực ở trên hắn nếu như không phải bởi vì đối phương không biết thương cố kỹ năng thiên phú để cho thương cố đắc thủ làm bị thương ưng nhãn từ đó tiêu ký thành công lời nói thật đúng là đánh không lại đã lĩnh ngộ kiếm ý ưng nhãn mà ưng nhãn nghe được thương cố chiêu hàng về sau không có chút nào để ý tới ánh mắt bên trong có cũng chỉ thừa cái kia nồng đậm chiến ý thương cố cho rằng ưng nhãn hiệu chung là chu quốc vương thất nhưng kỳ thật không phải đối với ưng nhãn mà nói đẩy không lật đổ chu quốc hắn cũng không đáng kể như đổi thành những vương quốc khác xâm lấn chu quốc ưng nhãn có thể sẽ lựa chọn ngồi yên không lý đến chỉ cần không tổn thương người vô tội bách tính là được rồi nhưng hết lần này tới lần khác xâm lấn là lục thông cái này không nói nhân tính vương quốc ưng nhãn đã từng vân du qua lục thông vương quốc cho nên hắn vô cùng rõ ràng nếu quả thật để cho lục thông được như ý như vậy chu quốc bách tính đem không thể an ninh cho nên để chu quốc bách tính ưng nhãn mới có thể lựa chọn đứng ra cho dù là chết cũng sẽ không tiếc đây cũng là đã từng chết đi đại vương tử truyền cho hắn ý chí trông thấy ưng nhãn ánh mắt thương cố biết rõ ưng nhãn lựa chọn là cái gì thế là cũng không nói nhảm bắt đầu chủ động hướng về ưng nhãn đánh tới lần này cục diện hoàn toàn khác nhau vừa rồi thương cố vẫn còn là bị ưng nhãn áp chế nhưng bây giờ lại là thương cố đang áp chế ưng nhãn dù sao ưng nhãn trên người có mấy trăm đạo vết thương thân thể mỗi một cái động tác đều sẽ dẫn đến máu tươi nhanh chóng chảy ra theo huyết dịch càng chảy càng nhiều ưng nhãn động tác bắt đầu xuất hiện rằng co thương cố nhắm ngay thời cơ hướng về ưng nhãn phần bụng một cước đá vào tại thương cố lực lượng cường đại phía dưới ưng nhãn bị một cước đá đến tường thành trên cường đại trùng kích tự liên tiếp tường thành trên cứng rắn phiến đá cũng trực tiếp bị nện ra một cái rộng 5 m một mét hố sâu động ưng nhãn vị trí cũng vừa lúc ở hai quân giao chiến chỗ đối mặt đột nhiên nện xuống người cũng là hai quân binh sĩ giật nảy mình tất cả đều nhao nhao lui ra phía sau dự định nhìn xem đó là cái thứ đồ chơi gì thương cố lao xuống thẳng xuống dưới một cước đem dự định lên ưng nhãn cho dẫm ngã xuống đất bảo hộ ưng tướng quân làm vương thành quân coi giữ thấy rõ bị dẫm người là phe mình cường giả khi chết tất cả đều không để ý sinh tử hướng về thương cố đánh tới muốn từ thương cố trong tay cứu ưng nhãn nhưng mà vương thành quân coi giữ bất kể là binh lính bình thường vẫn là binh lính tinh nhuệ tại vương cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt cũng như cùng sâu kiến đồng dạng thương cố cầm lấy trường kiếm một cái quét ngang hàng phía trước vương thành quân coi giữ toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt nhưng cái này không chút nào không để cho vương thành quân coi giữ rừng bước lại rất nhanh xếp sau quân coi giữ lại tiếp lấy cùng lên mặc dù trong mắt bọn họ tràn đầy e ngại lại như cũ lựa chọn vượt qua hàng phía trước thi thể binh lính hướng về thương cổ đánh tới ưng nhãn là bọn họ chu quốc vương thành cường đại nhất ngoại viện cho nên ưng nhãn không thể chết dù là bỏ ra lại lớn đại giới cũng phải cứu ưng nhãn đây chính là bọn họ ý nghĩ đối mặt đám này không sợ sinh tử binh sĩ thương cố chẳng thèm ngó tới hư ngu xuẩn khẽ nâng lên trường kiếm trong tay, huy động liên tục mấy trăm cái, tốc độ nhanh chóng, người khác chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh. Theo tới chính là bị vung ra mấy trăm đạo linh lực chảm. Phốc phốc phốc. Phụ cận tất cả vương thành quân coi giữ toàn bộ chết tại linh lực chảm phía dưới, đồng thời không có một bộ là toàn thầy. Tràng diện sự khốc liệt, ngay cả lục thông đệ nhất quân sĩ binh nhìn thấy đều có chút không nhịn được muốn buồn nôn. Giải quyết tường thành trên vương thành quân coi giữ về sau, Thương Cố mới cúi đầu nhìn về phía phía dưới bị bản thân dẫm lên Ưng Nhãn. Lúc này Ưng Nhãn bởi vì mất máu quá nhiều, lại nhận lấy thương Cố vừa rồi cái kia một lần trọng kích, đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Lúc này Ưng Nhãn liền tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, chớ đừng nói chi là chiến đấu, cho nên lựa chọn hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong đến. Thương Cố cũng không lại nói cái gì, nâng lên trường kiếm trong tay, mãnh liệt hướng về Ưng Nhãn đầu chém tới. Kết quả đúng lúc này, một cỗ tử vong nguy cơ từ Thương Cố phía sau đánh tới. Thương Cố lập tức toàn thân lông tơ đứng lên, bỗng nhiên xoay người một cái đem trường kiếm chống đỡ tại ngực. Keng. Đánh tới là một thanh quan đao. Quan đao thế đại lực trầm, đụng va vào nhau sau lập tức đem trường kiếm đè cong. Ngay cả Thương Cố cũng bị cái này cường đại lực trùng kích cho đỉnh bay ra ngoài. Cái hố bên trong nhắm mắt lại ưng nhãn chỉ nghe được một tiếng tiếng binh khí va chạm, sau đó bộ ngực mình liền nhẹ một chút. Sau đó liền nghi hoặc mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Mặc dù lúc này ưng nhãn tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng chỉ xem người tới hình dáng cùng hình thể, vẫn là trước tiên nhận ra người tới. Bạch, Võ Thánh, ưng nhãn hữu khí vô lực nhớ tới người tới tên. Người tới cũng chính là Nam Bắc Thành Bạch Vũ Thánh, hắn xuất hiện đồng thời. Đi theo hắn cùng một chỗ đến đây 20 vạn bạch gia quân cũng xuất hiện ở lục thông đệ nhị quân hậu phương, đem bọn họ giết cái trở tay không kịp. Tường thành trên càng là xuất hiện mấy trăm tên cao dai võ giả, mặc trên người bạch gia quân phục phục, cùng lục thông đệ nhị quân tinh nhuệ chiến đến cùng một chỗ. Cái này mấy trăm tên cao dai võ giả khí tức tất cả linh võ cảnh trở lên, bọn họ vừa ra tay, liền lập tức giết chết mấy trăm tên đệ nhất quân bộ đội tinh nhuệ. Trong đó Bạch Hổ cũng ở đây trong đó, lúc này hắn tu vi so với lúc trước cùng Vũ Linh tranh tại lúc càng thêm cường đại, đạt đến linh võ cảnh hậu kỳ. Tăng thêm hắn kỹ năng thiên phú thêm cuồng hóa, cho dù lục thông đệ nhất quân cùng cảnh giới sĩ quan trong tay hắn cũng đi không qua ba chiêu liền chết bởi Bạch Hổ hổ chảo phía dưới. Bạch Vũ Thánh xuất ra một cái đan dược cong ngón búng ra, vào ưng nhãn trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan, ưng nhãn trên người cảm giác đau đớn lập tức giảm nhẹ đi nhiều, huyết dịch đình chỉ tràn ra. Sau đó Bạch Vũ Thánh liền mở miệng nói ra, người tới, đem hắn khiêng xuống đi. Bạch Vũ Thánh nói xong, liền lập tức đến rồi hai tên Bạch gia đệ tử đem ưng nhãn cho khiêng đi. Mà bị đánh bay đến trên không thương cố che ngực, sắc mặt khó coi, vừa rồi Bạch Vũ Thánh một đòn thế mà đem hắn cho chấn thương. Bạch Vũ Thánh xuất hiện hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, đồng thời Bạch Gia Quân xuất hiện cũng làm cho lập tức thế cục lập tức nghịch chuyển. Làm Thương Cố trông thấy Ưng Nhãn bị người khiêng đi lúc càng là lo lắng, hắn nghĩ tiếp ngăn cản, nhưng vừa rồi Bạch Vũ Thánh một đòn vẫn là để hắn có chút khiếp đảm, cho nên chỉ có thể tiếp tục lơ lửng giữa không trung lo lắng xuông, cuối cùng mở miệng hỏi: "Các ngươi Bạch gia không phải tại Nam Bắc địa chống cự Man quốc sao, vì sao lại xuất hiện ở đây?" Mà Bạch Vũ Thánh là cười ha ha một tiếng, "Chỉ là man tử thôi, Chúng ta đã giải quyết xong, nhưng mà cái tiếp theo nên được giải quyết cũng chỉ thừa các ngươi Lục Thông Vương quốc. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 198. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Man quốc rất vương thế nhưng là đã ngộ được bốn thành hoàng đạo chi cảnh cường giả, Liên bằng ngươi cái này chỉ đạt tới hoàng đạo chi cảnh hai thành gia hỏa làm sao có thể nhanh như vậy chiến thắng bọn họ. Thương Cố hiển nhiên là không tin Bạch Vũ Thánh chuyện ma quỷ. Thông qua mới vừa rồi cùng Bạch Vũ Thánh giao phong một đòn, cũng nhìn ra Bạch Vũ Thánh tu vi giống như thương cố, cũng là vương cảnh đỉnh phong, hoàng đạo chi cảnh hai thành. Bất quá hiển nhiên là Bạch Vũ Thánh căn cơ so thương cố còn muốn vững chắc một chút, cho nên vừa rồi đối bính một kích kia, thương cố trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Bạch Vũ Thánh nhếch miệng cười một tiếng, không sai, man quốc tân nhiệm rất vương xác thực cường đại, ta là đánh không lại hắn, nhưng phụ thân ta có thể, cho nên rất vương thi thể cũng vĩnh viễn lưu tại Nam Bắc Địa. Nam Bắc Địa Nguyên bản dựng lên phòng tuyến cùng man quốc đại quân giao chiến chỗ. Nơi này chiến tranh đã kết thúc, chỉ còn lại có Nam Bắc thành hậu cần bộ đội lại thu thập chiến trường. Bọn họ không ngừng tại trong đống thi thể tìm kiếm, tìm kiếm phe mình còn sống binh sĩ, đem nó nhắc trở về cứu chữa, thuận tiện đem sống sót mang quân bổ thêm một đao. Lúc này muốn là có người có thể bay đến trên bầu trời nhìn xuống dưới đi, liền có thể nhìn thấy trung tâm chiến trường có một cái to lớn cái hố. Nhìn kỹ cái này hình dạng giống như là bị người dùng nắm đấm đánh ra sao đồng dạng, nhưng cái này cái hố lại lớn kinh người chỉ là đường kính liền đạt đến 1.500 mét trường. Mà ở cái này cái hố phía dưới nơi trung tâm nhất là nằm một bộ đã bị đánh thành bánh thịt thi thể. Từ cái kia bị đánh thành thiếp phiến khải giáp có thể nhận ra, người này chính là lần này man quốc đại quân thống lĩnh, man quốc tân nhiệm rất vương. Trở lại Chu Quốc Vương Thành. Làm bạch vũ thánh nhắc lên phụ thân mình thời điểm, thương cố con người trợn to, nhịn không được kinh hồ. Cái gì? Hắn còn chưa có chết. Thương cố mặc dù chưa thấy qua bạch khởi, nhưng bạch khởi truyền kỳ cố sự nhưng vẫn là tại bao giờ cũng đang lưu truyền lấy ở tại bọn họ lục thông trên sử sách cũng có tương quan ghi chép bạch khởi trong vương quốc trẻ tuổi nhất vương cảnh cường giả vượt cấp chém giết năm đó xâm lấn chu quốc man quốc đại quân thống lĩnh rất vương giống như như lưu tinh hoành không xuất thế trở thành ngũ đại vương trong nước đệ nhất cao thủ lại đột nhiên ẩn lui biên quan biến mất không thấy gì nữa từ đó lại không tin tức bạch khởi như thế kỳ quái cử động Thế nhân liền suy đoán Bạch Khởi nên tại lần đó cùng rất vương trong đối chiến nhận lấy không nhỏ thương thế, cho nên lựa chọn dưỡng thương đi. Sau đó lại cũng không gặp Bạch Khởi xuất hiện qua, thế nhân lại bắt đầu suy đoán Bạch Khởi có phải hay không thương thế quá nặng đã chết đi. Coi như Bạch Khởi không bởi vì thụ thương chết đi, trăm năm qua đi, lão cũng cần phải chết già rồi. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Thánh lại nói cho hắn biết, Bạch Khởi còn chưa có chết, đồng thời còn chém giết Tân Nhiệm rất vương, này làm sao có thể không cho hắn không kinh ngạc. Hừ ngươi chính là quan tâm quan tâm chính ngươi hả? À? Nói xong, Bạch Vũ Thánh liền nhấc lên quan đao sông tới. Đối với thương cố cái kia một bộ, cha ngươi còn chưa có chết kinh ngạc biểu lộ, Bạch Vũ Thánh rất là không vui. Dù sao Bạch Khởi có thể sống tới ngày nay vốn là dựa vào đủ loại linh đan rượu dược kéo dài tính mạng, nhưng dù vậy cũng tối đa chỉ có thể sống thời gian một năm. Mà lần này bởi vì Man Quốc lần nữa xâm lấn chuyện này, Bạch Vũ Thánh đang cùng Man Quốc đại quân giao phong một trận về sau rõ ràng nhận thức đến, không có tường thành ưu thế, bọn họ rất khó chiến thắng man quốc quân đội. Mắt thấy thế cục liền nếu không khống chế được, man quân vô cùng có khả năng muốn đột phá Nam Bắc địa phòng tuyến thời điểm, Bạch Vũ Thánh cũng chỉ đành đi thỉnh cầu bế quan Bạch Khởi xuất quan cứu chàng. Bạch Khởi cũng xác thực cường hãn, vừa ra trận vò thẳng nhập man quốc đại quân bộ chỉ huy, một quyền liền đem rất vương đánh chết. Còn thuận tay đem man quốc đại quân bên trong bộ đội tinh nhuệ cũng cho đồ sát hơn phân nửa, cuối cùng bọn họ mới có thể chiến thắng man quân nhưng trả giá đắt lại là Bạch Khởi tuổi thọ lần nữa giảm bớt, khả năng chỉ còn tháng sau không đến tuổi thọ. Bạch Vũ Thánh đối với cái này có loại thật sâu tự trách, cho rằng đây hết thảy đều là mình đề phòng sơ xuất để cho mang quốc thừa cơ xâm lấn dẫn đến. Bạch Vũ Thánh đối với cái này quần người xâm nhập, có thể nói hận thấu xương, nếu như không phải bọn họ liên thủ xâm lấn Chu Quốc, cái này sẽ Bạch Vũ Thánh đã sớm đoạt được Chu Quốc vương vị, Bạch Khởi cũng không cần hao tổn tuổi thọ tình huống dưới xuất thủ. Cho nên Bạch Vũ Thánh mỗi một đao cũng là nén giận một đòn, phát huy ra bình thường 200% lực lượng. Thương cố thì bị đánh liên tiếp lui về phía sau, lúc này hắn căn bản vô tâm cùng Bạch Vũ Thánh chiến đấu. Mặc dù thương cố trên người không có gì tổn thương, nhưng vừa rồi cùng ưng nhãn chiến đấu đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Lúc này lại đối mặt một cái rõ ràng so với chính mình muốn mạnh hơn một chút ra hỏa, thương cố tự nhiên chỉ có thể không ngừng né tránh, không dám liều mạng. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là thương cố đến bây giờ còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong đầu một mực đang nghĩ lấy Bạch Khởi sống sót trong chuyện này. Nếu như Bạch Khởi không sống sót, cho dù hiện tại không địch lại Bạch Vũ Thánh, thương cố còn có thể trước tạm thời rút lui, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng chỉ cần Bạch Khởi còn sống, như vậy hết thảy kế hoạch đều phải ngâm nước nóng. Bạch Khởi trăm năm trước chính là ngũ đại vương quốc đệ nhất cao thủ, đồng thời vẫn luôn là vượt cấp sát nhân thiên tài đại biểu. Bây giờ trăm năm đi qua, Bạch Khởi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, thương cố quả thực không dám tưởng tượng. Tranh cho dù thương cố không ngừng né tránh nhưng cũng không thể toàn bộ tránh đi cuối cùng vẫn bị bạch vũ thánh chân thật bổ chúng mặc dù vẫn là bị thương cố dùng trường kiếm ngăn cản nhưng lại khó mà ngăn cản bạch vũ thánh kinh khủng kia lực trùng kích quan đao chặt tới trên trường kiếm đè ép trường kiếm đập về phía thương cố ngực cường đại lực chấn động để cho thương cố ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện chết đi oanh cả người cứ như vậy đập về phía phía dưới lục thông đệ nhất quân đội ngũ bên trong trong đó hai cái đệ nhất quân thằng xui xẻo liền trực tiếp như vậy bị thương cố cho đập chết liền trước khi chết cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên có người nện xuống đến phụ cận đệ nhất quân còn tưởng rằng là quân địch cao giai tướng lĩnh giết tới đây mới vừa cầm vũ khí lên nhắm ngay người tới mới phát hiện là thương cố chủ soái ngươi không sao chứ hai tên tay mắt lanh lẹ binh sĩ tiến lên đem thương cố đỡ lên thương cố mới vừa bị đỡ dậy cũng cảm giác một cỗ máu tươi tràn vào hắn trong miệng nhưng vì không có ở đây binh sĩ trước mặt mất mặt cuối cùng đem trong miệng máu tươi mạnh mẽ lại nuốt xuống. Thương Cố tránh thoát binh sĩ nâng, phun một ngụm máu đàm về sau, một bên cảnh giác nhìn chầm chằm trên không Bạch Vũ Thánh, vừa dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Nhanh, lập tức truyền lệnh xuống, đình chỉ công thành, toàn quân rút lui." Mặc dù cho dù Bạch gia quân cùng Chu Quốc Vương thành binh lực tập trung ở cùng một chỗ, hai phe tổng hợp chiến lực cũng kém không nhiều, nhưng xấu chính là ở chỗ, Bạch gia quân lúc này là đột nhiên tập kích bọn họ đệ nhất quân hậu phương. Bị giáp công chính cuộc dưới, gây bất lợi cho bọn họ vì kế hoạch hôm nay mặc kệ bạch khởi phải chăng sống sót cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui a à, đúng binh sĩ hiển nhiên là đối với xảy ra bất ngờ rút lui có chút không hiểu dù sao hiện tại phía trên tường thành bọn họ đều đã thành công chiếm lĩnh một nửa chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể đoạt lấy toàn bộ ngoại thành nhưng chủ soái mệnh lệnh có thể không tới phiên hắn nghi vấn cho nên chỉ có thể lựa chọn chấp hành hưu bạch vũ thánh lần nữa lao xuống phía dưới tốc độ nhanh chóng thậm chí có thể nhìn thấy tại Bạch Vũ Thánh bên người ma sát trong suốt khí lãng. Thấy vậy Thương Cố liền vội vàng đem vừa rồi tên lính kia hướng về nơi xa ném đi, đề phòng hắn một hồi bị Bạch Vũ Thánh đạp cho chết. Đó cũng không phải Thương Cố có bao nhiêu yêu quý bản thân thuộc hạ, mà là hắn còn cần tên lính này đi cho hắn truyền đạt rút lui chỉ lệnh. Sau đó mình cũng vội vàng hướng về một bên tránh ra. Oanh, mặt đất trực tiếp bị Bạch Vũ Thánh một kích này đập sụp xuống, chung quanh lục thông binh sĩ không khỏi bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết ngay cả ngoài trăm thước binh sĩ cũng bị cái này cường đại khí lãng cho nhấc lên đến người ngã ngựa đổ. Bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 199, làm Bạch Vũ Thánh xuất hiện ở đệ nhất quân trận doanh binh sĩ trước mặt, chung quanh binh sĩ nhao nhao dự định vây quanh đánh chết. Bạch Vũ Thánh liếc bọn họ một chút, quan đao trọng trọng hướng xuống đất nện xuống. Đông, đến từ vương cảnh uy áp, cùng hàng năm tại biên cảnh cùng man quốc chiến đấu lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, đồng thời triển khai mà đến, chung quanh cách gần đó lục thông binh sĩ lập tức toàn bộ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự xa một chút thụ này quấy nhiễu cũng tất cả đều hai chân bất lực ngồi liệt trên mặt đất vương cảnh độc hữu uy áp thực lực sai biệt càng lớn ảnh hưởng hiệu quả cũng càng nhiều cho nên ứng phó đám này không có tu vi binh lính bình thường quả thực dư xài phương viên năm trong phạm vi chăm thức không còn có binh sĩ có thể gần phía trước trừ bỏ trên mặt đất đã nằm binh sĩ bên ngoài cũng chỉ có thương cố còn đứng tại chỗ cùng bạch vũ thánh bốn mắt tương đối chúng ta bây giờ liền rút lui, thả chúng ta rời đi như thế nào? Thương cố thử thương lượng hỏi. Bạch Vũ Thánh so với hắn trong tưởng tượng vẫn là mạnh hơn một chút, mặc dù thương cố cũng định rút lui. Nhưng nếu như tiếp tục bị Bạch Vũ Thánh như vậy kề cận, không bỏ ra chút đại giới sợ là không đi được. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đại chu là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao, hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ hoặc là rời đi nơi này. Bạch Vũ Thánh hiển nhiên không định bỏ qua cho bọn họ, từng bước một hướng về thương cố đi đến nãi nãi, chúng ta thực lực tương đương, lại còn coi ta sợ ngươi không được, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Thấy đối phương không chịu buông tha mình, thương cố hét lớn một tiếng, hai vị đại tướng quân, xuất ra chúng ta át chủ bài à. Nói xong liền lấy ra một cái hoa văn đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược ăn, thương cố nguyên bản tiêu hao hơn phân nửa linh lực lập tức khôi phục. Toàn thân khí thế cũng đi theo lại một lần nữa tăng lên, thậm chí trực tiếp vượt trên khí thế đang lên rừng rực bạch vũ thánh. Cái này miếng hoa văn đan dược chính là lợi kiên hoàng triều cho bọn họ lưu làm át chủ bài tiềm lực đan. Cũng chính là tiêu hao bản thân tương lai tiềm lực đến thu hoạch được trong thời gian ngắn tu vi tăng lên. Ngắn ngủi tăng lên sau khi kết thúc, tu vi lại sẽ khôi phục lại nguyên lai cảnh giới, tương lai cũng sẽ bởi vì tiềm lực tiêu hao hết mà không cách nào tăng lên. Cái này tiềm lực đan hiệu quả cùng đã từng vũ thành nghĩa phục dụng bạo khí đan tương tự, nhưng tăng lên hiệu quả lại so bạo khí đan dược rất cao nhiều, liền lấy tác dụng phụ mà nói, cũng so bạo khí đan dược càng có thể tiếp nhận một chút. Tiềm lực càng cao nên kỳ càng trẻ, ăn đan dược thu hoạch được lực lượng cũng càng nhiều. Thương cố bởi vì linh lực tiêu hao không ít nguyên nhân, cho nên có một ít dược lực để dùng cho hắn bổ sung linh lực. Cùng khôi phục trước đó bị Bạch Vũ Thánh đã thương thương thế, cho nên tăng lên chiến lực có hạn. Nhưng dù vậy, bây giờ thương cố chiến lực cũng đã tăng lên tới hoàng đạo ba thành cảnh giới, tự nhận là ứng phó chỉ ngộ được hoàng đạo chi cảnh hai thành Bạch Vũ Thánh vậy là đủ rồi mà nơi xa đệ nhất quân cự hình đại hán cùng thon dài nam tử thấy vậy cũng đồng dạng lấy ra đồng dạng tiềm lực đan thuốc uống dưới dù sao bây giờ bọn họ đều bị chu quốc vương thành cường giả kiềm chế lấy trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại trước mắt phía dưới chiến cuộc bởi vì bạch gia quân đột nhiên phía sau đánh lén nguyên nhân dẫn đến đệ nhất quân phi thường bị động nếu như bọn họ không nhanh chóng giải quyết chiến đấu xuống dưới yểm hộ bộ đội rút lui cái kia có thể rút đi quân đội có thể sẽ không đủ tổng số một nửa ăn tiềm lực đan về sau cự hình đại hán khí thế lập tức từ nguyên lai vương cảnh trung kỳ tăng lên tới vương cảnh hậu kỳ cấp độ mà vương cảnh sơ kỳ nam tử cũng đồng dạng tăng lên tới vương cảnh trung kỳ xảy ra bất ngờ biến hóa để cho hướng về thương cố đi đến bạch vũ thánh dừng bước chân lại hướng về lục thông hay gã khác đại tướng phương hướng nhìn lại nguyên bản còn cùng vương thành cường giả thế lực ngang nhau bây giờ đã đem vương thành mấy tên vương cảnh cường giả đè lên đánh sợ là không được bao lâu liền có thể phân ra thắng bại không nghĩ tới chúng ta còn có ngón này đi đã ngươi không định bỏ qua cho chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này sát tướng ngươi giết chết. Thương cố hai mắt huyết hồng một mặt sữ tợn nói ra. Bởi vì Bạch Vũ Thánh làm cho thương cố không thể không ăn tiềm lực đan, nguyên bản có hy vọng đột phá hoàng cảnh, coi như không đạt được hoàng cảnh cũng có thể truy cầu một lần càng cao ngộ đạo chi cảnh. Nhưng bây giờ hắn đã không có tương lai, cho nên đối với Bạch Vũ Thánh cũng có thể gọi là hận thấu xương. Lần này đều không đợi Bạch Vũ Thánh động thủ, thương cố liền trước một bước hướng về Bạch Vũ Thánh phóng đi. Nhìn thấy thương Cố đánh tới, Bạch Vũ Thánh cũng từ mặt khác hai nơi trong chiến đấu lấy lại tinh thần, đồng thời thần sắc cũng bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc. Bạch Vũ Thánh cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, mặc dù thương Cố dựa vào tiềm lực đan đem để cho tu vi chiếm được cự đại đề thăng, Bạch Vũ Thánh cũng không sợ. Nhưng Chu Quốc Vương thành ba tên vương cảnh cường giả không kiên trì được bao lâu, nếu như lúc này Bạch Vũ Thánh không cấp tốc giải quyết hết thương Cố lời nói, một hồi hắn sẽ gặp đối với ba tên vương cảnh cường giả vây công. Như thế cục diện là Bạch Vũ Thánh không muốn nhìn thấy, cho nên khi tức nghênh đón tiếp lấy. Loạn phi phong kiếm pháp, thương cố giống to, trực tiếp sử dụng bản thân một kích mạnh nhất. Lít nha lít nhít lưỡi kiếm, toàn bộ ngoặt bắt đầu cong đến, chung quanh cắt về phía Bạch Vũ Thánh. Đối mặt với bốn phương tám hướng dày đặc lưỡi kiếm, Bạch Vũ Thánh không có bối rối chút nào chi sắc, chỉ thấy Bạch Vũ Thánh khóe miệng cong lên. Man Tam Đao. Chiêu này là Bạch Vũ Thánh từ Man Quốc đại tướng trong tay thu hoạch được đao pháp, là uy lực cực lớn một loại, Đồng dạng là giống to một tiếng, Bạch Vũ Thánh trong tay quan đao lập tức kim quang nở rộ, một cái xoay tròn liền đem chung quanh lưỡi kiếm chém đứt. Đồng thời một vòng qua đi, thuận thế liền một đao hướng về Thương Cố đánh xuống. Thương Cố giật mình, vội vàng đón đỡ. Keng. Binh khí va chạm, cường đại cự lực để cho Thương Cố cả người đều là trầm xuống, nhưng Bạch Vũ Thánh quan đao cũng không có như vậy dừng lại, mà là đè ép Thương Cố trường kiếm hướng xuống vạch một cái. Quan đao lưỡi đao xẹt qua mặt đất, từ Bạch Vũ Thánh hậu phương dâng lên lại lần nữa dơ qua đỉnh đầu cứ như vậy thuận thế dạo qua một vòng mang theo mới vừa rồi không có đánh xong thế cùng vòng thứ hai tụ lại lên càng đại thế hơn lần nữa đánh xuống thương cố mới từ cái kia ngổn ngạt vừa đánh trúng tỉnh táo lại lúc bạch vũ thánh đao thứ hai liền đã đánh tới cái này khiến thương cố liền tránh né cũng không kịp chỉ có thể lần nữa đón đỡ keng va chạm lần nữa lần này uy lực so sánh với một lần càng lớn đồng thời quan đao lại là lần nữa vạch một cái hướng xuống vạch tới tốc độ so vừa rồi càng nhanh, làm Bạch Vũ Thánh đem quan đao chuyển xong một vòng thời điểm, Thương Cố thậm chí còn không từ đao thứ hai bên trong tỉnh táo lại. Đao thứ ba cũng đã đánh xuống, một kích này Bạch Vũ Thánh cũng sẽ không cố ý giảm bớt lực, mà là đem vừa rồi ba vòng tụ lại toàn bộ lực lượng, tập trung bổ xuống. Keng. Oanh. Làm kích này đến lúc, gánh nặng lực lượng ngay cả thương cố dưới chân đại địa đều sụp xuống, thương cố trường kiếm trong tay cũng xuất hiện lỗ hổng. Nếu như không là bởi vì hắn đây là một cái cực phẩm bảo kiếm vừa rồi một kích này thương cố tuyệt đối ngăn không được thậm chí sẽ cả người mang kiếm bị bạch vũ thánh chém thành hai khúc hoặc có lẽ là nếu như không phải thương cố phục dụng tiềm lực đan tăng lên tới trước mắt tu vi lời nói hắn hiện tại liền đã chết tại một chiêu này trước mặt đáng giận chủ quan rồi thương cố oán hận nói ra thương cố ăn tiềm lực đan tu vi cao hơn bạch vũ thánh cho nên mới sẽ cùng bạch vũ thánh cứng đối cứng kết quả vẫn thua thậm chí ngay cả bản thân ưu thế đều còn chưa kịp phát huy bạn chuẩn bị xem hệ thống chuyển đổi năng lượng. Tập 200, Bạch Vũ Thánh không buông tha, không ngừng hướng về thương cố chém vào, thương cố chỉ có thể bị động phòng ngự. Vì tranh né mũi nhọn, thương cố thậm chí cần không ngừng hướng bản thân đệ nhất quân đội ngũ bên trong xuyên toa đến tránh né Bạch Vũ Thánh truy kích. Đổi lấy tự nhiên là từng đội từng đội đệ nhất quân sĩ binh bị Bạch Vũ Thánh tiêu diệt. Đồng thời bởi vì lúc trước ứng phó ưng nhãn bại lộ kỹ năng thiên phú nguyên nhân, cho nên tại Bạch Vũ Thánh cố ý để phòng dưới, thương cố liền cận thân cơ hội đều không có, chớ đừng nhắc tới làm bị thương Bạch Vũ Thánh, thế là hét lớn một tiếng, "Ta nói Thất Vũ, Bắc Minh ngươi các ngươi hai cái còn muốn lề mề tới khi nào, còn không mau một chút tiêu diệt bọn hắn, tới trợ giúp." Thương Cố hô chính là cái kia hai tên vương cảnh đại tướng, dáng người thon dài tên nam tử kia gọi Thất Vũ, cự hình đại hán gọi Bắc Minh. "Được rồi." Nghe được Thương Cố la lên Thất Vũ trọng trọng một quyền đem đã bị hắn đánh vết thương chồng chất bố ra lão tổ đánh về mặt đất. Sau đó một cái lao xuống hướng về phía giới phóng đi chuẩn bị cho bố gia lão tổ tới một cái cuối cùng bổ đao, sau đó lại đi trợ giúp thường cố. Cự hình đại hán Bắc Minh cũng cũng giống như thế, âm mô chùy đánh chúng vào lập gia lão tổ, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho hắn giống như bóng chảy giống như bị cao tốc đánh bay. Ông tổ nhà họ Trần vội vàng xông lên phía trước, muốn tiếp được bị trùy bay lập ra lão tổ, có thể cái này lực lượng là tại quá lớn. Ông tổ nhà họ Trần chẳng những không có tiếp được, mình cũng cùng nhau bị lập ra lão tổ đụng phải tường thành trên sau đó cự hình đại hán đem tay trái cự trùy dơ lên cao cao dùng tay phải khoa tay múa chân một cái góc độ nhắm chuẩn tốt rồi phương vị sau liền cầm trong tay cự trùy dùng sức vung ra cao tốc cái búa thẳng tắp hướng về bị nện ngược lại tường thành trên đứng trần hai cái lão tổ phương hướng đập tới lúc này hai người cũng đã là cường cung chi không bị đính tại tường thành liền động đậy khí lực đều đã đánh mất nếu như cái này một cái phi truy chi tiết bắn trúng lời nói hai người cũng đều đem bị mất mạng bạch vũ thánh gặp mặt khác hai phe thế cục không ổn lập tức có chút đau đầu, hiện tại hắn cũng là có chút đâm lao phải theo lao. Mặc dù Bạch Vũ Thánh lực lượng tại thương cố phía trên, nhưng tốc độ còn thiếu một chút. Vừa rồi không thể trực tiếp đem thương cố tiêu diệt, cái này sẽ thương cố không còn dám cùng hắn cứng đối cứng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể cầm xuống thương cố. Bạch Vũ Thánh cũng nghĩ qua đi trước trợ giúp cái kia mấy tên vương thành gia tộc lão tổ, nhưng mỗi khi Bạch Vũ Thánh dự định từ bỏ truy kích thời điểm, thương cố lại sẽ đột nhiên trái lại đối với Bạch Vũ Thánh phát động đánh lén nhiều lần đều kém chút bị thương cố cho đắc thủ chặt tới, Bạch Vũ Thánh cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiến đến chi viện. Chỉ có thể tăng lớn cường độ không ngừng đuổi theo thương cố chém vào, nhưng vẫn là bị thương cố cho tránh qua, tránh né. Thương cố hạ quyết tâm, tuyệt bất hòa Bạch Vũ Thánh chính diện cứng rắn. Mặc dù cho dù trước mắt vương cảnh hậu kỳ Bắc Minh cùng vương cảnh trung kỳ thất vũ hai người tới liên thủ cũng chưa hẳn là Bạch Vũ Thánh đối thủ. Nhưng chỉ cần hai người này có thể liên lụy ở Bạch Vũ Thánh, sau đó thương cố lại tìm cơ hội làm bị thương bạch vũ thánh liền có thể chỉ cần thành công làm bị thương bạch vũ thánh như vậy thương cố liền có thể lập tức đem trên người nội thương chuyển rời đến bạch vũ thánh trên người đến lúc đó thế cục cũng có thể lần nữa đảo ngược mắt thấy bản thân hai tên đại tướng liền muốn đem vương thành mấy tên vương cảnh cường giả tiêu diệt thương cố trên mặt cũng lần nữa nổi lên nụ cười mặc dù thân thể vẫn là vô cùng chật vật đang tránh né bạch vũ thánh truy kích nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không nhịn được nổi lên bạch vũ thánh Muốn trách thì trách ngươi buộc chúng ta bức quá chặt, lập tức ngươi tử kỳ sắp đến." Thương Cố trong lòng đắc ý nghĩ đến, ầm ầm. Ngay tại Thương Cố cho rằng cái kia mấy tên vương cảnh cường giả muốn bị hắn hai viên đại tướng giết chết lúc, thế cục lần nữa nghịch chuyển. Hướng về bố gia lão tổ đánh tới thất vũ bị một người đập về tới không trung. Mà bay hướng Trần, đứng hai nhà lão tổ phi truy cũng bị một người cho đánh bay. Hai đạo nhân ảnh phân biệt chắn trước mặt bọn họ. "Ngươi là?" Lý Trạch từ hố đất bên trong tre ngực đứng lên bố gia lão tổ kinh ngạc gọi ra tre trước mặt mình tên người kia. Bố gia lão tổ rất là chấn kinh, trừ bỏ Lý Trạch sẽ xuất hiện ở đây bên ngoài, nhất làm cho hắn kinh ngạc thì là Lý Trạch tu vi. Lại đã đạt tới vương cảnh trung kỳ cấp độ, hắn nhớ rõ ràng Lý Trạch năm ngoái mới đột phá đến vương cảnh sơ kỳ. Mà Lý Trạch ở trong thời gian ngắn như vậy thì đến được vương cảnh trung kỳ, tốc độ này quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng nghĩ lại, Bố Gia lão tổ lại bắt đầu suy đoán Lý Trạch phải chăng cùng cái kia thất vũ một dạng phục dụng tiềm lực đan. Càng nghĩ, bố Gia lão tổ lại càng thấy đến vô cùng có khả năng, dù sao coi như thiên võ cảnh sơ kỳ đến trung kỳ đều không nhanh như vậy, chớ nói chi là vương cảnh cường giả. Nghĩ tới đây bố Gia lão tổ lại bắt đầu âm thầm cảm động, không nghĩ tới Lý Trạch lại vì cứu hắn, thậm chí không tiếc hao tổn tương lai mình toàn bộ tiềm lực. Lý Trạch cũng không biết bố Gia lão tổ trong đầu nghĩ như thế nào hắn mà là hướng về bố gia lão tổ gật gật đầu, sau đó nói, "Bố Long tiền bối, nơi này giao cho ta đi, ngươi trước tạm chữa khỏi vết thương." Nói xong liền bay lên không trung cùng Thất Vũ xa xa tương đối. Nói đến, Lý Trạch đã từng cũng là Chu Quốc Vương thành trong tứ đại gia tộc trẻ tuổi nhất vương cảnh cường giả, đồng thời Bố Long niên kỷ so với hắn lớn ba mười mấy tuổi, đồng thời Bố Long cũng so với hắn sớm vài chục năm đột phá đến vương cảnh, cho nên Lý Trạch trước kia nhìn thấy Bố Long cũng là lấy tiền bối xưng hô. Bố Long cũng không già mồm hướng về bầu trời hô to một tiếng. Ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn, người này so mặt ngoài mạnh hơn rất nhiều. Nhắc nhở xong câu này về sau, liền xuất ra mấy cái chữa thương đan dược ăn vào, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Hoàn toàn không thấy chung quanh còn tại công thành lục thông đệ nhất quân sĩ binh. Đệ nhất quân sĩ binh thấy thế tự nhiên rất là tức giận, bố long lại dám ngay trước bọn họ mặt chữa thương. Nhất định chính là không đem bọn họ đưa vào mắt, thế là thì có mấy cái không có mắt binh sĩ sách theo khảm đao đi tới ngồi xuống bố long trước mặt gặp bố long vẫn là nhắm mắt chữa thương không nhúc nhích cái kia mấy tên binh sĩ cũng yên lòng nhưng vì đề phòng vạ nhất cái này mấy tên binh sĩ vẫn là đi vòng qua bố long sau lưng hướng thẳng đến bố long cổ chém tới đồng thời trong lòng cũng âm thầm cao hứng cảm thấy cái này bố long sợ không phải bị bọn họ đại tướng quân thất vũ cho đánh ngóc thế mà ở loại tình huống này giới cũng không làm phòng ngự để cho bọn họ lấy không cái đầu người hơn nữa cái này vẫn là vương cảnh cường giả đầu sách theo đầu hắn trở về thăng chức tăng lương không thể thiếu Keng. nhưng mà trong tưởng tượng bố long đầu bị nhất đao lưỡng đoạn tràng cảnh chưa từng xuất hiện ngược lại là binh sĩ khảm đao xuất hiện vết nứt ngay cả binh sĩ cầm đao tay cũng bị chấn động đến run lên bố long nhục thân thế mà so với hắn lưỡi đao còn cứng hơn cái này sao có thể binh sĩ hiển nhiên là không thể tin được lần nữa giơ lên cái thanh kia đã xuất hiện vết nứt khảm đao tiếp tục chém vào keng 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 ba thẳng đến hắn khảm đao gãy mất về sau Bố Long vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bố Long kỹ năng thiên phú bản thân liền là cứng rắn, có thể tăng lên bản thân thân cơ bắp độ cứng, tăng thêm bình thường cố ý rèn luyện nhục thể. Cho nên bây giờ Bố Long nhục thân, sớm đã không phải đám này không có tu vi binh sĩ có thể phá phòng. Thế là Bố Long ngay tại một đám binh sĩ vây quanh không ngừng chém vào trong hoàn cảnh, bắt đầu phục hồi từ từ thương thế.